Đây là bát phẩm bá Tống Huyền Thánh nước mắt, hắn phi thường đáng tiền. Tâm ma xích tiêu kiếm nhìn thấy Tống Thư Hàng đầu còn bình yên vô sự, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vì ăn mừng Tống Thư Hàng trở về từ cõi chết, hắn nắm lấy cơ hội, đâm đâm Tống Thư Hàng buồng tim. Bởi vì nghe nói, một người nếu như quá hưng phấn, thật là vui, tốt nhất là đi lên vùng hắn mấy cái tát dạng này có thể tránh cho người kia bởi vì quá độ hưng phấn, cơn sốc chí tử. Hắn nhất định phải đâm xuống Tống Thư Hàng tâm, tránh cho hắn quá vui bị sốc. Ô ô ô, Tống Thư Hàng trong miệng cắn vỏ đao, phát ra thống khổ nức nở tiếng, nếu không phải hắn hiện tại không có tay, tuyệt đối phải đối xích tiêu kiếm tiền bối sử dụng dưỡng đao thuật tốc độ siêu âm 100 liên. Xem ra lần này là thật sự đau nhức, Bạch Long tỷ tỷ nói. Nàng đối Tống Thư Hàng nhẫn nại thống khổ ý chí có hiểu biết, có thể làm cho Tống Thư Hàng đau đến rơi lệ không ngừng, xem ra cuối cùng một đợt thiên phạt chi long song long hí châu thống khổ cấp bậc, phi thường đáng sợ, rất có thể liền trường sinh giả cũng nhịn không được. Vô dụng, xích tiêu kiếm tiền bối. Tống tiền bối cũng không phải thật sự bát phẩm huyền thánh, nước mắt của hắn trước mắt mà nói cũng không tính quá đáng tiền. Da đen vũ nhu tử nói, Tống tiền bối, thân thể của ngươi không có. Tống Thư Hàng khóc càng thương tâm. Tống A Ngốc tạo hóa tiên tử nói khẽ, nàng duỗi ra hai tay, nâng ở Tống Thư Hàng dưới cổ phương, nhẹ nhàng thổi phồng. Giọt kia thánh nhân chi huyết lơ lửng tại Tống Thư Hàng dưới cổ. Tại thiên phạt rơi xuống trước đó, thánh huyết liền chuyển rời đến Tống Thư Hàng cổ vị trí mặt khác, giọt này thánh huyết phía dưới, thánh huyết lực lượng hóa thành một cái túi trang bình chướng, trong đó còn bổ sung lấy một số thuộc về Tống Thư Hàng thân thể bên trong đồ vật. Nhưng bởi vì thánh huyết lực lượng bao phủ nguyên nhân, bị thánh huyết bổ sung đi ra đồ vật cụ thể là chuyện gì vật, tạm thời thấy không rõ lắm. Tạo hóa tiên tử hai tay có chút một đưa, giọt này thánh huyết một lần nữa dung nhập Tống Thư Hàng cổ vị trí, dựa vào giọt này thánh huyết, duy trì lấy Tống Thư Hàng sinh cơ. Dù sao, Tống Thư Hàng còn không có đạt tới tích huyết trọng sinh đại lão cảnh giới, không có khả năng giống như Sở Các Chủ, chỉ dựa vào một cái đầu đều có thể sinh tồn. Lục phẩm chân quân sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng nếu như cổ trở xuống nhục thân hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn một cái đầu lâu, không chống được quá lâu. Tô Thị A Thập Lục đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi Tống Thư Hàng nước mắt. Mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng có thể còn sống sót chính là lớn nhất tin tức tốt, coi như Tống Thư Hàng có phục sinh thủ đoạn, nhưng mỗi lần phục sinh biến số rất nhiều. Phục sinh đại trận cũng tốt, phục sinh pháp khí cũng tốt, kỳ thật đều có thất bại tỷ lệ. Có thể không sử dụng liền tốt nhất đừng sử dụng. Mà lại, trùng sinh chi pháp phi thường chân quý. Lần này dùng xong về sau, lần sau không biết lúc nào có thể lần nữa đến một cái, đối Tống Thư Hàng tới nói, có thể bớt thì bớt. Tiếp đó, trước hết nghĩ cái biện pháp đem Tống Thư Hàng thân thể khôi phục đi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Da đen vũ nhu tử dò hỏi, Tống tiền bối, ngươi trình lâm tự lành pháp tu luyện tới cảnh giới gì? Cái kia được từ trường sinh giả trình lâm trong di tích tự lành pháp bên trong, ẩn chứa trình lâm con đường trường sinh. Cái kia tự lành pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, đoạn chi trọng sinh rất nhẹ nhàng. Trước đó không lâu, có thể phối hợp lấy tăng phát thuật để tóc sinh trưởng càng nhanh. Hiện tại, miễn cưỡng có thể sinh ra một chút xíu tiểu thân thể đi. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, hiện tại hắn đau không cách nào há miệng nói chuyện. Đến chính ngươi hạch tâm thế giới đi. Cái này lúc, Tống Thư Hàng đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới hoạt tuyền đã đối nàng đều hữu hiệu, đôi kia Tống Thư Hàng có lẽ cũng hữu hiệu quả. Ta cũng là chuẩn như vậy chuẩn bị, Tống Thư Hàng nói, hàng hỏa tiền bối, như vậy tiếp đó, ta muốn về bản thân hạch tâm thế giới một đoạn thời gian. Nếu như có chuyện, điện thoại liên lạc. Hắn lại ở hạch tâm thế giới mở ra một tia khe hở, dùng để truyền lại điện thoại tín hiệu. Thư Hàng tiểu hữu, lần này nho ra thiếu ngươi nhân tình quá lớn, ta sẽ tận chính mình tất cả cố gắng, vì ngươi chuẩn bị một món linh thạch. Hằng hỏa tiền bối nói. Tống Thư Hàng vui lên, thống khổ đều phảng phất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có vấn đề, hằng hỏa tiền bối. Ta vốn thế gian một tục nhân, giữa chúng ta không cần nhiều như vậy khách sáo, linh thạch liền tốt. Tống Thư Hàng hé mồm nói, há miệng ra, trong miệng vỏ đao rơi mất. Tô Thị A Thập Lục đưa tay tiếp được vỏ đao. Đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng một trận kêu thảm. A Thập Lục ôn nhu đem vỏ đao hoành về bên miệng hắn, Tống Thư Hàng cắn một cái vào, một lần nữa thống khổ nức nở. Hằng hỏa chân quân quay đầu đi chỗ khác,
không đành lòng nhìn thấy Tống Thư Hằng tiểu hữu thống khổ như vậy bộ dáng. Hắn muốn đem hết toàn lực, gom góp nhiều nhất số lượng linh thạch. Linh thạch số lượng ít, hắn trong hội dây dứt cả đời. Sau đó, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, Gia Đen Vũ Nhu Tử Xích Tiêu Kiếm, mang theo Tống Thư Hằng đầu, bước vào hạch tâm thế giới. Bạch Hạc Chân Quân lần này không đuổi theo. Bạch tiền bối không có ở đây, hắn đối Tống Thư Hằng lại không hứng thú. Sở dĩ, hắn quyết định lưu tại Nho Gia, vì Hằng Hỏa Đạo Hữu hỗ trợ. Hai vị chân quân lơ lửng ở trong hư không, yên lặng nhìn qua Tống Thư Hằng mấy người biến mất. Phía dưới tâm ma động bên trong, âm ảnh lãnh chúa nắm vuốt bản thân biến ra cái cằm. Ân, vốn đang lo lắng thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Đạo Hữu là rót nước huyền thánh, rất có thể sẽ không đền nổi cái kia phân thành vô cùng thê thảm bộ dáng âm ảnh thánh địa. Hiện tại xem ra, bá Tống huyền thánh hẳn là sẽ rất có tiền trí ít, Nho Gia chuẩn bị vì hắn bỏ vốn một số lớn linh thạch. Bá Tống Đạo Hữu hôm nay mấy lần ngăn cơn sóng dữ, một tay cứu vớt Nho Gia. Đến lúc đó, Nho Gia cho linh thạch số lượng quá ít há không rơi phần. Mau đánh giá, chỉ cần Nho Gia sẽ không keo kiệt, cái kia bồi tiền khẳng định đủ hắn sửa chữa âm ảnh thánh địa vòng tay. Nghĩ đến đây, âm ảnh lãnh chúa tâm tình thật tốt. Thế là, hắn tại tâm ma động bên trong cho Tống Thư Hằng lưu lại tờ giấy, thân hình chậm rãi lui trở về âm ảnh giới bên trong đi. Hạch tâm thế giới. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ quản lý bên dưới, cả cái hạch tâm thế giới ngay ngắn rõ ràng, bồng bột phát triển. Có thể nói, mỗi một ngày, hạch tâm thế giới đều sẽ có biến hóa mới. So với Tô Thị A Thập Lục lần trước nhìn thấy, muốn càng xinh đẹp hơn. Bất quá bây giờ, nàng không có thời gian đi thưởng thức hạch tâm thế giới biến hóa. Nàng đưa tay ôm Tống Thư Hằng đầu, nhanh chóng đi vào hoạt tuyển vị trí. Hoạt tuyền bây giờ chia làm trên dưới hai tầng. Phía trên là con suối chỗ, chính liên tục không ngừng toát ra mới suối nước. Phía dưới là suối nước tuôn ra về sau, hội tụ mà thành ao nước nhỏ. Sở các chủ đầu, ngay tại cái ao nhỏ này đường bên trong thổ phao phao. Tô Thị A Thập Lục đi vào ao bên cạnh, đem Tống Thư Hằng đầu nhẹ nhàng để vào hồ nước. Nàng buông lỏng tay. Tống Thư Hằng đầu, liền chìm xuống dưới, lập tức chìm xuống đáy nước. Như thế nào dùng một cái đầu kỹ thuật bơi lội, Tống Thư Hằng không có chút nào kinh nghiệm. Ha ha ha, nhìn thấy ngươi xuẩn dạng, ta liền vui vẻ, bá Tống Hào. Cái này lúc, một thanh âm tại bên cạnh cái ao thượng vang lên. Một đầu người mặc kiếm sĩ bào chuột hamster, eo buộc cây tăm trường kiếm, anh Tuấn vẩy lên trường bào, ta tới thăm ngươi, bá Tống Hào. Ung ục ục lỗ đáy nước, toát ra một chuỗi bong bóng. Đây chính là ta hiện tại ra mặt độ dày. Nhìn qua dưới đáy nước ủng ục ục bốc lên bong bóng, chuột hamster Hào tâm tình không hiểu vui vẻ. Ba bá Tống, ngươi cũng có hôm nay nha. Bất quá vui vẻ đến một nửa lúc, chuột hamster tà ma chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong lúc Tống Thư Hằng dùng hết biện pháp bảo trụ hắn tính mệnh hình ảnh. Lập tức, vui vẻ cảm giác tựa như là cổ phiếu giá thị trường, ngã xuống sườn núi thức ngã xuống. Chuột hamster tà ma duy trì móng vuốt nhỏ cầm kiếm chui tư thế, một mặt khó chịu. Sau một lúc lâu, người có thể thử dùng đầu lưỡi đập nước, sau đó nổi lên. Chuột hamster tà ma nghiêm túc đối với Tống Thư Hằng nói. Trên lý luận nói, chỉ cần đập nước cường độ cũng đủ lớn, phản tác dụng lực hẳn là có thể để đầu hiện lên đến. Rầm rầm, ao nước nhỏ một cơn chấn động. Có công đức chi quang dưới đáy nước hiển hiện. Kim quang nhàn nhạt rơi vào trên người mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tâm cảnh một mảnh an hòa. Là bị đánh nát công đức xà mỹ nhân, đầy máu phục sinh. Sau một khắc, công đức xà mỹ nhân từ trong nước nhảy ra. Nàng hai tay giơ cao, nâng Tống Thư Hằng đầu, bày ra bích họa nữ họa bổ thiên tư thế. Có công đức chi quang từ Tống Thư Hằng trên đầu phát ra, tựa như cái sáng tỏ bóng đèn. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi nửa bộ phận trên duỗi thẳng tắp, đuôi rắn chỗ uốn lượn. Rất sống động, hoàn mỹ diễn dịch ra nữ họa bổ thiên lúc mỹ tư. Tạo hóa tiên tử dùng sức vỗ tay, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng là công đức xà mỹ nhân lần này đăng tràng tư thế thật sự phi thường bổng, coi như lấy đối thủ cạnh tranh xem kỹ ánh mắt, cũng vô pháp bắt bẻ ra mảy may mau bệnh. Mỹ tiên tử hai tay giơ cao Tống Thư Hằng, một mặt sinh không thể luyến. Công đức xà mỹ nhân nâng Tống Thư Hằng đầu, nghiêng đầu nhìn qua hoạt tuyển hồ nước,
Sau đó nàng ánh mắt dạo qua một vòng, rơi vào Tô Thị A Thập Lục trên người. Đuôi rắn vặn vẹo, nàng bơi tới A Thập Lục bên người, trịnh trọng đem Tống Thư Hàng đầu đưa tới Tô Thị A Thập Lục trong tay. Tạo Hóa Tiên Tử phối hợp hát lên một bài phong cách trịnh trọng ca khúc. Bài hát này, tựa hồ là mỗ bộ lịch sử kịch truyền hình bên trong, giao tiếp ngọc tỷ truyền quốc phối nhạc. Hai vị tiên tử hiện tại, tức sẽ cạnh tranh với nhau, lại tương hỗ hợp tác. Có khi, giữa lẫn nhau sẽ còn tương hỗ học tập, tiến bộ thần tốc. Đối với cái này, Tống Thư Hàng ngoại trừ gắt gao cắn trong miệng vỏ đao bên ngoài, không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận Tống Thư Hàng đầu về sau, đi vào hoạt tuyền bên hồ nước bên trên, tìm cái mặt hướng đám người vị trí, ngồi xổm xuống. Sau đó nàng nhẹ nhàng đem Tống Thư Hàng cổ để vào hoạt tuyền trong hồ nước. Tê Tống Thư Hàng thần sắc giãn ra. Hoạt tuyền suối nước không biết có thể khôi phục hay không nhục thể của hắn, bất quá chỉ ít có thể đại đại làm dịu hắn đau đớn. Cũng không cần triệt để làm dịu thống khổ, chỉ cần đem thống khổ đẳng cấp giảm xuống mót thi tầng tả hữu, Tống Thư Hàng liền có thể bình tĩnh chịu đựng loại thống khổ này. Thậm chí tại chịu đựng thống khổ thời điểm, còn có thể cùng người chuyện trò vui vẻ. Công đức xà mỹ nhân đưa tay ra, đem Tống Thư Hàng trong miệng vỏ đao gỡ xuống. Thoải mái hơn, Tống Thư Hàng nói, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn A Thập Lục, hướng nàng lộ ra một cái làm cho người an tâm tiếu dung. Sau đó, hắn lại thật nhanh đem ánh mắt rời trở về. Là cái mỹ diệu góc độ. Khục, Tống Thư Hàng tằng hắng một cái, nhìn về phía chuột hamster hào, hỏi, Nhiễm Chân Cổ Ma đạo hữu, người hôm nay làm sao tìm tới ta hạch tâm thế giới? Nhiễm Chân Cổ Ma, cái này nghe phong cách vẽ phi thường chính thống đạo hiệu, chính là chuột hamster hào ma hào, là hắn tại Hắc Long thế giới độ kiếp hiển thánh sau ma hào. Chuột hamster tà ma nghe được cái này đạo hiệu về sau, biểu lộ phi thường phức tạp. Tựa như là một cái có được hắc lịch sử người, vất vả che giấu bản thân đi qua hắc lịch sử, nhưng đột nhiên có một ngày bị người ở trước mặt đâm thủng. Một đầu chuột hamster, dựa vào bộ mặt biểu lộ thân thể ngôn ngữ, biểu đạt ra loại này phức tạp cảm xúc, phi thường không dễ dàng. Người có thể trực tiếp gọi ta chuột hamster hào, tình cảm của chúng ta còn không thâm hậu đến có thể thân mật kêu danh hào cấp độ. Chuột hamster tà ma trầm giọng nói. Được rồi, Nhiễm Chân hào, Tống Thư Hàng sảng khoái trả lời. Chuột hamster hào đối Tống Thư Hàng lộ ra sắc bén, răng cửa, bày ra dáng vẻ hung mãnh. Quả nhiên vẫn là trung niên bộ dáng bá Tống hào tương đối thuận mắt, tuổi nhỏ loại hơi kém chi, thanh niên hình bá Tống hào nhất chướng mắt. Không ra nói giỡn, Bạch Tiền Bối còn tốt đó chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Theo hắn cùng Bạch Tiền Bối tiếp xúc càng nhiều về sau, tại một số phạm vi bên trong, hắn nhắc lên Bạch Tiền Bối uy danh lúc, sẽ không bị bình mạc. Đặc biệt là tại hạch tâm thế giới lúc, loại này quyền hạn đẳng cấp liền biến cao hơn. Lúc đầu hắn còn tại lo lắng Bạch Tiền Bối bị béo cầu đại lão hố ở. Bây giờ thấy chuột hamster hào còn như thế có tinh thần bộ dáng, hắn lập tức an tâm không ít. Chuột hamster hào còn như thế nhảy nhót tưng bừng, Bạch Tiền Bối coi như bị hố, cũng sẽ không quá phiền phức. Ta chủ Bạch không cẩn thận bên trong một vị khác chúa tể âm mưu. Nhưng không có vấn đề lớn, ta chủ ngoại trừ tạm thời bị khốn trụ bên ngoài, không có cái gì ảnh hưởng. Chuột hamster hào nghiêm túc trả lời. Xem ra, vô luận hắn tự thân tâm tình chập chờn lớn bao nhiêu, một khi dính đến Bạch Tiền Bối vấn đề lúc, hắn ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường. Đúng rồi, Nhiễm Chân đạo hữu, ngươi xong. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, ngươi vừa rồi lại nhưng xưng hô Bạch Tiền Bối vì Bạch, ngươi nhất định phải chết. Phải biết. Bạch Tiền Bối rất chán ghét người khác gọi hắn là Bạch. Ta có tâm thẳng miệng nhanh phá mau bệnh, sở dĩ đối với chuyện này ăn đau khổ. Không nghĩ tới ngươi cũng đi theo ta nhanh miệng. Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười, nàng nhanh chóng lấy tay che Tống Thư Hàng miệng, nhưng nàng tay cái nào cản được Tống Thư Hàng lanh mồm lanh miệng. Chuột hamster hào. Bá Tống hào, ta và ngươi liều mạng. Chuột hamster hào giận mà rút kiếm, nhún người nhảy lên, một chiêu thiên ngoại phi ma. Từ không trung giáng xuống rơi, chém về phía Tống Thư Hàng. Ngô ngô ngô, Tống Thư Hàng miệng mặc dù bị A Thập Lục thơm ngào ngạt tay nhỏ bưng bít lấy, nhưng hắn ánh mắt còn tại cố gắng khiêu khích chuột hamster hào. Xa xa ra đen vũ nhu tử chỉ bản thân, lần này không phải ta nổi A. Nàng cự ly Tống Tiền Bối xa như vậy, trên lý luận mà nói, Tống Tiền Bối hẳn là sẽ không bị tâm ma tính chất ảnh hưởng đến mới đúng A. Tâm ma xích tiêu kiếm phi thường có kinh nghiệm giải thích nói,
Đây thật ra là thư hàng tại chuyển di bản thân nội tâm thống khổ, bất kể là ai đột nhiên chỉ còn lại có cái đầu, trong lòng khẳng định là phi thường kinh hoàng, sau đó sẽ phi thường không được tự nhiên. Sau đó, bọn hắn liền sẽ thông qua đâm người khác tâm phương thức, đến chuyển di bản thân nội tâm thống khổ. Ta cảm thấy thư hàng thuần túy là bởi vì ruột không có nguyên nhân. Nguyên bản hắn chính là ruột thẳng, hiện tại ruột cũng bị mất, một số suy nghĩ, đều không cần đi qua ruột đi một lần, trực tiếp thốt ra. Bạch Long tỷ tỷ giải thích nói. Da đen vũ nhu tử như có điều suy nghĩ. Oanh! Cái này lúc, chuột hamster hào công kích, đã chém tới tống thư hàng trước mặt. Hắc hắc, quá ngây thơ rồi. Ta hiện tại, thế nhưng là lục phẩm chân quân cảnh giới A. A thập lục, không cần ngăn cản, thả nó tới. Tống thư hàng sử dụng quần thể truyền âm công năng nói. Lần này, hắn không sử dụng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Chỉ là đơn thuần sử dụng tam đại công pháp tôi luyện thân thể, chống cự chuột hamster hào công kích. Chuột hamster hào cây tam trường kiếm, đâm bên trong tống thư hàng cái chán. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng lại liền ra đều không đâm đi vào. Thấy được chưa, đây chính là ta hiện tại ra mặt độ dày. Tống thư hàng nói. Chuột hamster tà ma. Luận người bề ngoài tuổi tác, sẽ hay không đối với người tính cách tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là mỗ tại thiên phạt bên dưới, đều duy trì hoàn hảo không chút tổn hại ra mặt A. Tống thư hàng dương dương đắc ý nói, sở dĩ, nhất định phải cho ngươi giải một chút. Chuột hamster tà ma khí phát ra chi chi khả ái tiếng kêu, hắn ghé vào tống thư hàng trên đầu, trong tay cây tam thần binh đối tống thư hàng cái chán không cam lòng hung hăng đâm, đốm lửa bắn tứ tung. Tốt, đừng đùa, chuột hamster hào, chúng ta nói chính sự, tống thư hàng nói. Chuột hamster tà ma hừ lạnh một tiếng, anh Tuấn đem trường kiếm của mình thu hồi bên hông, sau đó hắn hất lên áo choàng, nhún người nhảy lên, cáo từ. Hở, đợi đã, Nhiễm Chân Hào đợi đã, chúng ta chính sự còn không giảng, tống thư hàng vội vàng kêu lên. Không chính sự, chuột hamster hào đối tống thư hàng cua cua móng vuốt, ta chủ phái ta tới, chính là nhìn xem ngươi còn không có không, cụ thể trạng thái như thế nào. Bởi vì hắn bị một cái khác chúa tể khốn trụ. Không cách nào biết được hiện thế tình huống. Tống thư hàng một mặt mộng bức, bạch tiền bối phái ngươi qua đây, không phải cho ta một chút khôi phục thân thể phương pháp sao? Ha ha ha, chuột hamster hào tâm tình lập tức vui vẻ tới cực điểm, hắn phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười, nói, ngươi hỏi cái ngốc vấn đề a, bá tống hào. Ta đều nói, ta chủ bị nhốt lấy, không thể cảm giác đến hiện thế tình huống, cũng vô pháp phát giác được hiện trạng của ngươi. Sở dĩ. Mới phái ta đến đây xem. Nói cách khác, ta căn bản cũng không biết ngươi bây giờ chỉ còn cái đầu. Sở dĩ, ta lại từ đâu cho ngươi khôi phục thân thể phương pháp. Mọi thứ đều nói nhân quả trình tự không phải. Không có nhân, ở đâu ra quả. Chuột hamster hào giảng tốt có đạo lý. Tốt, bá tống hào. Ngươi liền hào hào tại cái này hoạt tuyền bên trong ngâm đi, ta đi đem ngươi chỉ còn cái đầu chuyện tốt báo cáo nhanh cho ta chủ. Chuột hamster hào đối tống thư hàng liền ôm quyền, sau đó trốn tới hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo. Chen đến một nửa thời điểm, hắn quay người đối tống thư hàng nói, bá tống hào, muốn hay không cân nhắc chuyển đổi thành trung niên bộ dáng. Nam nhân nên muốn thành thục một điểm. Ha ha ha, ta thật vất vả biến trở về đến, ngươi lại muốn gạt ta khi trung niên đại thúc. Tống thư hàng liếc mắt nói. Cáo từ, chuột hamster số cũng không về bỏ chạy. Quay đầu, hắn chuẩn bị nghiên cứu một cái luận đề. Luận người bề ngoài tuổi tác, sẽ hay không đối với người tính cách tạo thành ảnh hưởng. Có phải hay không một cái người biến thành lúc còn nhỏ bộ dáng lúc, tính cách cũng sẽ biến ngây thơ. Mà biến thành đại thúc về sau, tính cách cũng sẽ trầm ổn. Cái này đầu đề, nói không chừng rất có ý nghĩa. Bởi vì chuột hamster hào nhớ tới một sự kiện trong tu chân giới, cũng có án lệ tương tự. Tỷ như đồng dạng là bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Duy trì trung niên bộ dáng tu sĩ, tâm tính cũng tương đối thành thục, bình thường đều là một môn phái nhân vật trọng yếu. Mà một số duy trì đồng tử bộ dáng tu sĩ, coi như cảnh giới rất cao, nhưng vẫn là ưa thích giả bộ nai tơ, hành vi cũng sẽ ngây thơ hóa. Thập lục, người nói có phải hay không là ta đâm tâm đâm quá độc ác, sở dĩ chuột hamster hào cố ý không đem thân thể khôi phục phương pháp nói cho ta biết. Tống thư hàng lại ngẩng đầu hỏi. Ngươi cũng biết mình tại đâm tâm của nó. Mà lại,
nếu biết hắn có thể là mang theo khôi phục thân thể phương án tới, ngươi làm gì còn muốn đâm hắn tâm? Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười, ta nghĩ nhanh chóng che miệng của ngươi đều không bưng bít được. Vì để cho hắn trưởng thành A, Tống Thư Hàng ngữ trọng tâm trường nói. Tô Thị A Thập Lục. Đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo bên trong, lại truyền tới vang lên. Một lát sau, một đầu toàn thân là bắp thịt tinh tinh từ thông đạo bên trong ép ra ngoài. Nha, bá Tống Hào, lại gặp mặt, tinh tinh tướng quân hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, chuột hamster Hào đâu? Ta còn muốn hỏi các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì đây? Chuột hamster sau khi trở về, liền lộ dáng vẻ rất vui vẻ, vui không được. Tại hướng ta chủ báo cáo tình báo về sau, liền giúp ở đây bên trong, hung hăng cười ngây ngô. Ta đều hoài nghi hắn uống lộn thuốc, sở dĩ, ta chủ liền để ta đến đây. Tinh tinh tướng quân trả lời. Tinh tinh tướng quân đã hoàn toàn thích ứng cửu chúa tể sủng vật thân phận, hắn lúc này cảnh giới, lại tiến bộ một mảng lớn, cự ly tấn thăng cửu phẩm đã không xa. Cười ngây ngô mà không phải sinh khí. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Chuột hamster Hào khả năng thật là uống lộn thuốc. Thật thần kỳ, không nghĩ tới chỉ còn một cái đầu cũng còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Bá Tống Hào sinh mệnh lực của ngươi thật ương ngạnh, tinh tinh tướng quân nói. Ta cũng liền chỉ còn lại có sinh mệnh lực ngoan cường ưu điểm. Tống Thư Hàng thở thật dài. À, nơi này còn có cái đầu, vị này tiên tử cũng chỉ thừa cái đầu rồi. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh, hai cái đầu trong nước nổi lên, nhìn qua thật vui cảm giác. Khó trách chuột hamster sau khi trở về một mực cười ngây ngô, nhất định là xem lại các ngươi hai cái đầu trong nước nổi hình ảnh. Tinh tinh tướng quân vui vẻ nói, bá Tống Hào ngươi là từ đâu tìm cùng ngươi trạng thái đồng dạng đầu. Các ngươi muốn tạo thành một cái không đầu thần tượng tổ sao? Sở các chủ đôi mắt đẹp cụp xuống nàng liền lơ lửng ở bên cạnh, nửa câu đều không nói, cũng phải nằm thương. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này tiên tử. Bích Thủy các sở các chủ, trường sinh giả. Tinh tinh tướng quân sững sờ. Cái gì? Trường sinh giả. Chán tích nương đấy. Sau đó, hắn thấy hoa mắt. Một đầu tóc dệt thành roi, rút trên người nó, đưa nó quất bay ra ngoài. Ông! Tinh tinh tướng quân đang bị quất bay thời điểm, hộ thể thần công thánh viên long lực thần công bị kích hoạt. Gần 300 con uy vũ thánh viên hư ảnh phù hiện ở hắn sau lưng. Cùng Tống Thư Hàng thánh viên sướng ca ban phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt, cái này 300 con uy vũ thánh viên tạo thành một cái chiến trận. Tản ra túc sát chi ý. Chán tích đa đấy. Tinh tinh tướng quân rơi xuống đất lăn lăn về sau, bò lên, nhếch nhếch miệng. Tốt tại vị này tiên tử thủ hạ lưu tình, một kích này uy lực cũng liền thất phẩm tả hữu, không gây thương tổn hắn. Cái kia, bá Tống Hào, ta liền không tới gần nói chuyện. Tinh tinh tướng quân xa xa kêu lên, ta chủ nói, muốn cho thân thể của ngươi mọc trở lại có mấy cái phương án, ta kể cho ngươi một chút. Được rồi. Tướng quân, ta nghe đây, Tống Thư Hàng kêu lên. Cái thứ nhất là chết một lần phục sinh, cái gì đều mọc trở lại. Tinh tinh tướng quân kêu lên. Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục, thật vất vả còn sống, ta cũng không muốn tùy tiện tử vong. Hừm, quên đi, trực tiếp lược qua, giảng phương án thứ hai. Tinh tinh tướng quân nói lúc đầu hắn muốn nói cho bá Tống Hào, bạch chúa tể chuẩn bị cho hắn một cái phục sinh chuyển kiếp bảo vật. Đã bá Tống Hào không muốn chết. Vậy liền nhảy qua đi. Phương án thứ hai là một cái trị ngọn không trị gốc phương án, ta chủ nói ngươi một cái khác bạch tiền bối đang nghiên cứu sắt thép thân thể pháp khí, đem cái kia pháp khí phương án sửa đổi một chút, có thể cho ngươi chế tạo một cái lâm thời sắt thép thân thể, xếp lên đầu, thấu hỏa lấy dùng một đoạn thời gian. Tinh tinh tướng quân tiếp tục nói, sau đó, cái thứ ba phương án chính là thánh viên long lực thần công. Bộ công pháp kia, có một thiên tổng cương truyền thừa thiên. Ngươi cần phải đi thú tu giới Gô Thánh Sơn, đi thu hoạch được thần công sau cùng truyền thừa, dựa vào nó đến rèn đúc ra một cái so trước kia mạnh hơn thánh viên long khu tới. Phương án 2, lâm thời chế tạo một cái sắt thép thân thể, sau đó đem đầu của mình đặt vào sao. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ còn rất khốc. Hiện thế bạch tiền bối đúng là nghiên cứu khoa học máy móc pháp khí. Trước đó không lâu, bạch tiền bối phân thân còn nghiên cứu một cái sắt thép nắm tay phải. Trang bị lên về phía sau, không chỉ có thể tăng cường tu sĩ nắm tay phải lực lượng, càng có thể phun ra thôi miên bom khói, hiệu quả 18 cái tán.
Tống Thư Hàng liền trúng chiêu qua. Ngủ thật là thơm. Bạch tiền bối mục tiêu là muốn để vừa trúc cơ tiểu tu sĩ cũng có thể sử dụng cái này khoa học cùng tu chân kết hợp quyền đầu pháp khí. Lấy bạch tiền bối thực lực, làm một cái trong thời gian ngắn sử dụng sắt thép thân thể thật đúng là không là vấn đề. Phương án này hay cùng phương án 3, là sát nhập sử dụng A. Tống Thư Hàng hỏi. Phương án 3, muốn đi thú tu giới Gô Thánh Sơn, hắn không có khả năng một cái đầu tung bay đi qua. Sở dĩ trước lúc này, hắn phải có một kẻ thân thể. Hừm, một cái là quá độ hình phương án, chỉ ngọn không chỉ gốc, bất quá có thể cho ngươi lập tức có được năng lực hành động. Lấy ngươi hiện thế vị kia bạch tiền bối năng lực, chế tạo một cái sắt thép thân thể cũng không khó khăn. Một cái khác là có thể vĩnh cửu giải quyết ngươi thất thân vấn đề, để ngươi đạt được một cái cường đại hơn thân thể. Bất quá, cần thời gian tương đối dài. Hai cùng ba hai cái phương án, hoàn toàn chính xác có thể kết hợp lại cùng một chỗ sử dụng. Tinh tinh tướng quân gật đầu nói. Ta luôn cảm giác tướng quân ngươi vừa rồi dùng từ không được. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Như vậy, lần sau gặp, tinh tinh tướng quân phất phất tay, không đợi Tống Thư Hàng nhiều lời. Hắn thật nhanh chạy trở về đến Tà Liên thế giới. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, sau đó phải nghĩ biện pháp đi thú tu giới. Bạch Long tỷ tỷ nói, nàng nhớ kỹ thú tu giới hiện tại vẫn còn trong hỗn loạn. Nói lên thú tu giới, ta liền nhớ lại cái kia cuối cùng sẽ kỳ quái đỏ mặt huyền thánh. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói hồi ức nói, hẳn là gọi Thanh Loan Tiên Tử A. Đúng, Tống Thư Hàng nói, mà lại... Nguyên bản Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa thiên chính là ta mục tiêu một trong. Đoạn thời gian trước, Thanh Loan Tiên Tử vì cảm tạ Tống Thư Hàng giải quyết thú tu giới cửu u tà năng cảm nhiễm vấn đề, vì hắn chuẩn bị mấy thứ thù lao. Trong đó, có một cái thù lao chính là chọn bộ có thể tu luyện tới cửu phẩm Thánh Viên Long Lực Thần Công, cùng một lần tiến về thú tu giới Gô Thánh Sơn, tiếp nhận thí luyện, tiến vào bên trong lĩnh ngộ Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa cuối cùng cơ hội. Tống Thư Hàng suy đoán, bạch tiền bối hẳn là biết hắn cùng Thanh Loan Tiên Tử ở giữa ước định, sở dĩ đề nghị hắn đi thu hoạch Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa cuối cùng, trùng hoạch nhục thân. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, truyền thừa cuối cùng vô luận có thể hay không đạt được, cũng không đáng kể. Có thể được đến là lừa, không thể được đến cũng sẽ không thua thiệt. Nhưng bây giờ, cái này Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa cuối cùng, ta là phải đi tranh một chuyến. Tống Thư Hàng kiên định nói. Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ sờ lên Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng thoải mái nheo mắt lại, nói, như vậy, từng bước một tới. Trước dùng phương án 2, làm một bộ có thể làm cho ta hành động thân thể đi ra. Sau đó lại liên hệ Thanh Loan Tiên Tử, nhìn xem cái kia Thánh Sơn thí luyện lúc nào mở ra. Tranh thủ sớm ngày đem nhục thân cho lại tu luyện từ đầu đi ra. Xa xa ra đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở, bất quá Tống tiền bối. Bạch tiền bối phân thân đã biến mất không thấy. Không sao, ta có thể thử liên hệ phân thân của ta, sau đó để hắn đem tin tức truyền đạt cho độ kiếp bên trong bạch tiền bối, mời bạch tiền bối lại phân một bộ hóa thân đi ra. Tống Thư Hàng nói, phân thân của hắn cùng bạch tiền bối còn tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong độ kiếp, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc, phân thân tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới, sắt thép hóa thân lại tại thiên đế trong tay. Bằng không mà nói, coi như chỉ còn lại có một cái đầu, hắn còn có thể lợi dụng phân thân cùng sắt thép hóa thân ở bên ngoài hành động, sẽ không bị vây ở hoạt tuyền hồ nước bên trong. Dứt lời, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông phân thân của mình. Bởi vì chịu đến thiên kiếp thế giới quấy nhiễu, phân thân cùng bản thể ở giữa tin tức truyền lại cũng không ổn định, cần một chút thời gian đến giảm sóc. Sau một lúc lâu, có kết quả sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, không được, tín hiệu không tốt. Ta thử liên hệ phân thân của mình, còn thử dùng kim đan mã QA liên hệ bạch tiền bối, kết quả đều thất bại. Hắn lắc đầu thời điểm, A Thập Lục tay nhỏ cũng theo đầu của hắn đong đưa, bọt nước vẩy ra, làm ướt A Thập Lục y phục, cũng làm ướt Tống Thư Hàng gương mặt. A Thập Lục đưa tay, đem hắn trên mặt giọt nước lau đi. Vậy làm sao bây giờ? Thư Hàng ngươi muốn một mực ngâm mình ở trong ao. Thông nương thanh âm vang lên cách đó không xa, quy tiền bối cõng thông nương, chậm rãi bỏ tới. Nếu như Tống Thư Hàng một mực ngâm mình ở hoạt tuyền trong hồ nước, nàng liền không cách nào đến tìm sở các chủ tán gẫu. Dù sao có mấy lời đề, không thích hợp bị Tống Thư Hàng nghe được. Không cần hoảng, chờ ta hoãn một chút,
thân thể bị nát bấy thống khổ đi qua sau, chúng ta liền rời đi hạch tâm thế giới, tại hiện thế tìm tín hiệu địa phương tốt thử lại thử một lần. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn suy đoán có thể là bởi vì chính mình hạch tâm thế giới cùng thiên kiếp thế giới tại tương hỗ che đậy đối phương nguyên nhân, sở dĩ dẫn đến hắn tín hiệu không phát ra được đi. Nếu thật như thế, chỉ cần trở lại hiện thế, thì có tỷ lệ cùng phân thân hoặc bạch tiền bối câu thông. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Tống Thư Hàng đầu, thành công từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Bất quá, cũng không phải là hắn thống khổ biến mất, mà là hắn muốn ra một cái tuyệt diệu phương án. Hắn tại đầu của mình vị trí, mở một cái hạch tâm thế giới cửa ra vào, đem đầu chui ra ngoài mà cổ, thì tiếp tục lưu lại hạch tâm thế giới, ngâm mình ở trong hồ nước. Bất quá, dùng phương pháp này chuyển rời đến hiện thế lúc, đầu của hắn không thể tự chủ hành động, một khi đầu của hắn theo ý chí hành động lúc, cổ liền sẽ từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra ngoài. Sở dĩ lúc này, liền cần có người ôm đầu của hắn chuyển di vị trí. Tô Thị A Thập Lục đem Tống Thư Hàng đầu ôm vào trong ngực, thân hình xuất hiện tại tâm ma động bên trong. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ, Da Đen Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Nhân Kiếm, Quy Tiền Bối cùng Thông Nương đám nhân vật thân ảnh, lần lượt xuất hiện. Da Đen Vũ Nhu Tử mắt sắc, thấy được tâm ma động cái này bên trong có một tờ giấy, thế là nàng yêu nhã chạy chậm đi qua, nhặt lên tờ giấy kia. Lại nói, Hằng Hỏa tiền bối đâu? Tống Thư Hàng ngắm nhìn bốn phía. Hắn chuẩn bị trước cùng Hằng Hỏa tiền bối tạm biệt tới. Oanh! Đang khi nói chuyện, trên bầu trời truyền đến một trận va chạm kịch liệt tiếng. Có cường đại đến năng lượng đáng sợ ba động, giống như là biển gầm bốc lên. Lại có ai tại nho ra bầu trời đánh nhau? Là thiên đế, còn có một cái toàn thân Phật quang phổ chiếu nho ra thành viên. Bạch Long tỉ tỉ ánh mắt nhìn lên bầu trời, trả lời. Tống Thư Hàng trừng to mắt, nói, thiên đế. Nàng không phải chạy mất sao? Tại sao lại trở về gây sự? Nha, Tống tiền bối. Ta lại trở về đát thuộc về Vũ Nhu Tử cái kia êm tai thanh tuyến âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi đừng trở về a. Ngươi đi liền đi, không cần có lưu luyến a. Ta hiện tại chỉ còn cái đầu, rốt cuộc không chịu nổi giày vò. Tới, Bạch Long tỉ tỉ lại nói. Tới. Cắt một tiếng, cánh cửa không gian mở ra. Một đầu chói mắt đôi chân dài từ cánh cửa không gian bên trong một bước ra. Tống Thư Hàng lập tức liền biết tới là ai. Là thiên đế. Tống tiền bối, ta phát hiện một tờ giấy, là âm ảnh lãnh chúa tiền bối lưu lại cho ngươi. Sau lưng, lại truyền tới một cái khác Vũ Nhu Tử thanh âm dễ nghe. Là Da Đen Vũ Nhu Tử thanh âm. Nàng đột nhiên phát ra tiếng, dọa Tống Thư Hàng nhảy một cái. Coi là thiên đế đột nhiên lại chạy đến phía sau hắn đi. Lúc này, Da Đen Vũ Nhu Tử giơ tờ giấy kia, đem phía trên nội dung thuật lại cho Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, âm ảnh tiền bối nói, vỡ vụn vòng tay âm ảnh thánh địa trước đặt ở ngươi nơi này, mời thích đáng đảm bảo, qua mấy ngày hắn sẽ đến thu hồi. Mặt khác, âm ảnh tiền bối đặc biệt đánh dấu, vòng tay vỡ vụn cần tiền sửa chữa dùng, xin cho Tống tiền bối ngươi sớm chuẩn bị một chút. Mà lại vòng tay vỡ vụn tương đối lợi hại, cơ hồ muốn trong ngoài đổi mới, âm ảnh tiền bối nhắc nhở, Tống tiền bối có thể khi lấy được nho ra cho ngươi thù lao về sau, đến hoàn lại âm ảnh thánh địa tiền sửa chữa dùng. Dứt lời, Da Đen Vũ Nhu Tử đưa tay, lắc lắc tờ giấy kia. Tống Thư Hàng há hốc mồm ra, không khí từ trong miệng hút vào, lại trực tiếp từ chỗ cổ dò dỉ ra đi. Nếu có thân thể, hắn lúc này đã đau lòng đến không thể thở nổi. Nhưng bởi vì thân thể không có, tâm cũng mất, sở dĩ hắn đây là đau lòng đến hô hấp thoát hơi. Đại khái phải dùng bao nhiêu tiền sửa chữa? Tống Thư Hàng hỏi. Bản năng nói cho hắn biết, vấn đề này không nên hỏi, sửa chữa phí tổn sẽ để cho hắn rơi lệ. Nhưng hư hại người khác cho hắn mượn đồ vật, bồi thường là cơ bản tố chất, sở dĩ hắn vẫn là kiên trì hỏi thăm vấn đề này. Âm ảnh tiền bối tính ra, nếu như nho ra không keo kiệt. Cho tiền bối thù lao hẳn là sẽ đầy đủ thanh toán tiền sửa chữa dùng. Da Đen Vũ Nhu Tử trả lời. A Đâm Tâm. Không đúng, hắn hiện tại không có tâm. A Đâm Thịt. Tống tiền bối, sắc mặt của ngươi, có chút không quá tốt. Da Đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hừm, ta biết, Vũ Nhu Tử. Tô Thị A Thập Lục cười sờ lên đầu hắn. Cùng một thời gian, Tống tiền bối, ta đến đát. Thiên đế thân ảnh, từ cánh cửa không gian bên trong bước ra, lại gặp được ta, kinh hay không?
Lần nữa đâm thịt. Trước sau hai cái khác biệt phiên bản vũ nhu tử, đang thắt hắn thịt. Sandwich có nhân thức đâm thịt pháp. Hoàn toàn mới đâm tâm phần món ăn thượng tuyến. Tống Thư Hàng nhìn qua thiên đế, dò hỏi, người không phải đi rồi sao? Đi liền không thể trở về rồi sao? Thiên đế vui a nói, nơi này còn có rất nhiều thiên đình mảnh vỡ không thu về, ta trở về không phải rất bình thường thao tác sao? Phi thường có logic, rất bình thường cũng rất chuyện chính xác. Ngài có thể hay không ngày mai lại tới? Ta nghĩ, ta cần một chút xíu thở thời gian. Tống Thư Hàng chân thành nói. Lần này tới Nho gia đến bây giờ, hắn vẫn tại đối trời đối đại lão, đối đến chính mình cũng chỉ còn một cái đầu. Không thể lại đối. Hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện đi làm điểm chuyện tốt, tích lũy nhân phẩm. Tống tiền bối, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Thời gian của ta phi thường đáng tiền, mỗi phút đồng hồ ta cần xử lý sự tình, cũng như quần tinh như vậy phong phú. Đây là chỉ còn lại có đầu ngươi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. Thiên đế nhìn qua chỉ có đầu Tống Thư Hàng, tâm tình biến 10 phần không tệ. Tống Thư Hàng, cái này cũng muốn chào phúng ta một đợt. Mà lại, thời gian của ngươi phi thường đáng tiền, cũng đừng lãng phí ở ta cái này có thể bị tiện tay cấn chết tiểu côn trùng trên người a. Sở dĩ, vì tiết kiệm thời gian, ta trực tiếp tới tìm Tống tiền bối. Thiên đế mỉm cười. Tống Thư Hàng phát hiện, thiên đế có thể là nhập thân vào vũ nhu tử linh quỷ trên người. Nhận lấy ảnh hưởng nàng não mạch kín cũng trở nên phát đạt, vô cùng nhảy vọt. Tiết kiệm thời gian cùng tìm ta có quan hệ gì? Không đúng. Đợi đã. Nàng không phải là muốn ta cái kia một hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ đi. Cưỡng ép từ Nho gia thu về thiên đình mảnh vỡ phi thường lãng phí thời gian, mà lại cái kia một mực dùng Phật gia công kích Nho gia cao thủ cũng vô cùng phiền phức. Sở dĩ, ta nghĩ cùng Nho gia tiến hành giao dịch, theo như nhu cầu. Tống tiền bối, người tới làm ta người trung gian đi. Thiên đế lên tiếng nói. Giao dịch, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua thiên đế. Mặc dù thu hồi chính ta đồ vật là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bất quá vì không lãng phí thời gian, vẫn là giao dịch loại này phương án thuận tiện nhất. Tống tiền bối, người giúp ta liên hệ Nho gia người phụ trách. Sau đó, để trên bầu trời đang cùng ta người đại chiến cái kia Phật môn Nho tử yên tĩnh một lát, hắn hiện tại không dám thi triển toàn lực. Liền Nho gia thủ đoạn cũng không dám dùng, đánh nửa ngày cũng không có ý gì. Ngươi liền nói, trong tay của ta có Nho gia tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đồ vật, dùng hắn để đổi về ta thiên đình mảnh vỡ đi. Thiên đế trả lời. Ngươi biến, Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Thiên đế lần này phục sinh về sau, biến hóa quá lớn. Bất kể là tính cách vẫn là xử lý chuyện phương thức thái độ. Nàng cơ hồ đều muốn không biết cái này phiên bản thiên đế. Không phải ta biến, đây chỉ là ta lộ ra nguyên hình mà thôi. Thiên đế chắp tay tại sau lưng, nhìn qua Bạch Long tỷ tỷ, Kim Long tiên tử các ngươi trong trí nhớ cái kia thiên đế. Đều là ta giả vờ hình tượng, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật nhỏ, ta chỉ là người bí mật thoáng hơi nhiều. Mặt khác, may mắn mà có lần này trọng sinh, ta mới có thể đem bản thân nguyên hình bạo lộ ra. Viễn cổ thiên đình thời đại thiên đế, mới là giả vờ hình tượng. Ngươi muốn bắt cái gì cùng Nho gia giao dịch? Tống Thư Hàng dò hỏi. Bốn cỗ Nho gia 13 kiếp tiên kim thân, là năm đó Nho gia đại nạn về sau, ta thành lập thiên đình trước đó lấy được. Thiên đế chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, sống. Chết, sống sớm chạy. Thiên đế liếc mắt. Tốt a, ta thử liên hệ Nho gia mấy vị phụ huynh nhìn xem. Tống Thư Hàng nói. Hắn biết thánh nhân tọa hạ 13 kiếp tiên đối Nho gia ý nghĩa. Coi như chỉ là nói tiêu sau lưu lại kim thân, Nho gia cũng nguyện ý nỗ lực lớn nhất đại giới đem bọn hắn thu về, mang về kim liên thế giới hậu táng. Dưới tình huống bình thường, Nho gia hoàn toàn chính xác nguyện ý dùng thiên đình mảnh vỡ cùng thiên đế giao dịch. Mặt khác, làm người trung gian, ta cũng sẽ không bạc đãi tống tiền bối. Thiên đế hai tay ôm ngực, đột xuất bản thân bát ngát đế vương lòng dạ, chỉ cần sự tình thành công, ta sẽ ban thưởng bảo vật cho tống tiền bối. Ta muốn cái thân thể. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói, tốt nhất đem sắt thép hóa thân đưa ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ đát, đó là của ta chiến lợi phẩm, dùng chính thuận tay. Thiên đế không chút do dự cự tuyệt nói. Tống Thư Hàng, nếu như ngươi chỉ là muốn một cái lắp đầu thân thể, ta ngược lại thật ra có cái đồ tốt. Thiên đế nói, biết hình thiên cố sự không? Tống Thư Hàng trả lời,
cái kia trưởng híp híp mắt hình thiên sao? Thiên đế trầm mặc nửa ngày. Bởi vì không biết muốn làm sao tiếp Tống Thư Hàng lời nói gốc dạ. Nếu quả như thật có hình thiên nhân vật này, khẳng định phải thuận võng tuyến bỏ qua đến đánh cứ Tống Thư Hàng. Cái gì gọi là mị mị nhãn? Người ta gọi là lấy vú làm mắt, cùng mị mị nhãn là hai cái khác biệt giống loài. Tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tô Thị A thập lục trên lưng, lên tiếng nói, Thư Hàng A, người tại xưng hô hình thiên vì mị mị nhãn thời điểm, có suy nghĩ hay không qua thiên đế tại sao phải hỏi ngươi có biết hay không hình thiên cố sự vấn đề này? Bởi vì hiện tại Tống Thư Hàng không có eo, hắn không cách nào treo ở Tống Thư Hàng sau lưng, sở dĩ lâm thời đổi cái địa bàn. Xích tiêu kiếm lại tiếp tục nhắc nhở, nói không chừng nàng thì có một vị gọi hình thiên vẫn là mị mị nhãn đồng bạn hoặc cấp dưới. Có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ, người dùng ngón chân cũng có thể suy đoán ra thực lực của đối phương đúng, người bây giờ không ngón chân. Tống Thư Hàng, ta là dùng đầu óc suy nghĩ, cũng không phải dùng ngón chân. Sau đó, hắn thận trọng ngắm nhìn thiên đế. Ta cái này không có gọi hình thiên đồng bạn, thiên đế phi thường quả quyết, một thanh trả lời. Liền xem như có, nàng bây giờ cũng tuyệt đối không muốn đem đáng thương đồng bạn khai ra mất mặt. Tóm lại, nếu như ngươi người trung gian này thành công để cho ta cùng Nho gia hoàn thành giao dịch, ta liền ban thưởng ngươi một bộ không tệ lâm thời thân thể, có thể cung cấp ngươi ngày thường hành động sử dụng. Thiên đế hai tay ôm ngực, vừa ngắm mắt Tống Thư Hàng, đột nhiên nói, bị người ôm vào trong ngực cảm giác không tệ a. Ngươi bây giờ thật sự muốn một bộ có thể thực hiện động nhục thân. Tống Thư Hàng, nói thật sự, cảm giác là không tệ. Nhưng hắn sau đó phải tiến vào thú tu giới. Đi Thánh Sơn thu hoạch Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa thiên, nhất định phải có một thân thể phụ trợ. Luôn không khả năng để A Thập Lục ôm đầu của hắn, chạy thú tu giới Thánh Sơn đi tham gia thí luyện. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút, dò hỏi, cái kia lâm thời hành động nhục thân, cùng hình thiên có quan hệ gì? Trong tay của ta, có một bộ đặc thù mộc yêu thân thể, hắn tại một lần trong chiến đấu đã mất đi đầu, về sau, đầu này liền rốt cuộc không có mọc ra. Thiên đế chậm rãi nói. Lúc đầu, thực vật loại yêu loại, chỉ cần dê vẫn còn, coi như phía trên thân thể toàn bộ bị chém nứt, cũng có thể trọng sinh tựa như là thông nương, nàng hành ngọt, hành thân đều khô héo nhiều lần, cắt một lần lại một lần, hiện tại làm theo sống rất tốt. Như loại này mất đi đầu sau liền rốt cuộc mọc không trở lại, thiên đế cũng chỉ gặp một lần. Càng quan trọng hơn là, đã mất đi đầu về sau, hắn lại còn đã mất đi năng lực suy tính. Tựa như là biến trở về phổ thông thực vật. Lúc đầu, hắn loại trạng thái này nhưng thật ra vô cùng thích hợp luyện chế thành khôi lỗi, nhưng ta lại có chút không nỡ, vẫn đưa nó trồng. Thiên đế lại nói, trước đó không lâu ta đi bảo khố lấy bảo vật lúc, phát hiện hắn phát sinh chút biến hóa, kết tủa mắt, tề hóa miệng. Thậm chí còn có thể tiếp nhận đơn giản một chút mệnh lệnh, đồng thời thân thể của nó đối năng lượng truyền tính cũng không tệ. Cái này không phải liền là hình thiên đại lão sao? Tống Thư Hàng nhìn không được nói. Chỉ là một cái bình thường thụ yêu, thiên đế khẳng định nói, mà lại, tình trạng của nó chính thích hợp ngươi. Chỉ cần đem đầu của ngươi hướng trên thân thể của nó vừa để xuống, hai người các ngươi vừa vặn có thể bổ sung một chút. Một cái chỉ có thân thể, không có tư duy năng lực. Một cái chỉ có đầu, có tư duy năng lực nhưng không có hành động lực. Tuyệt phối. Cái kia, ta thử giúp ngươi liên hệ Nho gia các vị phụ huynh đi. Tống Thư Hàng nói, được, chỉ muốn các ngươi thỏa đàm, ta lại tới giao dịch. Thiên đế nói, thân hình lui lại một bước. Một cái không gian chi môn vừa vặn ở sau lưng nàng hiển hiện, đưa nàng thân hình bao dung. Thiên đế thân hình, lui vào đến một cái độc lập trong không gian nhỏ. Cái không gian này, tại không gian kẽ nứt bên trong phiêu đáng, không có cố định tọa độ. Nàng tiến vào bên trong về sau, nụ cười trên mặt thu lại. Bên trong không gian này, cất giữ lấy đủ loại pháp khí, kỳ dị bảo vật. Trong đó, thì có một gốc không có đầu hình người thực vật, trồng ở một cái trong bồn hoa. Hình người thực vật khai chi tán diệp, còn kết xuất từng cái nắm đấm lớn trái cây màu tím. Đều nói, sinh vật có trí khôn hậu hoạn nhất nghiêm trọng nhất bệnh, chính là hy vọng. Đặc biệt là cái này hy vọng thả trên người người khác thời điểm, đã là bệnh nguy kịch. Thiên đế ngồi ở bồn hoa bên cạnh. Hai chân thon dài xếp lên, thân hình ngửa ra sau, nhìn qua cái này gốc không có đầu hình người thực vật, ta bệnh không nhẹ a. Hy vọng thật sự là đáng sợ đồ vật. Hắn biết sai khiến lấy sinh vật có trí khôn,
đi làm một số vượt qua tưởng tượng sự tình. Đánh vỡ số mệnh mấu chốt, nàng xuyên thấu qua cái không gian này, xa xa nhìn qua Tống Thư Hàng, ngừng lại một lát. Tiếp theo, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua Tống Thư Hàng, nhìn về phía da đen Vũ Nhu Tử, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Chính là nàng. Da đen Vũ Nhu Tử, hoặc là phải nói là Vũ Nhu Tử bản thể, chính là nàng đánh vỡ số mệnh mấu chốt. Đây là nàng thông qua phức tạp tính toán phương thức, lấy số liệu khổng lồ, từng bước một suy tính ra kết quả. Toán học, một mực là thiên đế đắc ý sở trường. Mặc dù từ trước mắt kinh lịch đến xem, luôn cảm giác bá tống mới là nàng phá cục mấu chốt. Nhưng hiển nhiên, bá tống chỉ là đưa đến một cái quá độ tác dụng. Bất quá, chủ đề quay lại tới. Muốn mượn Vũ Nhu Tử đến đánh vỡ bản thân số mệnh, như vậy bá tống lại là một cái khác mấu chốt. Thiên đế thông qua lặp đi lặp lại tính được đến kết quả, muốn mượn nhờ Vũ Nhu Tử lực lượng, có hai cái điểm mấu chốt. Một cái là phụ thân của nàng Linh Điệp Tôn Giả, một cái khác chính là bá tống. Tóm lại, bá tống là quấn không ra một cái khâu. Ánh mắt của nàng, xuyên thấu qua không gian, tiếp tục chú ý Tống Thư Hàng cùng da đen Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng lúc này thông qua Tô Thị A Thập Lục hỗ trợ, cho Hằng Hỏa Chân Quân gọi điện thoại, mời hắn đến Tâm Ma Động một chuyến, thương lượng chuyện giao dịch. Tống tiền bối, tờ giấy này ngươi cất kỹ. Da đen Vũ Nhu Tử đem âm ảnh lãnh chúa lưu lại tờ giấy, giao cho Tống Thư Hàng. Tờ giấy này, một lần nhìn đâm thịt một lần. Tống Thư Hàng thở dài, mở ra hạch tâm thế giới, đưa nó thu nhập trong đó. Đúng rồi, Tống tiền bối, tình trạng của ngươi bây giờ có thể thi triển dưỡng đao thuật sao? Da đen Vũ Nhu Tử ý tưởng đột phát. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, khẳng định thi triển không được a, ta đều chỉ còn lại có đầu, cũng không thể để cho ta dùng đầu lưỡi phát dưỡng đao thuật a. Ta cảm giác Xích Tiêu Kiếm tiền bối hẳn là sẽ không chú ý điểm này. Da đen Vũ Nhu Tử mỉm cười nói. Không, ta chú ý. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, hắn cũng không muốn bị Tống Thư Hàng liếm một thân nước bọt. Da đen Vũ Nhu Tử sững sờ, ta còn tưởng rằng Xích Tiêu Kiếm tiền bối sẽ không ngại, bởi vì ta cũng không biết chú ý. Dứt lời, nàng duỗi ra bản thân mang theo mùi thơm cánh tay, đưa tới Tống Thư Hàng trước mặt, Tống tiền bối ngươi có muốn hay không thử một chút dùng đầu lưỡi thi triển dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng mí mắt phải đập mạnh. Da đen Vũ Nhu Tử mặc dù yêu nhã hào phóng, dịu dàng hữu lễ. Nhưng quả nhiên vẫn là tâm ma. Bên trên thông nương nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. Nàng thật nhanh móc ra bản thân cái kia thu nhỏ hình điện thoại, đem màn ảnh nhắm ngay Tống Thư Hàng. Một hồi nếu có thể vỗ xuống Tống Thư Hàng liếm da đen Vũ Nhu Tử hình ảnh, bán cho Linh Điệp Huyền Thánh lời nói nhất định có thể lừa một bút. Coi như không bán cho Linh Điệp Huyền Thánh, dùng để uy hiếp lão bản Tống Thư Hàng đề cao nhân viên phúc lợi cũng là cực tốt. Vấn đề không phải ngươi cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối có nguyện ý hay không, mà là ta căn bản là không có cách dùng đầu lưỡi thi triển dưỡng đao thuật a. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói. Hắn đối dưỡng đao thuật lý giải mặc dù đã nâng cao một bước, cả hai tay đều có thể thi triển, nhưng dùng đầu lưỡi thi triển thật sự làm không được. Có lẽ tương lai, hắn có thể đối đầu lưỡi tiến hành tu luyện, thử nghiệm dùng đầu lưỡi thi triển dưỡng đao thuật. Nhưng bây giờ hắn, thật sự không được. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Dùng tóc lời nói, có lẽ có thể thi triển dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, một đầu ngốc mao nhọn lên tiếng nói là sợ các chủ thanh âm. Nàng cái kia dài đến 7 mét ngốc mao, bây giờ thu nhỏ đến chỉ có khoảng một tấc, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu chuyển động. Chủ yếu là vì phối hợp Tô Thị A Thập Lục vận chuyển Tống Thư Hàng đầu nếu không dài 7 mét ngốc mao, rất ảnh hưởng A Thập Lục ánh mắt. Làm thế nào? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm ánh mắt sáng lên nói. Liền giống như ta, đem tóc của mình khống chế đến điều khiển như cánh tay cấp độ. Sở các chủ dứt lời, nguyên một tóc dài từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu toát ra, linh hoạt hóa thành bàn tay hình thái, tại mọi người trước mắt bày ra đủ loại thủ thế. Cái này ta cũng làm không được a. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Mà lại, khống chế tóc so khống chế đầu lưỡi càng khó khăn. Đầu lưỡi chí ít còn có thể có cái khống chế cơ sở. Tóc lời nói khống chế cơ sở cơ hồ là không. Muốn dùng tóc thì triển dưỡng đao thuật, còn không bằng trực tiếp luyện tập một chút dùng đầu lưỡi đến liếm. Không có vấn đề, phối hợp niệm lực, sau đó giai đoạn trước lúc, tại tóc của ngươi bên trong trộn lẫn vào mấy đầu tóc của ta làm dẫn đạo, mấy lần về sau, ngươi liền có thể thuần thục nắm giữ,
để tóc điều khiển như cánh tay. Sở các chủ nói, mà lại, cái này tiểu công năng thuần thục về sau, đối với người tương lai cùng người chiến đấu cũng phi thường có lợi. Chỉ cần ngươi lưu tóc dài, cái gì ba đầu sáu tay, bốn đầu tám tay, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta tóc dài tán đến, liền có thể sử dụng hơn 20 loại vũ khí. Lại thêm ngươi có tam đại công pháp tôi luyện thân thể, cường hóa tóc sau tóc dài đồng thời thi triển hơn 20 loại quyền pháp, chính diện đánh nổ hết thảy không phục. Sở các chủ, hình ảnh cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện bản thân tóc dài phiêu giật, cùng địch nhân đối chiến hình ảnh. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Chuột hamster hào thả người nhảy lên, kiếm như lưu tinh, một chiêu thiên ngoại phi ma. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, hai tay thi triển kim cương cơ sở quyền pháp, sau đó tóc dài hất ra, hóa ra hơn 20 cái nắm đấm. Tóc nắm đấm phân biệt thi triển kim cương phục ma quyền, kim cương thần phạt đại thủ ấn, thánh quang kiếm thuật, phần thiên hỏa diễm đao, tật phong đao, dưỡng đao thuật chống không 14 con nắm đấm. Tạm thời không có có thể dùng quyền pháp hoặc đao pháp, nhưng có thể vung vẩy cờ xí phối hợp thánh viên trợ uy. Đồng thời hai mắt còn có thể phân biệt thi triển cường giả giám định thuật phôi thai ngưng thị. Chờ tương lai hắn nhiều học mấy chiêu cường lực quyền pháp về sau, chống không 14 con nắm đấm, cũng có thể phát huy được tác dụng. Đây quả thực là cái ác mộng đại ma vương hình tượng. Muốn học, sở tiền bối dạy ta, Tống Thư Hàng không kịp chờ đợi nói. Sau đó, tại hàng hỏa tiền bối cùng nho ra ra trưởng nhóm đến tâm ma động trước đó, Tống Thư Hàng bắt đầu đi theo sở các chủ học tập để tóc điều khiển như cánh tay phương pháp. Tống Thư Hàng hiện tại là một đầu tóc ngắn, nhưng không quan hệ, hắn có tăng phát thuật cái này truyền thụ tự tạo hóa pháp phương thần kỹ. Sơ kỳ, sở các chủ tóc dài lẫn vào Tống Thư Hàng phát buộc bên trong, tóc cầm tóc dậy bảo Tống Thư Hàng, cũng đem như thế nào khống chế tóc dài phương pháp, một chút xíu phân tích cho hắn cùng tất cả mọi người. Phương pháp này, thích hợp với tất cả tóc dài tu sĩ. Bên cạnh dự thính tất cả mọi người chỉ cần có tóc, đều có thể tìm hiểu một chút. Mấy lần về sau, Tống Thư Hàng phối hợp với niệm lực, liền đùa nghịch ra dáng. Không nghĩ tới ngoại trừ đao thuật thiên phú và quyền pháp thiên phú bên ngoài, ta tại khống tóc phương diện cũng như thế có thiên phú. Tống Thư Hàng kinh hỉ nói, cuối cùng lại phát hiện bản thân một loại mới thiên phú. Sở các chủ bản thể tại hạch tâm thế giới hoạt tuyền thủy trong ao, nhẹ nhàng nôn cái bong bóng, nàng không có đem chân tướng nói cho Tống Thư Hàng loại này khống phát chi thuật, nhưng thật ra là nàng từ một môn biện đao cửu trảm bên trong cải tiến mà thành. Sở dĩ, hắn thực chất bên trong nhưng thật ra là một loại đao pháp. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú, hoàn toàn chính xác xuất chúng, ưu tú đến vượt qua sở các chủ tưởng tượng. Hắn không có cái gì trời sinh đao thể. Thiên phú đao khiếu loại hình thể chất đặc thù, đao pháp của hắn thiên phú, càng giống là ẩn tàng thuộc tính. Cảm giác tóc tựa như là thân thể ta kéo dài, Tống Thư Hàng khống chế phát buộc, linh hoạt đong đưa. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lập tức tinh thần tỉnh táo, vậy đến thử một chút dưỡng đao thuật không? Ta có thể miễn cưỡng một chút, miễn phí làm ngươi vật thí nghiệm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, 20 buộc tóc dài hóa thành tay nhỏ, từ A thập lục bên eo vòng qua. Toàn bộ đặt tại xích tiêu kiếm tiền bối trên người. 20 con tóc tay nhỏ cùng một chỗ hoạt động. Dưỡng đao thuật thuần phát. Đây cũng không phải là 20 liên phát, mà là một hơi 20 phát. Đây là 20 người xa luân chiến cùng 20 người cùng tiến lên quần ẩu khác nhau. Dưỡng đao thuật quang mang bộc phát, lóa mắt vô cùng. A, cấp lực xích tiêu kiếm tiền bối gọi thôi, liền không lại lên tiếng. Xem ra thành công. Tống Thư Hàng thu hồi tóc của mình. Tống tiền bối, ta cũng thử một chút. Da đen vũ nhu tử lần nữa đưa lên bản thân tay nhỏ. Tống Thư Hàng tóc dài cuốn một cái, 20 con tóc tay nhỏ khoác lên da đen vũ nhu tử trên người. Dưỡng đao thuật thuần phát. Đường dưỡng đao thuật quang mang sáng lên sát na, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu lên, không ổn. Dùng thuận tay, trực tiếp đem da đen vũ nhu tử xem như xích tiêu kiếm tiền bối, không cần suy nghĩ chính là thuần phát. Cái này cường độ nhất định sẽ quá mạnh. Dưỡng đao thuật quang mang kết thúc. Tống Thư Hàng lo lắng nhìn về phía da đen vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử trên mặt vẻ nghi hoặc, hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng, thất bại rồi. Không có khả năng a, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác đến thành công. Thi thuật lúc xúc cảm không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói. Da đen vũ nhu tử nhẹ nhàng khoát tay áo, chân thành nói,
một điểm cảm giác đều không có, cường độ không đủ. Có thể là dưỡng đao thuật đối với người không tác dụng. Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói. Nhưng ta là tâm ma, da đen Vũ Nhu Tử nói, mà lại nhớ kỹ lần trước, dưỡng đao thuật là có tác dụng. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lại tới một lần dưỡng đao thuật thuần phát. Nhưng da đen Vũ Nhu Tử vẫn là mặt không biểu tình. Khả năng, là người đối dưỡng đao thuật sinh ra kháng thể, có được miễn dịch năng lực. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Tựa như là Vũ Nhu Tử bản thể, đối tất cả sự vật kháng tính cũng rất cao, bất kể là bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm vẫn là tạo hóa pháp phương tiếng ca. Tại cái kia thiên đế tư nhân không gian bên trong. Thiên đế một mặt tuyệt vọng. Nàng rốt cục phát hiện đầu sỏ gây ra là ai. Nguyên lai là ngươi a. Đây hết thảy, nguyên lai đều là bá tống sai. Dưỡng đao thuật là cái gì? Đây là nàng chưa bao giờ nghe bí pháp. Theo lý thuyết, thực lực đạt tới nàng cảnh giới này về sau, nhất pháp thông vạn pháp thông. Một số pháp thuật nguyên lý, nàng gặp một lần hoặc là cảm ứng qua một lần về sau, liền có thể lý giải cái 7-8 phần. Nhưng cái này dưỡng đao thuật nguyên lý, nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Thật vất vả khôi phục về sau, thiên đế đứng lên, hoạt động thân thể. Nghìn vạn lần không thể để cho Tống Thư Hàng phát hiện hắn tại da đen Vũ Nhu Tử trên người thi triển bí pháp lúc, bản thân lại nhận ảnh hưởng. Nếu không, nàng liền sẽ có nhược điểm rơi vào Tống Thư Hàng trong tay, về sau sẽ phi thường bị động. Mà lại, phải nghĩ cái biện pháp, vượt qua cái này bí thuật ảnh hưởng. Chí ít không thể để cho người khác phát hiện ta sẽ bị ảnh hưởng. Thiên đế vuốt vuốt huyệt thái dương, khổ não nói. Đánh vỡ số mệnh loại chuyện này, cũng không phải hô cái khẩu hiệu đơn giản như vậy. Vận mệnh cùng thời gian pháp tắc, khó khăn nhất suy nghĩ. Coi như nàng bước ra đạo là thời gian đại đạo, cũng giống như vậy. Thời gian chi đạo, xưa nay không là nắm giữ. Không ai có thể nắm giữ thời gian, chỉ có thể giấu giếm cùng lừa gạt. Sở dĩ, đối với giấu giếm trạng thái của mình, ta vẫn là có chút tự tin. Thiên đế nói. Chí ít coi như tại tiếp nhận dưỡng đao thuật tác dụng thời điểm, nàng cũng có lòng tin không lộ ra dấu vết để lại, toàn bộ hành trình bảo trì bình tĩnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này dưỡng đao thuật xoa bóp hiệu quả phi thường xuất sắc, chỉ cần chịu đựng được về sau, liền sẽ cảm giác tự thân cùng Vũ Nhu Tử linh quỷ ở giữa, càng thêm hòa hợp. Khống chế lên linh quỷ đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như có thể giảm bớt yêu thuật trong nháy mắt tổn thương, ngược lại là có thể đem dưỡng đao thuật quy nạp đến chỉ rũ thuật một loại bên trong đi. Một bên khác, Hằng Hỏa tiền bối cho Tống Thư Hàng gọi một cuộc điện thoại. Tô Thị A Thập Lục một tay ôm Tống Thư Hàng đầu, một cái tay khác kết nối điện thoại, đưa tới hắn bên tai. Thư Hàng tiểu hữu, người nói giao dịch là cái gì? Hằng Hỏa chân quân cười khổ hỏi, trên thực tế, chúng ta bên này trạng thái có chút căng thẳng. Hiện tại Nho Gia trạng thái không tốt lắm, hắn cùng Nho Gia gia trưởng nhóm, đã loạn thành một bầy. Có người hy vọng dùng Nho Gia 13 kiếp tiên kim thân. Đổi lấy thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Hằng Hỏa chân quân sững sờ. Một lát sau, hắn hỏi, ai? Đang cùng các ngươi đánh nhau cái kia, Tống Thư Hàng nói. Hằng Hỏa chân quân khóe miệng hung hăng co lại. Chân quân tâm tình bây giờ vô cùng vi diệu, không tốt hình dung. Thư Hàng tiểu hữu thật đúng là nhân dã đường đi rộng. Trước đó, hắn còn tại cùng Nho Gia cùng một chỗ, giận đối viễn cổ thiên đình trường sinh giả, còn đem đối phương trường sinh giả phong ấn, căn bản là không chết không thôi chàng diện. Hiện tại, hắn lại cho viễn cổ thiên đình một phương cùng Nho Gia làm người trung gian, thúc thành đôi phương giao dịch. Đây đều là cái gì cùng cái gì quan hệ a? Chỉ là, viễn cổ thiên đình một phương thật đúng là đưa ra Nho Gia rất khó cự tuyệt giao dịch. 13 kiếp tiên kim thân. Bọn chúng đối Nho Gia mà nói, có quá nhiều ý nghĩa tượng trưng. Hằng Hỏa tiền bối đang quyết định thời điểm, không cần lo lắng ta. Tống Thư Hàng nhắc nhở, ta chính là cái truyền lời ống nói. Trên thực tế ta cùng thiên đế cũng không phải phe bạn đơn vị, thậm chí khả năng thiên hướng về đối địch quan hệ. Các ngươi đơn thuần đứng ở trên lập trường của mình cân nhắc là được. Thiên đế mới bước lên trận lúc, hoàn toàn là lấy nhân vật phản diện hình tượng hiện thân. Về sau cưỡng đoạt Vũ Nhu Tử linh quỷ về sau, lập trường của nàng liền biến mơ hồ không chừng. Không biết nàng là tại bố cục, vẫn là nhận lấy Vũ Nhu Tử tính cách ảnh hưởng. Tóm lại,
tỉnh táo đến cho nàng định vị lời nói, chỉ ít cho đến trước mắt thiên đế, vẫn còn không tính là phe bạn đơn vị. Ta hiểu được, chúng ta cần một chút thời gian đến thảo luận. Hằng Hỏa tiền bối trả lời. Tống Thư Hằng nói, không có vấn đề, nếu như tiền bối quyết định muốn giao dịch, có thể tới Tâm Ma Động một chuyến. Nho gia cuối cùng vẫn quyết định cùng thiên đế tiến hành giao dịch. Nói đúng ra, Nho gia quyết định là cùng Tống Thư Hằng giao dịch. Bọn hắn sẽ đem còn lại viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển giao cho Tống Thư Hằng, sau đó từ Tống Thư Hằng trong tay đổi lấy đến 4 cỗ Nho gia 13 kiếp tiên kim thân. Trên thực tế, còn lại viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, so Tống Thư Hằng trong tưởng tượng muốn ít một chút. Thứ nhất là không ít viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đi qua Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới xử lý về sau, đã vận chuyển tiến vào kim liên thế giới bên trong, bộ phận này đã ăn hết, chắc chắn sẽ không phun ra. Thứ hai là một phần trong đó đang vận chuyển thiên đình mảnh vỡ, bị thiên đế lặng yên ở giữa lấy đi. Thứ ba, kỳ thật còn có một bộ phận thiên đình mảnh vỡ, còn chưa kịp tới vận chuyển đến Nho gia nội địa. Bọn chúng bị Nho gia giấu ở hiện thế các nơi, thậm chí là chư thiên vạn giới các đại giới bên trong. Trong thời gian ngắn, những thứ này ẩn tàng thiên đình mảnh vỡ là sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì hiện tại Tống Thư Hằng chỉ còn một cái đầu. Thế là, tất cả viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đều tại vị kia kim cương tự đại sư thần thông gia chỉ bên dưới, thu thỏ thành từng cái hình cầu lớn nhỏ, bị chuyển rời đến hắn hạch tâm thế giới. Tâm Ma Động cũng bị thừa cơ đưa vào Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới bên trong. Đây là bạch tiền bối thủ lao, đã sớm nói xong tạm thời cất giữ đến Tống Thư Hằng trong tay. Mặt khác, Nho gia còn làm chủ đem một cái khác khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đưa cho Tô Thị A Thập Lục. Đây là trước đó liền giảng tốt đưa cho A Thập Lục thù lao. Nói đúng ra là đưa cho A Thập Lục sau lưng Bạch Long tỷ tỷ. Đưa cho A Thập Lục thiên đình mảnh vỡ, cũng không phải là Nho gia đồ vật, liền không ở lần này giao dịch bên trong. Đây là một cái trọng lực điện mảnh vỡ. Bởi vì không phải hoàn chỉnh trọng lực điện, sở dĩ chỉ thích hợp cho lục phẩm trở xuống tu sĩ tu luyện sử dụng. Nhưng đúng lúc là Tống Thư Hằng cần mảnh vỡ. Cùng Nho gia giao phó xong giao dịch dùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ về sau, Tô Thị A Thập Lục mang theo Tống Thư Hằng đầu, ngự đao bay lên không, đi cùng thiên đế hoàn thành giao dịch. Thiên đế lúc này ngồi tại một chiếc cung điện khổng lồ tiên trên thuyền. Tiên trên thuyền, chỉ có một mình nàng. Nàng mang tới viễn cổ thiên đình thành viên, đều tạm thời tránh lui. Không nghĩ tới Tống tiền bối ngươi lại nhưng có thể thành công khuyên động những thứ này Nho gia con mọt sách. Thiên đế một tay chống cằm, cười mỉm nhìn qua Tống Thư Hằng. Ánh mắt của nàng, nguy hiểm lại sắc bén. Nhưng Tống Thư Hằng luôn cảm giác, nàng tại che giấu cái gì, hoặc là nói, nàng trong lòng hư. Chẳng lẽ thiên đế trong tay kỳ thật không có 4 cỗ Nho gia 13 kiếp thiên kim thân, muốn từ trong tay hắn lừa gạt đi thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức lên cảnh giới. Dù sao, thiên đế có tiền khoa. Liền cái gì đều có thể bán, đại lão đều bị nàng hố qua. Thương nhân nghề này nghiệp, quả nhiên không phải ai đều có thể làm. Không nhiều mấy cái tâm nhãn, kinh thương sẽ thiếu máu. 13 kiếp tiên kim thân đối Nho gia ý nghĩa trọng đại, sở dĩ ta cũng không có công lao gì. Tống Thư Hằng lên tiếng nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng đi. Đang có ý này, thiên đế liên tục gật đầu. Sau đó, nàng đem 4 cỗ 13 kiếp tiên thân thể, lấy ra ngoài. Tống Thư Hằng ngắm nhìn 4 cỗ kiếp tiên thân thể, cũng không có phát hiện cỗ kia toàn thân lưu ly, trong ngoài thấu triệt kim thân. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ bản thân có cơ hội hay không, nhìn thấy lưu ly thư sinh bản thể. Cái này 4 cỗ, chính là Nho gia 13 kiếp tiên thân thể. Tống Thư Hằng liếc xéo con ngươi, nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu, 13 kiếp tiên, ta chỉ nhận đến trong đó một hai cái mà thôi. Ta chỉ miễn cưỡng nhận biết bên trong một cái, Tống Thư Hằng nói. Không có cách, lúc này, chỉ có triệu hoán tạo hóa tiên tử. Mặc dù có thể sẽ làm nàng gặp vật thương tâm. Ra đi, tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hằng kêu lên. Sau một lúc lâu, không có động tĩnh, tạo hóa tiên tử kháng cự ra sân. Sự hoàn. Cái này muốn làm sao kiểm hàng? Sớm biết hẳn là mang một cái Nho gia người tới mới đúng. Yên tâm đi, chấm nhân phẩm, người còn không tin được đát. Thiên đế hai chân trùng điệp, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nói. Tống Thư Hằng rất nghiêm túc nháy nháy mắt. Người có tiền khoa.
Sau đó, mái tóc dài của hắn cuốn lên, hóa thành một cánh tay, tiếp xúc bốn cỗ kiếp tiên kim thân. Mặc dù không phải chân chính cánh tay, nhưng chỉ cần hắn chủ động kích hoạt xem xét bí pháp, vẫn có thể sử dụng. Mà lại, hắn nếu không cần xem xét cỡ nào kỹ càng nội dung. Hắn chỉ cần xác định tin tức, chỉ có một cái kia chính là bốn cỗ kiếp tiên kim thân, có phải hay không nho ra 13 kiếp tiên. Chỉ cần biết có hoặc không, cần thiết trả ra đại giới cũng sẽ không rất lớn. Xem xét bí pháp kích hoạt. Sau một khắc, Tống Thư Hàng trên gương mặt, trống rỗng xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Vết thương chảy ra một chút huyết châu, bất quá rất nhanh khép lại. Tô Thị A Thập Lục móc ra khăn hương, nhẹ nhàng thay Tống Thư Hàng lau đi trên mặt huyết châu. Giám định kết quả, hiện lên ở Tống Thư Hàng não hải. Nho ra 13 kiếp tiên kim thân. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, giám định tin tức không có càng tiến một bước, chủ yếu là hắn hiện tại liền thừa cái đầu, máu lượng ít, dùng không nổi đại lưu lượng xem xét bí pháp. Dĩ vãng toàn bộ thân thể phun máu cấp bậc xem xét đại giới, toàn bộ tập trung đến đầu, trong nháy mắt liền có thể để đầu của hắn ép khô. Trừ phi hắn sử dụng sương mù hóa thân. Nhưng bây giờ cổ của hắn kết nối tại hạch tâm thế giới hoạt tuyền bên trong, dùng không yếu bớt thống khổ. Vừa sử dụng sương mù hóa thân, cổ liền sẽ bị rút ra đi ra. Không có hoạt tuyển yếu bớt thống khổ, mất đi thân thể kịch liệt đau nhức, có thể làm cho Tống Thư Hàng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nỗ lực thống khổ đại giới ngược lại càng lớn, không có lợi. Thiên đế yên lặng nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng khuôn mặt duy trì bình tĩnh. Nhưng nàng nội tâm, cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tống Thư Hàng vừa rồi dùng, quả nhiên là dính đến thời gian bí thuật. Mà lại, cẩn thận đi cảm ứng, nàng ẩn ẩn có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng thời gian bí thuật cùng nàng thời gian chi đạo có cùng nguồn gốc. Xác định hàng hóa không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn nghi hoặc ngắm nhìn thiên đế hàng không có vấn đề, nàng chột dạ cái gì. Tiếp đó, Tống Thư Hàng sử dụng tóc bàn tay đem bốn cỗ nho ra kiếp tiên kim thân thu nhập đến hạch tâm thế giới. Sau đó suy nghĩ khẽ động, đem ngoại trừ tâm ma động cùng trọng lực điện bên ngoài. Nho ra về sau cho hắn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ toàn bộ chuyển di đi ra. Mỗi một cái thiên đình mảnh vỡ đều bị Phật gia pháp thuật thần thông, thu nhỏ đến hình cầu lớn nhỏ. Một đống lớn thiên đình mảnh vỡ, rơi vào thiên đế trước mặt. Tống Thư Hàng nói, nho ra hàng ở chỗ này, thiên đế mời nghiệm thu. Thiên đế liếc một cái, yên lặng gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác đều là thiên đình mảnh vỡ không sai, về số lượng, cũng kém không nhiều. Nàng hiển nhiên đã sớm điều tra qua nho ra, biết nho ra vận chuyển tới được viễn cổ thiên đình mảnh vỡ số lượng. Số lượng này tăng thêm trước đó bị nàng lặng lẽ lấy đi mảnh vỡ, trên cơ bản không kém nhiều. Như vậy, giao dịch hoàn thành, Tống Thư Hàng dùng tóc bàn tay ôm quyền nói, cáo từ. Tống tiền bối, chớ vội đi nha. Thiên đế trùng điệp trên hai chân bên dưới trao đổi, nàng tiếp tục duy trì mỉm cười, phần thưởng của ta còn không cho ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi từ bỏ. Kém chút liền quên đi, Tống Thư Hàng cười khan nói. Thiên đế vỗ tay phát ra tiếng. Một cái bồn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Đó là một cái như là một điêu thân thể, kết tủa mắt, tề hóa miệng. Trên người nó, sinh trưởng từng mảnh lá xanh, vốn nên là còn có trái cây, nhưng nhìn qua bị người hái đi. Nhìn, tựa như là kiện tác phẩm nghệ thuật, Tô Thị A Thập Lục lời bình nói. Dạng này tinh xảo lại dẫn tự nhiên khí tức thân thể. Ngược lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Nếu không, nếu như Tống Thư Hàng đổi một cái cơ bắp thân thể, phong cách vẽ ngược lại sẽ làm cho người không vừa. Chỉ cần đem ta đầu để lên, liền có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thiên đế mỉm cười, muốn làm sao sử dụng nó, muốn Tống tiền bối chính ngươi suy nghĩ, muốn ta đưa tặng sử dụng nói rõ, nhưng là muốn trả tiền. Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục sử dụng nói rõ coi như xong. Hắn đưa đầu ra phát bàn tay, đem cái này mộc điêu thân thể cũng chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Như vậy lần này, chân chính giao dịch hoàn thành, chúng ta hữu duyên gặp lại, Tống Thư Hàng lần nữa ôm quyền nói. Tô Thị A Thập Lục ôm lấy đầu của hắn, ngự đao phi hành, hướng tiên thuyền cung điện bên ngoài bay đi. Một lát sau, thiên đế từ trên bảo tọa đứng lên, đi vào những cái kia thiên đình mảnh vỡ bên cạnh. Nàng xoay người nhặt lên một cái mảnh vỡ. Nhẹ nhàng ở phía trên vỗ. Thiên đình mảnh vỡ bên ngoài tầng kia Phật môn thần thông màn ánh sáng biến mất,
mảnh vỡ thể tích bắt đầu tăng vọt. Thiên đế đưa tay tại mảnh vỡ kia thượng nhấn một cái, tựa hồ muốn từ đó hấp thu thứ gì. Nhưng một lát sau, nàng nhíu mày. Trong tay, thiên đình mảnh vỡ thể tích càng lúc càng lớn. Thiên đế đưa tay vỗ, thiên đình mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp bị nàng dùng không gian thủ đoạn, truyền tống đến nàng dựng lại viễn cổ thiên đình bên trong, được cài đặt đến thuộc về vị trí của nó ghép hình bên trên. Theo thời gian trôi qua, có chút thiên đình mảnh vỡ bên trong đạo uẩn, đã biến mất không thấy a. Thiên đế nội tâm cảm thán nói. Sau đó nàng nhặt lên cái thứ hai thiên đình mảnh vỡ, lặp lại phía trên quá trình. Đập nát. Nhíu mày. Thiên đình mảnh vỡ biến lớn. Sau đó nàng một trưởng đem thiên đình mảnh vỡ chuyển di. Trùng hợp sao, thiên đế thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, nàng nhặt lên cái thứ ba, cái thứ tư. Lặp lại phía trên trình tự. Cái thứ tư qua đi, thiên đế khóe miệng hiển hiện một vòng nói không nên lời hương vị tiếu dung. Một cái hai cái, thậm chí ba cái đều có thể là trùng hợp. Nhưng liên tiếp bốn cái, thậm chí cái thứ năm thời điểm, liền không khả năng là trùng hợp, là có người đối nàng thiên đình mảnh vỡ động tay động chân. Nàng lại nhưng cũng bị hố. Có ý tứ, thú vị. Nói thật nàng ngược lại cũng không ghét loại cảm giác này, nàng liền ưa thích loại này thần triển khai nội dung cốt truyện. Dạng này nội dung cốt truyện, sẽ để cho nàng càng có niềm vui thú. Tống tiền bối nha, thiên đế ngẩng đầu, nhìn về phía đã bay đến tiên thuyền cung điện bên ngoài Tống Thư Hàng. Thanh âm của nàng trực tiếp tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì ta thiên đình mảnh vỡ bên trong, đều thiếu một dạng đồ vật sao? Là nho ra động tay động chân, vẫn là Tống, tiền bối, ngươi trong bóng tối giở trò xấu. Thiên đế thanh âm, xốp giòn bên trong tàng đao. Thiếu đi đồ vật, Tống Thư Hàng đầu óc không cần nghĩ, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Mỗi khi có mới thiên đình mảnh vỡ tiến vào hắn hạch tâm thế giới lúc, bị hạch tâm thế giới liếm một lần, liền sẽ ít rơi vật gì đó. Còn ít rơi chính là cái gì, liền Bạch Long tỷ tỷ và Bạch Tiền Bối cũng cảm ứng không ra. Bất quá, mỗi lần liếm sạch vật gì đó về sau, nho ra kim liên thế giới mới sẽ không lại kén ăn, sẽ đem viễn cổ thiên đình dung hợp đi vào. Mà bây giờ, thiên đế vừa nhắc tới thiếu một dạng đồ vật, Tống Thư Hàng lập tức liền nhớ tới việc này. Hắn hiện tại dùng tóc đoán đều có thể đoán được, khẳng định là mình hạch tâm thế giới, lặng lẽ liếm khắp tất cả viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đem bên trong cái kia đồ vật cho liếm đi. Mà cái kia vật gì đó đối thiên đế tới nói phi thường trọng yếu, thậm chí rất có thể so viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bản thân còn trọng yếu hơn. Nhưng là, loại chuyện này khẳng định không thể thừa nhận. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đồng thời, Tống Thư Hàng trước tiên bày ra mặt đơ đến phòng ngừa đại lão nhóm nhằm vào hắn biểu lộ, đọc đến nội tâm của hắn. Xem ra, là Tống tiền bối người động tay chân, thiên đế thanh âm, tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên, người đột nhiên biến thành mặt đơ biểu lộ đã bán rẻ ngươi, không cần kiếm cớ. Tống Thư Hàng, cái này cũng có thể đọc mặt. Ngay cả mặt mũi co quắp mặt cũng cứu không được hắn đại lão bị động đọc mặt. Còn chạy, cho chấm trở về. Thiên đế yêu kiều một tiếng, đưa tay trong hư không nhấn một cái. Tô thị A thập lục thân thể, liền bị cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Ngươi làm gì? Bạch Long tỷ tỷ xoay đầu lại, nói. Thiên đế cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao lưu, là tư nhân kênh, không phải quần thể truyền âm. Sở dĩ A thập lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đều không có nghe được trao đổi nội dung. A thập lục ôm Tống Thư Hàng đầu bay thật tốt, giao dịch cũng đã hoàn thành. Kết quả thiên đế đột nhiên xuất thủ, muốn đem Tô thị A thập lục kéo trở về, Bạch Long tỷ tỷ bạo tính tình liền lên tới. Nàng bạo tính tình đi lên lúc, liền Tống đầu gỗ đều treo lên đánh. Sở dĩ, nàng lần này giận dữ, vô ý thức liền muốn đem bên cạnh họ Tống đều đánh một lần. Trước kia nàng cứ làm như vậy qua, sở dĩ Tống đầu gỗ cơ hồ không có đồng dạng họ Tống hảo hữu. Tốt tại Tống Thư Hàng chỉ còn cái đầu, nhìn quá thảm rồi. Nàng không hạ thủ được. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ vung lên, trực tiếp chặt đứt thiên đế dẫn dắt Tô thị A thập lục lực lượng, để A thập lục khôi phục hành động. Hỏi ta làm gì, ngươi vì cái gì không hỏi xem ngươi trong ngực cơ trí Tống tiền bối. Thiên đế từ trên vương tọa đứng lên, ở trên cao nhìn xuống. Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, ngươi lại làm cái gì? Xin gọi ta Tống, không cẩn thận rút điểm trung gian phí,
Thư Hàng, Tống Thư Hàng nhỏ giọng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ tiểu long chảo nâng lên. Là lại bị người tiểu thế giới liếm lấy. Tô Thị A thập lục đồng dạng nhớ tới Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới công năng, dò hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hơn nữa nhìn thiên đế tức giận bộ dạng, bị ta liếm sạch đồ vật, hẳn là vật rất trọng yếu, thậm chí so viễn cổ thiên đình mảnh vỡ còn trọng yếu hơn. Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia phun ra, Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Tỷ tỷ ngươi ăn hết còn tiêu hóa đồ vật, có thể ói ra sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại hắn vừa rồi liền nếm thử qua, nhưng hạch tâm thế giới liếm xong, hấp thu đồ vật, đã thành hạch tâm thế giới một bộ phận, căn bản là không có cách chia cắt. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ không ngừng bắt động. Tống A Đần bồi thường tiền tạo hóa tiên tử đầu từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra cứ như vậy, tựa như là Tô Thị A thập lục ôm hai cái chồng cùng một chỗ đầu. Tống Thư Hàng vừa nghe đến bồi thường tiền hai chữ, liền lập tức nhớ tới âm ảnh lãnh chúa, sau đó toàn thân thịt liền từng đợt đau nhức. Còn có, trước đó triệu hoán tạo hóa tiên tử lúc, nàng không chịu đi ra. Đến phiên đâm Tống Thư Hàng tâm lúc, nàng liền trước tiên chủ động nổi lên. Bất quá, tạo hóa tiên tử đâm tâm đâm phi thường tinh chuẩn. Hiện tại, cũng chỉ có bồi thường. Bạch Long tỉ tỉ thở dài, quay đầu nhìn về thiên đế, thiếu đi đồ vật, chúng ta bồi đi. Thiên đế nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nàng nện bước chân dài, từ trên vương tọa từng bước một đạp xuống, đi vào cung điện tiên thuyền biên giới vị trí, bị Tống tiền bối rút đi trung gian phí là đạo của ta. Nàng không che giấu chút nào, thẳng vào chủ đề. Ngươi đang nói đùa, Bạch Long tỉ tỉ hỏi ngược lại. Một người đạo, đây là rất mơ hồ rất trừu tượng đồ vật, là khái niệm đồ vật. Mỗi một cái trường sinh giả đạo cũng không giống nhau. So sánh tới nói, liền xem như cùng là hỏa diễm chi đạo, chia nhỏ xuống tới cũng có mấy chục loại đạo khác nhau. Mỗi loại hỏa diễm chi đạo ở giữa, đều có khác nhau. Mà lại, trước một cái trường sinh giả đã bước ra nói, liền sẽ bị đánh bên dưới lạc ấn, hậu nhân liền không cách nào lại bước ra giống nhau như đúc đạo tới. Đây cũng là lúc trước, sở các chủ nhớ tới tống đầu gỗ tên kia có thể sử dụng trình lâm con đường trường sinh lúc, sẽ kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Hiện tại, thiên đế lại nói bản thân đạo bị Tống Thư Hàng lấy đi rồi. Ngươi cảm giác ta là đang nói đùa sao? Thiên đế chân đạp hư không, từng bước một đi vào Tô Thị A thập lục trước mặt, sở dĩ, Kim Long đạo hữu, Tống tiền bối, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường đạo của ta? Nàng hiện tại chiếm cứ lấy Vũ Nhu Tử Linh Quỷ, dáng người cao gầy. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bị Tô Thị A thập lục ôm vào trong ngực Tống Thư Hàng đầu lúc, khí thế mười phần. Tống không khí thế A ngốc, tạo hóa tiên tử không phục, nàng dùng sức duỗi dài cổ của mình, tranh thủ để cho mình ánh mắt có thể thêm cao một đoạn. Nhưng độ cao còn xa xa không đủ, thế là tạo hóa tiên tử bắt đầu kêu gọi chiến hữu của mình đối thủ, nàng dùng viễn cổ ngôn ngữ, kêu gọi tên công đức xà mỹ nhân. Sau một khắc, công đức xà mỹ nhân đầu xuất hiện tại tạo hóa tiên tử trên đầu. Xếp chồng người, hoặc là nói, là chồng đầu người tháp. Tống Thư Hàng đầu bị A thập lục ôm vào trong ngực. Tạo hóa tiên tử tận lực duỗi dài cổ của mình, từ Tống Thư Hàng trên đầu toát ra. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng cố gắng duỗi dài cổ của mình, đem đầu của mình từ tạo hóa tiên tử đỉnh đầu toát ra. Tam vị nhất thể đầu người tháp hình thức, khí thế tựa hồ lập tức liền đủ đi lên. Thiên đế nhìn qua phong cách vẽ băng rối tinh rối mù thiên đình chi hoa tiên tử, không hiểu tâm tắc. Cái này lúc, Tống Thư Hàng suy tính thật lâu về sau, đối thiên đế nói, đã ngươi có thể đem bản thân đạo từ viễn cổ thiên đình mảnh vụn bên trên thu hồi, cái kia. Không bằng tiến vào ta tiểu thế giới tới đi. Sự tình đã phát sinh, vậy liền không thể đi trốn tránh. Coi như kiên trì, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù không quá nguyện ý bại lộ bản thân bảo mệnh át chủ bài. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có để thiên đế tiến vào hắn hạch tâm thế giới. Sau đó nhìn nàng có biện pháp nào không đem bị hạch tâm thế giới liếm đi đạo cho một lần nữa hút trở về đi. Đồng thời, Tống Thư Hàng để hạch tâm tiểu trợ thủ hành động, đem ngoại trừ công đức điện, đông chi điện cùng tâm ma động bên ngoài thiên đình mảnh vỡ, toàn bộ che đậy. Theo hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, công năng càng phát ra hoàn thiện. Che đậy một bộ phận khu vực, đừng cho ngoại nhân phát giác, cũng không khó khăn. Mà lại, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới liên tiếp. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới một cái tiểu vào miệng, nhắc nhở thiên đế nói,
nơi này chính là ta bí mật lớn nhất cùng bảo mệnh át chủ bài, người trở ra, cũng đừng phá hư hắn. Chủ yếu là hạch tâm thế giới mạnh nhất ngoại viện Bạch Tiền Bối năm nay khó được bị béo cầu đại lão phản hố một thanh, không biết hắn hiện tại trạng thái như thế nào. Bằng không mà nói, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Long tỷ tỷ đang nghe Tống Thư Hàng giới thiệu hạch tâm thế giới, nói nó là lớn nhất bảo mệnh át chủ bài lúc, liền lặng lẽ chuyển qua đầu, cố nén muốn bật cười xúc động. Cái này Tống Thư Hàng lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, cơ hồ chưa từng có chân chính bảo qua Tống Thư Hàng mệnh. Bình thường địch nhân, Tống Thư Hàng không dùng được hắn. Cường đại đến cần Tống Thư Hàng chạy chối chết địch nhân, cái nào sẽ không một tay phong tỏa không gian thủ đoạn. Cửu phẩm kiếp tiên lúc chiến đấu, phong tỏa không gian là thiết yếu thủ đoạn. Tô Thị A Thập Lục thật không có bật cười, nàng chỉ là đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tống Thư Hàng đầu, để bày tỏ an ủi. Tống tiền bối nha, người lại muốn lừa ta. Thiên đế không có trực tiếp tiến vào hạch tâm thế giới. Không có chuyện, giữa người và người cơ bản tín nhiệm phải có. Tống Thư Hàng nói, mà lại, từ hai chúng ta nhận biết một ngày kia trở đi, chỉ có ta không ngừng bị hố, lúc nào ta hố người khác. Người đạo ngay tại trong thế giới này, sở dĩ ta mang ngươi vào xem, ngươi có thể hay không đưa nó lấy đi đi. Cái thế giới này, cho ta một loại rất thân cận cảm giác. Thiên đế chậm rãi nói, tựa như là, ta cùng hắn có cùng nguồn gốc. Tống Thư Hàng nghe vậy sững sờ. Sau đó, hắn gỡ xuống trong đầu manh mối. Hạch tâm thế giới, kim liên thế giới, tà liên thế giới, là một bộ đồ vật developer là thứ ba thiên đạo, Ban Văn Long đại lão. Thiên đế thì là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo tác phẩm, nhưng nàng cũng không phải là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo từ không chế tạo, nàng nguyên vật liệu bên trong, bao hàm một phần nhỏ quỷ thần mảnh vỡ. Quỷ thần mảnh vỡ, chính là trong trời đất cái thứ nhất linh quỷ, đồng dạng là Ban Văn Long đại lão kiệt tác. Có cùng nguồn gốc, căn bản mà nói, có lẽ thật đúng là không sai. Quả nhiên, Tống tiền bối người tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Thiên đế híp mắt. Nhìn qua Tống Thư Hàng. Cái gì? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đã mặt đơ không cứu vớt được hắn, vậy cũng chỉ có dựa vào ta xuất sắc diễn kịch. Một mặt mộng bức đồng dạng là tuyệt nhất ngụy trang. Tống diễn kỹ qua sốc nổi tạo hóa tiên tử bình luận. Quá tận lực, ngược lại không có hiệu quả. Tống Thư Hàng kỳ thật rất có diễn kịch thiên phú, lúc trước hắn biểu diễn cao thăng sư huynh nhân vật, liền vô cùng thành công, để cho người ta hận thấu xương. Hắn có diễn kịch tiềm lực, bất quá loại tiềm lực này, cần một cái diễn đối thủ hí lão hí cốt đưa nó dẫn dắt ra tới. Đi thôi, đi vào đi, thiên đế cuối cùng quyết định nói. Tống Thư Hàng bảo mệnh át chủ bài, nàng thật là có điểm hứng thú. Tô Thị A Thập Lục ôm Tống Thư Hàng, tạo hóa, công đức ba hợp một đầu người tháp, trước một bước bước vào hạch tâm thế giới bên trong. Sau đó, thiên đế cũng đi theo tiến vào. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đem đặt chân vị trí, an bài tại Bắc Phương Đại Đế Đông Chi Điện bên trong. Đại Đế đã đem tòa này cung điện quyền khống chế chuyển cho hắn. Thiên Đế hiện thân về sau, ngắm nhìn tòa này cung điện, lên tiếng nói, Đông Chi Điện. Thiên Đình Tứ Phương Đại Đế Cung Điện, là viễn cổ Thiên Đình trọng yếu tạo thành bộ phận. Không nghĩ tới, Đông Chi Điện còn có thể duy trì hoàn chỉnh. Bắc Phương tiền bối đưa nó đưa ta, sở dĩ, đây là đồ của ta. Tống Thư Hàng nói, thiên đế, nàng đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt. Sau một lúc lâu, Bắc Phương đạo hữu có khỏe không? Thiên đế lên tiếng hỏi, trên người nàng khí chất cũng phát sinh có chút ít biến hóa. Lần thứ nhất, Tống Thư Hàng từ trên người nàng cảm thấy tuế nguyệt tang thương hương vị, thanh âm của nàng phảng phất như là từ viễn cổ một mực truyền đến bây giờ. Giờ khắc này nàng, mới chính thức có chút thiên đế hương vị. Bắc Phương Đại Đế vừa phục sinh không lâu, Tống Thư Hàng trả lời. Dạng này, cũng tốt, thiên đế không hiểu thấu trả lời một câu, đi thôi. Ra Đông Chi Điện về sau, cách đó không xa có thể nhìn thấy chính là tâm ma động, khối này thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn chứa đạo đã bị thiên đế thu hồi. Tâm ma động bên cạnh, thì là công đức điện. Không cần nói, đây là tiên tử trước kia địa bàn vị này hiện tại còn đem đầu đè vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Xuyên đầu người tháp chơi đây. Đạo của ta đâu? Thiên đế trực tiếp hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, chính là ta tiểu thế giới bên trong. Ở đâu? Cụ thể một chút, thiên đế dò hỏi. Ngay tại tiểu thế giới này, cả cái tiểu thế giới.
Tống Thư Hàng nói, bị hạch tâm thế giới liếm đi thiên đình mảnh vỡ bên trong đạo, dung nhập vào hạch tâm tiểu thế giới, ở khắp mọi nơi. Sau đó, liền nhìn thiên đế có thể hay không đem những thứ này đạo thu hồi. Thiên đế, ngươi sẽ không cảm ứng được bản thân đạo đi. Bạch Long tỷ tỷ nhìn có chút hả hê nói. Thiên đế con đường trường sinh sẽ bị hạch tâm tiểu thế giới liếm đi đã rất bất khả tư nghị. Nếu như đạo bị liếm sau khi đi, liền thiên đế bản thân đều không cảm ứng được bản thân đạo, thì có ý tứ. Thiên đế hơi suy nghĩ một chút về sau, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại trên mặt đất. Thuộc về nàng lực lượng, trực tiếp dung nhập vào hạch tâm thế giới. Theo hành động của nàng, nguyên bản kiên cố mặt đất, hóa lỏng ra. Một màn này nhìn quen mắt, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Tống Thư Hàng mí mắt nhảy một cái. Có thể không nhìn quen mắt sao? Lúc đó Nho Gia đem cất giữ thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến hạch tâm thế giới lúc, chính là như vậy hạch tâm thế giới mặt đất hóa lỏng, sau đó cuốn tại thiên đình mảnh vỡ dưới đáy, trong bất chi bất giác đem mảnh vỡ bên trong đạo cho liếm đi. Hiện tại lại một lần nhìn thấy nhìn quen mắt một màn hạch tâm thế giới không phải là muốn trực tiếp liếm thiên đế bản tôn A. Ngừng ngừng ngừng, Tống Thư Hàng ý chí vội vàng cấp hạch tâm thế giới ra lệnh. Lặng lẽ liếm đi thiên đình mảnh vỡ bên trong nói thì cũng thôi đi, dù sao thiên đình mảnh vỡ lại không thể nhảy dựng lên đánh hắn. Nhưng sống sờ sờ thiên đế liền không đồng dạng, vị này nếu là nhảy dựng lên đánh người, sẽ đánh chết người. Nhưng mà, trễ. Ngay tại Tống Thư Hàng cho hạch tâm thế giới ra lệnh đồng thời, thiên đế đã nhảy dựng lên. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp hư không, lần nữa nhìn xuống Tống Thư Hàng, người quả nhiên muốn hố ta nha, Tống, tiền bối. Ta không, ta oan uổng, nghe ta giải thích, Tống Thư Hàng liên tục kêu lên. Nhiều lời vô dụng, thiên đế trên đầu, ngưng tụ ra một đỉnh bình thiên quan, đồng thời một thân đế bảo pháp khí hiển hiện, nàng đưa tay chỉ hướng Tống Thư Hàng. Một điểm tinh quang tại nàng giữa ngón tay lấp lóe, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có một câu thời gian để giải thích. Ta, Tống Thư Hàng vừa mới mở miệng, liền nói không nổi nữa. Hạch tâm thế giới là hắn tư nhân tiểu thế giới. Ở cái này tiểu thế giới bên trong hướng Tống Thư Hàng phát động công kích, sẽ khiến tiểu thế giới phòng ngự biện pháp. Một đóa trong suốt hoa sen đột nhiên từ lòng đất chui ra, như là to lớn hoa ăn thịt người. Một thanh liền đem thiên đế nuốt xuống. Ngay sau đó, vô số sợi rễ kéo dài ra. Bạch Long tỷ tỷ, ta cảm giác ta còn có thể cứu giúp. Tống Thư Hàng hỏi. Tạo hóa tiên tử, không cứu nổi. Công đức xà mỹ nhân, chờ chết đi. Da đen vũ nhu tử, cáo từ. Ba cái tiên tử tổ đài chính là một đài hí, thành đoàn đâm tâm, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tống Thư Hàng rất muốn lập tức lấy tóc phì trường. Cho đỉnh đầu hai cái tiên tử sau lưng da đen vũ nhu tử các đến 100 phát dưỡng đao thuật. Hắn đảo mắt nhìn về phía đem thiên đế một thanh nuốt vào hoa sen. Hình chiếu hoa sen từ cường độ đi lên nói, cũng không cường đại. Lấy thiên đế thực lực, xé mở hắn chỉ là động động ngón tay sự. Một hồi, chờ thiên đế từ nơi này đóa hoa sen bên trong đi ra lúc, muốn làm sao cùng nàng giải thích. Cái này thật sự không là hắn tại hố nàng, thật là hạch tâm thế giới ra tay a. Nếu không, dứt khoát đem thiên đế ném tới tà liên thế giới đi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, đừng nhìn ta, việc này ta không giúp được ngươi. Đầu tiên chờ chút đã, thiên đế vì cái gì còn chưa có đi ra? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Thiên đế bị hoa sen một thanh nuốt vào về sau, lại nhưng không có lập tức đi ra. Nàng nói, sẽ không bị ngươi hạch tâm thế giới không ngừng liếm đi thôi. Bạch Long tỷ tỷ đi theo hỏi, luôn cảm giác đóa này hoa sen cắn thiên đế, cái kia vô số sợi rễ không ngừng vặn vẹo tràng diện, rất không thích hợp thiếu nhi. Không có, Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Thiên đế cùng thiên đình mảnh vỡ vẫn có khác biệt, tỷ như, một cái có thể nhảy dựng lên đánh hắn, một cái sẽ không nhảy. Thiên đế trên người nói, hạch tâm thế giới hiển nhiên liếm bất động. Nhưng chẳng biết tại sao. Nàng lại nhưng không có từ hoa sen bên trong dãy ruộng đi ra. Có thể hay không Bạch Liên bên trong kỳ thật rất dễ chịu. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Sở dĩ thiên đế đều không nỡ đi ra rồi. Liền cùng lúc ấy ở kén bên trong ngủ Bạch tiền bối đồng dạng, dễ chịu đến không nghĩ tới giường. Nếu không để cho ta thử một chút, ngươi lại biến đóa hoa sen đi ra, đem ta bao trùm. Xích Tiêu kiếm tiền bối đề nghị.
Đang khi nói chuyện, cái kia đóa trong suốt hoa sen, mở ra. Khép kín nụ hoa như là nở rộ đồng dạng chậm rãi triển khai, quá trình cảnh đẹp ý vui. Thiên đế nhắm mắt đứng ở trên đài sen, trên người đế bảo bao vây lấy nàng có lồi có lõm thân thể, bình thiên quan có chút đung đưa. Một loại khí thế cường đại từ trên người nàng lan ra. Nhìn thấy lúc này thiên đế, Tống Thư Hàng mới biết được cái gì gọi là vương bá chi khí vừa hạ xuống, mọi người cúi đầu bái. Từ trên thân thiên đế thả ra cường đại khí tràng, đặc biệt nhằm vào sinh vật đầu gối, để sinh vật sinh ra run chân hiệu quả. Chân mềm nhũn, liền đứng không yên, tại cái này mạnh tại khí thế áp bách dưới, liền không tự chủ được quỳ. Dọa dọa một chút, công đức xà mỹ nhân kêu lên. Sau đó đầu của nàng rụt trở về. Tống dọa sợ A ngốc tạo hóa tiên tử cũng một bên kêu, một bên đi. Sợ sợ, chuồn đi chuồn đi. Lưu Tống Thư Hàng lẻ loi trơ trọi một cái đầu, tại Tô Thị A thập lục trong tay. Trên đài sen, thiên đế từ từ mở mắt. Con người nhất mở, loại kia cường đại uy áp biến càng thêm đáng sợ. Nàng lúc này, chân chính là vị kia giữa thiên địa đế vương, chúa tể vạn vật, vô địch tại đương thời. Ngu xuẩn Tống tiền bối, người hố không được ta đát. Nàng mở miệng nói. Mở miệng giòn, mới mở miệng, cái gì khí thế cũng bị mất. Ta thật không có muốn hố người ý tứ. Tống Thư Hàng nói, hắn chuẩn bị giành giật từng giây, cùng thiên đế giải thích xuống hạch tâm thế giới đặc tính. Thiên đế nhẹ nhàng nhảy lên, từ hoa sen bên trên nhảy xuống. Sau đó nàng đưa tay đối hoa sen hình chiếu vạch một cái, bàn tay như đao, đem hoa sen chặt đứt. To lớn hoa sen rơi xuống. Thiên đế đưa tay, đem hoa sen tiếp được, gánh tại đầu vai. Đây là cho ta bồi thường. Thiên đế quay đầu đối Tống Thư Hàng nói, thiên đình mảnh vỡ bên trong bị ngươi lấy đi đạo tự cùng đóa này hoa sen triệt tiêu. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Cái này đi, dạng này cũng có thể triệt tiêu. Tốt, đương nhiên không có vấn đề. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Chỉ cần không đòi linh thạch, chuyện gì cũng dễ nói. Hoa sen hình chiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc đầu, bạch tiền bối còn đem hoa sen hình chiếu cắt xuống, chế tác thành ma lực thạch dùng để nhanh chóng bổ sung linh lực cần thiết đây. Cái kia mở cửa, lần sau gặp, thiên đế nói. Lần sau hoan nghênh tới làm khách, Tống Thư Hàng nhiệt tình trả lời, cũng mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào. Thiên đế cười ha ha, khiêng hoa sen cũng không quay đầu lại rời đi. Tại nàng sau khi rời đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn hít một hơi lãnh khí, đối Tô Thị A thập lục nói, thập lục, đau nhức đau nhức đau nhức. Tô Thị A thập lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng ôm Tống Thư Hàng đầu ha. Từ tiến vào hạch tâm thế giới lên, cổ liền rời đi hoạt tuyển ao. Đau chết ta rồi, vẫn cố nén đến bây giờ. Tống Thư Hàng kháo gấp Tô Thị A thập lục, nhức đầu phát run. Tô Thị A thập lục vội vàng ngự đao, ôm Tống Thư Hàng đầu hướng hoạt tuyển ao vị trí bay đi. Nhân sinh A, không phải tại thống khổ, chính là đang hưởng thụ thống khổ trên đường. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bạch Long tỷ tỷ. Một bên khác, thiên đế khiêng hoa sen, bước ra hạch tâm thế giới. Nàng vừa ra tới, liền thấy nơi xa vị kia một mực thi triển Phật gia thần thông nho ra đệ tử, xa xa nhìn qua nàng. Thiên đế nhếch miệng lên, nho ra 13 kiếp tiên đứng đầu, kêu cái gì tử tới. Ngươi trực tiếp gọi ta cái gì tử là có thể, dù sao ta nói, ngươi cũng không nhớ được. Vị kia cái gì tử lên tiếng nói. Còn phải lại đánh một chầu sao? Thiên đế hỏi, bất quá, ngươi liền nho ra thần thông cũng không dám thi triển, chỉ thi triển Phật gia thần thông, ngươi một thân năng lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Vị này cái gì tử trạng thái hiển nhiên khác thường, hắn một mực đang khắc chế tự thân. Không cần, nho ra hiện tại đã không có thiên đình mảnh vỡ. Giữa chúng ta không có muốn tiếp tục lý do chiến đấu. Cái gì tử bình tĩnh trả lời. Thiên đế nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ta hiểu được, ngươi là chuẩn bị cười nhạo ta. Mà lại, lần này giao dịch, ngươi nên xuất thủ quấy nhiễu qua. Khó trách Tống tiền bối thành thật như vậy một cái người, hôm nay lại nhưng phản hố nàng một thanh. Xem bộ dáng là vị này cái gì tử trong bóng tối quấy rối. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Lái thay đại thúc cái gì tử trả lời. Ha ha ha, thiên đế cười duyên một tiếng, nói, nhưng là, ngươi nhất định thất vọng rồi. Ta được đến quan trọng hơn, thứ càng tốt.
Nàng giơ lên hoa sen hình chiếu, nhìn, chính là hắn. Coi như nỗ lực ta hiện tại thu thập tất cả thiên đình mảnh vỡ đều không đổi được đồ tốt. Lần này, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi mới là. Lái thay đại thúc bộ mặt biểu lộ cứng đờ. Cái này không phải liền là bá tống huyền thánh hoa sen hình chiếu sao? Trong tay hắn thì có liên quan tới cái này hoa sen hình chiếu tình báo. Đây coi như là vật gì tốt. Thiên đế đây là đang diễn kịch, vì mặt mũi, vì không cho hắn nhìn ra sơ hở, thế là giả ra tự thân không có bị hố, ngược lại thu hoạch rất lớn bộ dáng. Như vậy, ta liền chúc mừng thiên đế đạo hữu. Cái gì tử rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt nho nhã mỉm cười. Nụ cười của hắn, cùng thánh nhân là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Cái này sạch sẽ nho nhã tiếu dung, sẽ để cho địch quân phát điên. Thiên đế nhếch miệng lên. Nàng cứ như vậy khiêng to lớn hoa sen, trở lại trên trời thiên thuyền trong cung điện. Sau đó, nàng thận trọng đem hoa sen thu hồi. Đây mới thật sự là bảo vật. Quan hệ đến nàng căn nguyên, thậm chí là nàng đánh vỡ số mệnh trọng yếu đạo cụ. Đợi thiên đế rời đi về sau. Cái gì tử bên người, vị kia kim cương tự đại sư hiện thân, người thật sự dùng bá tống huyền thánh hố thiên đế. Người chừng nào thì bố trí cục diện. Ta đây chẳng qua là đang trang cái bức. Cái gì tử trả lời, ta lúc ấy còn tại cùng thiên đình trường sinh giả dây dưa, làm sao có thời giờ bố cục hố thiên đế. Mặc dù không biết thiên đế xảy ra chuyện gì, nhưng ở trước mặt nàng trang cái bức, có thể lộ vẻ bản thân cao đại thượng. Kết quả, trang thất bại. Tống Thư Hàng đại biểu nho ra cùng thiên đế tiến hành giao dịch về sau, hắn vẫn xa xa sâu sau lưng Tống Thư Hàng, để phòng không sẵn sàng, liền có thể tùy thời xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới, thiên đế đột nhiên cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tiến vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới là Tống Thư Hàng tư nhân tiểu thế giới, hắn không cách nào cưỡng ép xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Chờ thiên đế đi ra lúc, hắn liền chuẩn bị đứng ở đằng xa, duy trì nho nhã tiếu dung. Sau đó thuận nước đẩy thuyền trang một đợt bức hắn đều không cần nhiều lời nói, chỉ cần yên lặng đứng đấy bất động. Bình thường tới nói, thiên đế nhìn thấy nụ cười của hắn lúc, liền sẽ thông qua não bổ phương thức, để hắn đem bức cho trang xong. Đây là điển hình nho ra trang bức pháp, trước kia lão sư hắn như vậy trang bức thời điểm, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả thiên đế không theo sáo lộ tới. Cái này bức trang vào một nửa, kết quả bị thiên đế trang xong chạy. Người hình tượng này liền không thích hợp trang cao nhân, quá cầu thả. Kim cương tự đại sư nói, lại nói, bá tống còn chưa có đi ra sao. Đại sư còn đang suy nghĩ lấy đem Tống Thư Hàng lừa gạt vào đến trong Phật môn đi. Hắn sẽ nho ra các loại thần thông công pháp, có thể dùng những thứ này hấp dẫn bá tống. Đi, đi, cái gì tử đột nhiên nói. Hắn xác định thiên đế rời đi, thiên đình thành viên cũng rút lui cái không còn một mảnh. Thế là hắn lôi kéo kim cương tự đại sư, chuẩn bị đi. Ngươi không đợi nho ra tang lễ kết thúc sao? Kim cương tự đại sư hỏi. Cái gì tử đại thủ cứng đờ, lắc đầu. Tang lễ thôi được rồi, không ý nghĩa sự. Chết chính là chết rồi. Hắn trầm giọng nói, dứt lời, bước nhanh hướng về phía trước đạp đi. Cánh cửa không gian mở ra, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Kim cương tự đại sư sờ lên bản thân đại quang đầu. Có chút tiếc nuối ngắm nhìn hư không, được rồi, ta cùng bá tống hữu duyên. Lần sau lại ngoặt, lần sau lại chỉ đạo hắn tu luyện đi. Dứt lời, hắn cũng cất bước, rời đi nho ra trên không. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đầu được đưa về hoạt tuyển ao bên trong. Sở các chủ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, há mồm phun ra một chuỗi bong bóng vẫn là cả cái đầu nhìn lấy tương đối tốt. Trước đó, Tống Thư Hàng thông qua thẻ cổng không gian phương thức. Chỉ đem cổ lưu tại trong ao, đầu lại chui ra hạch tâm thế giới, nhìn qua tựa như là một đoạn cổ tung bay ở hoạt tuyển ao bên trong, đặc biệt kinh dị. Hồ Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đau nhức từng cơn bị hoạt tuyển chi thủy chữa trị hiệu quả trấn áp phải biết vừa rồi, hắn kém chút liền đau khóc lên. Muốn thử một chút thiên đế cái kia làm bằng gỗ thân thể sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Từ thiên đế cái kia giao dịch tới được gỗ thân thể ngay tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Trước xem xét một chút, nhìn xem cái này làm bằng gỗ thân thể có vấn đề hay không lại nói. Tống Thư Hàng cẩn thận nói. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cô kia lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng thân thể gỗ liền bị chuyển di tới, rơi vào hoạt tuyển ao bên cạnh. Bạch Long tỉ tỉ.
Sở dĩ, gia hỏa này tại hạch tâm thế giới thời điểm, có thể làm được thuấn gian di động a. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại hạch tâm thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đây là cái gì? Sở các chủ hiếu kỳ hỏi. Một cái có thể cung cấp ta lâm thời hoạt động thân thể. Tống Thư Hàng trả lời, lại nói, nếu như sở tiền bối thân thể của ngươi rời đi hoạt tuyển sau sẽ không lại tiêu tán lời nói, có lẽ cũng có thể sử dụng. Sở các chủ lắc đầu, ta vẫn là được rồi. Trong thời gian ngắn, nàng sẽ không rời đi hoạt tuyển theo Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, hoạt tuyển đối nàng hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Bây giờ nàng thân thể đã trọng sinh đến xương quai xanh phía dưới, sinh trưởng đến vị trí then chốt. Trong thời gian ngắn, nàng là sẽ không ra nước. Loại kia ta đến lúc đó học được thánh viên long lực thần công truyền thừa tổng cương thiên, mọc ra thân thể về sau, lại đem cỗ này thân thể gỗ đưa cho sở các chủ ngươi. Tống Thư Hằng nói, sau đó hắn lại nhìn phía Bạch Long tỷ tỷ, ngươi cảm giác cái này thiên đế tặng thân thể gỗ có vấn đề hay không? Ta kiểm sát một lần, không có phát hiện chuẩn bị ở sau loại hình đồ vật. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Sở các chủ cũng tới bên dưới đánh giá cỗ này gỗ thân thể, đồng dạng không phát giác bất kỳ khác thường gì. Vậy ta liền đem đầu nối lên đi thử một chút. Tống Thư Hàng dặn dò, nếu có dị trạng, hai vị tiền bối xin lập tức đem đầu của ta một lần nữa chặt đi xuống. Không có vấn đề, bao trên người ta. Sở các chủ nói. Tô Thị A Thập Lục ôm lấy Tống Thư Hàng đầu. Đi vào cỗ kia gỗ thân thể bên cạnh. Cỗ này gỗ thân thể phi thường cao lớn, không có đầu đều có gần 1m9 độ cao. A Thập Lục nhón chân lên, đem Tống Thư Hàng đầu gắn ở cỗ này gỗ thân thể bên trên. Có cảm giác gì không? A Thập Lục lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, không có cái gì cảm giác. Đầu cùng thân thể cũng không có kết nối, chỉ là đơn thuần bị thả đến gỗ thân. Bạch Long tỉ tỉ nhắc nhở nói. Hẳn là còn muốn luyện hóa một chút, người đem linh lực rót vào thân thể này nhìn xem. Điển hình tu sĩ nếm thử pháp. Chỉ cần gặp gỡ xem không hiểu đồ vật, hướng bên trong rót điểm chân khí A, linh lực A, tiên năng A, chuẩn không sai. Mà lại, chỉ ít có 7 thành phía trên tỷ lệ, đều có thể kích hoạt sinh ra công hiệu. Vậy ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Hắn vận chuyển còn sót lại bộ phận linh lực. Đưa chúng nó rót vào đến cỗ này gỗ thân thể bên trong. Cỗ này gỗ thân thể hoàn toàn không có bài xích, rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi Tống Thư Hàng linh lực. Linh lực tựa như là mạch lạc đồng dạng, đem Tống Thư Hàng cùng gỗ thân thể nối liền lại cùng nhau. Cả hai bắt đầu tiến vào cộng minh trạng thái. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng phía dưới cổ cái viên kia thánh nhân chi huyết bắt đầu phát huy hiệu quả, thánh huyết kéo thành tơ máu, một bộ phận kết nối lấy Tống Thư Hàng đầu. Một bộ phận khác bắt đầu tiến vào cỗ này gỗ thân thể bên trong, khuếch tán ra đến, hình thành một chương huyết võng. Thánh nhân chi huyết tại Tống Thư Hàng nhục thân bị tạc thời điểm, từ Tống Thư Hàng nguyên bản thân thể bên trong lộ ra một ít gì đó. Tỉ như, một cái 7 màu trùng sáng. Còn có rất nhiều thuộc về Tống Thư Hàng nhục thân đồ vật, đều bị chương này huyết nhục kết nối lấy, lâm thời cất giữ đến cỗ này gỗ thân thể bên trong. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác. Thân thể của mình phảng phất trở về. Hắn thử nghiệm nắm chặt lại nắm đấm. Gỗ thân thể nắm đấm, một mực nắm chặt. Ha ha, thành công. Tống Thư Hàng vui mừng mà nói, các tiền bối mời xem, đây chính là Tống mỗ đầu gỗ thân thể. Tống đầu gỗ. Cái từ này tổ, rơi vào Bạch Long tỉ tỉ trong tai. Nàng móng vuốt nhỏ lập tức lên phản xạ có điều kiện, nhất móng vuốt dán hướng Tống Thư Hàng. Đây chính là trường sinh cấp cường giả đột nhiên xuất thủ. Tống Thư Hàng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, liền bị nhất chảo đánh bay. A a a a, hắn một trận kêu thảm, từ hạch tâm thế giới trung tâm hoạt tuyền, một mực bị đánh bay đến hạch tâm thế giới biên giới tử vong xâm lâm. Không tốt, phản xạ có điều kiện, Bạch Long tỉ tỉ kêu lên. Bạch Long đạo hữu ngươi làm gì đâu, sở các chủ nghĩa chính ngôn từ trách cứ. Đồng thời nàng lặng lẽ đem ngưng tụ thành một chùm tóc dài tản ra nguy hiểm thật, nếu không có Bạch Long đạo hữu tại, cái kia vừa rồi phản xạ có điều kiện xuất thủ chính là nàng. Mà lại, nàng là hướng về phía cổ vị trí đi, cam đoan có thể sạch sẽ cắt xuống Tống Thư Hàng đầu. Đây là thân thể thành thật phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện, Bạch Long tỉ tỉ liên tục đong đưa móng vuốt nhỏ, cái này cùng đầu gối nhảy phản ứng là một cái đạo lý. Thật có lỗi. Ta không có đầu gối, không thể nào hiểu được.
Sở các chủ chân thành nói. Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu nhìn nước. Sở đạo hữu người đây là đang tranh cãi, ngươi chừng nào thì biến đòn khiêm tinh rồi. Ngươi bây giờ không đầu gối, nhưng ngươi trước kia chẳng lẽ cũng không có. Ngươi cũng không phải xà tinh. Mà lại, luôn cảm giác sở các chủ tại cùng nàng tranh cãi thời điểm, có điểm tâm hư hương vị, nàng tại che giấu cái gì. Thư Hàng không có sao chứ. Tô Thị A Thập Lục có chút lo lắng hỏi bởi vì hắn bay ra ngoài quá xa, kêu cũng có chút thảm. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng lại trở về. Thuấn gian di động trở về. Hạch tâm thế giới bên trong hắn, một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái góc. Tại hạch tâm thế giới, hắn ở khắp mọi nơi. Làm gì đâu, Bạch Long tỷ tỷ ngươi làm gì đâu. Tống Thư Hàng cái rốn hướng về Bạch Long tỷ tỷ phát ra trầm trọng nhất lên án. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng cái rốn vị trí. Cỗ này thân gỗ hóa núm vú làm mắt, hóa rốn làm khẩu. Vừa rồi tiếng kêu chính là từ rốn bên trong phát ra mà lại phát ra thanh âm là Tống Thư Hàng thanh âm, rất thú vị. À, như thế nào dùng rốn nói chuyện? Xích Tiêu Kiếm Tiền bối hỏi. Hắc hắc, ta còn có thể phát song thanh đây. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, thanh âm của hắn, lấy nhị trọng âm phương thức vang lên. Đây là hắn phía trên miệng cùng phía dưới miệng đồng thời phát ra tiếng. Cùng Diệt Phượng tiền bối song thanh lỗ tai có dị khúc đồng công chi diệu. Tô Thị A Thập Lục cười nói, nhìn thấy Tống Thư Hàng còn có thể sống nhảy nhảy loạn, cũng có thể thấy được hắn không có gì đáng ngại, nàng cũng thoáng yên tâm một số. Không chỉ có như thế, bốn con mắt cũng có được rất thú vị thị giác hình thức. Tống Thư Hàng chỉ bộ ngực mình mị mị nhãn, mà lại, ta vừa rồi thử một cái. Bọn chúng cũng có thể sử dụng nho gia thánh nhân bí pháp, cường giả giám định thuật. Quả thực là khó lòng phòng bị, đáng tiếc chỉ có thể phát xạ lục phẩm chân quân cấp cường giả giám định thuật, không cách nào đem thánh nhân chi nhãn chứa vào trong đó. Uy lực phương diện có chút không đủ. Cửu Châu Nhất Hào quần yêu lương truyền thống, chủ đề nhảy đặc biệt nhanh, trước một giây hắn còn tại lên án Bạch Long tỷ tỷ. Một giây sau chủ đề cũng không biết nhảy đến đi đâu rồi. Nhanh thu hồi ngươi cái kia to gan ý nghĩ, tạo hóa tiên tử tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như vậy tao đạp thánh nhân chi nhãn. Xích Tiêu Kiếm Tiền bối nhắc nhở. Đem thánh nhân chi nhãn chứa vào mị mị nhãn bên trong, thật sự là gan to bằng trời ý nghĩ. Mà lại, là cái phi thường đáng sợ cử động. Trước kia mọi người chỉ phòng bị bá Tống Huyền Thánh hai mắt chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết. Tại bá Tống chi nhãn hai mắt sáng lên thời điểm, chính là thống khổ giáng lâm thời điểm. Hiện tại, đường bá Tống Huyền Thánh meo meo sáng lên lúc, càng đáng sợ tai nạn sẽ vô tình tiến đến nói cách khác, mọi người còn muốn phòng ngự bá Tống Huyền Thánh mị mị nhãn. Phòng bị bá Tống con mắt đã rất khó, lại thêm bí mật hơn meo meo, còn muốn làm sao phòng. Đơn giản không cho địch nhân lưu đường sống. Tạo hóa tiên tử nghe được có người bảo nàng, thật nhanh xông ra, hát nói. Tống A Đần ngốc con mắt. Sau đó, nàng đưa tay cầm ra lão sư con mắt, thử hướng Tống Thư Hàng ngực lấp đầy. Đừng nhét, tiên tử đừng nhét, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Đây chỉ là hóa núm vú làm mắt, cùng chân chính trong mắt tại cấu tạo thoáng có chút khác nhau. Cái này mị mị nhãn khu không xuống, sở dĩ thánh nhân chi nhãn cũng trang không đi lên. Như ta là nho gia thánh nhân, ta chọn mù mất. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền bối cảm thán nói. Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên tạo hóa tiên tử, đưa nàng treo ở sau lưng, kết thúc nàng muốn đem thánh nhân con mắt nhét vào bộ ngực hắn nếm thử. Sau đó hắn ngồi vào hoạt tuyền bên cạnh ao, bốn con mắt đồng thời chằm chằm vào Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ vừa rồi vì mau đánh ta, song thanh nói tiếng âm đồng lúc vang lên, khí thế như hồng. Ta không phải cố ý, Bạch Long tỷ tỷ chột dạ nói. Sở các chủ tại bên cạnh phá nói, bởi vì Tống đầu gỗ. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, nói, lại là hắn. Trước kia hắn cũng bởi vì Tống đầu gỗ nguyên nhân, bị rất nhiều đại lão đánh qua. Đúng rồi, Bạch Long tỷ tỷ ngươi trước kia cũng bởi vì Tống đầu gỗ nguyên nhân, đánh qua ta. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái hình ảnh, đó là hắn tại trên thần bí đảo một đoạn ký ức. Thần bí đảo bên trên có cái dưới mặt đất mộ thất. Bên trong có quan tài thủy tinh, trong quan táng lấy một đầu tiểu bạch long. Về sau, Tống Thư Hàng ý thức đã từng trao đổi đầu này tiểu bạch long, lại bị móng vuốt nhỏ đánh mặt. Lúc đó hắn đều bị đánh mộng. Không có chuyện,
làm sao có thể? Bạch Long tỷ tỷ liên tục phủ nhận, nhưng ngữ khí lại chột dạ vô cùng. Bạch Long tỷ tỷ quả nhiên ưa thích tống đầu gỗ đi. Tống Thư Hàng bệ vệ ngồi xuống, hai cái miệng đồng thời phát ra tiếng, há miệng nói chuyện, một cái khác há mồm vì mình phát biểu phối BGM. Liền để ta đến vạch ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi. Bạch Long tỷ tỷ thở thật dài, ta chỉ là tỷ tỷ của hắn. Vậy ngươi liền hảo hảo đương tỷ tỷ đi. Sở các chủ bình tĩnh nói, ta muốn tống đầu gỗ người, mặc dù ta từ niên đại đi lên giảng, còn có thể là tiền bối ngươi, nhưng ta bảo ngươi tỷ tỷ cũng không thành vấn đề. Hai vị trường sinh giả liếc nhau, khí thế kinh khủng bắt đầu ấp ủ. Tống Thư Hàng đưa tay đem một cái bàn triệu hoán tới, có khí thế ngồi xuống, hai tay trùng điệp, nâng cằm lên. Hắn liền thích xem trường hợp như vậy. Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ, còn có cái kia sáng lập toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà Bạch Cốt tiên tử, còn có Trình Lâm tiên tử, mỗi một vị đều cùng tống đầu gỗ ở giữa có cắt không ngừng, lý còn loạn quan hệ. Đáng tiếc, tống đầu gỗ tên kia cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Hai vị trường sinh giả tiên tử nhìn nhau một lúc lâu sau, Bạch Long tỷ tỷ bạo tính tình đột nhiên liền lên tới. Nàng mỗi lần bạo tính tình đi lên lúc, bên cạnh tất cả họ tống đều sẽ bị rút một trận. Thế là, nàng xoay người lại nắm lên Tống Thư Hàng, lại một móng vuốt đem hắn đánh bay. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức phi thiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào? Vì cái gì ta bay trên trời? Chuyện gì xảy ra? Trên lưng của hắn, phát ra một trận kêu thảm, a a a a. Là bị treo ở trên lưng tạo hóa tiên tử, kịp thời vì hắn phối âm. Xích Tiêu kiếm tiền bối trên chuôi kiếm biến ra một cái tay nhỏ, đối Tống Thư Hàng phất tay. Gia hỏa này chứng trạc đàng hoàng tìm đường chết năng lực, khiến cho nó đều cảm giác chấn kinh. Tống Thư Hàng lần này bị đánh bay về sau, không có lập tức trở về tới. Hắn bị đánh bay đến đống kia vân tước tử tiên tử linh kiện bên cạnh ngọn núi bên trên. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tống Thư Hàng vẫy tay, một khối xương cốt xuất hiện tại bàn tay hắn. Bất hủ chi cốt. Đây chính là ta đối cửu u béo cầu đại lão chiến lợi phẩm nha. Tống Thư Hàng cảm khái nói. Từ đạt được chiến lợi phẩm về sau, hắn vẫn bận đến hiện tại, vậy mà đều không rảnh nhìn xem lần này thu hoạch. Như vậy, cái này chiến lợi phẩm là hàng thật hay là hàng giả? Béo cầu đại lão làm ra nhiều như vậy hàng giả, dùng để hố bạch tiền bối, vậy mình trong tay cái này đâu? Thế là, Tống Thư Hàng không chút do dự chính là một phát dưỡng đao thuật rơi trên bất hủ chi cốt. Ông bất hủ chi cốt khoái hoạt nhảy lên. Xoa, dùng sai rồi. Tống Thư Hàng vội vàng xoa xoa tay, phản xạ có điều kiện thứ này có đôi khi rất khủng bố. Hắn lần nữa đưa tay đặt tại bất hủ chi cốt bên trên, xem xét bí pháp kích hoạt lần này rốt cục không tay trượt. Máu tươi từ trên đầu của hắn dâng trào đi ra. Tống Thư Hàng thật nhanh đem đầu của mình biến thành xương mù hình thức. Nhưng là chỉ có đầu biến, thân gỗ nhưng không có chuyển hóa. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Hắn muốn thử hai cái ý nghĩ. Một cái là bản thân sử dụng xem xét bí pháp lúc, thân gỗ có thể hay không thanh toán đại giới. Hiện tại xem ra, thân gỗ mặc dù có thể cung cấp hắn linh hoạt sử dụng, nhưng chung quy là ngoại vật, không ở thanh toán đại giới liệt biểu bên trong. Đồng dạng còn có ngụy bất hủ hóa thân thấp phối bản xương mù hình thức. Đồng dạng chỉ có thể đối Tống Thư Hàng đầu có hiệu lực. Trả ra giám định đại giới, so Tống Thư Hàng trong tưởng tượng thấp một số. Thứ nhất là bởi vì hắn đối bất hủ chi cốt đã có hiểu biết, nắm giữ không ít tình báo, thứ hai là hắn lần này chỉ xem xét thật giả. Bất hủ chi cốt, phân tước tử tiên tử thể nội chí bảo. Phù hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu tin tức chỉ có như thế một đoạn ngắn. Là đồ thật, lại là chính phẩm. Điểm ấy có chút vượt qua Tống Thư Hàng đoán trước. Hắn nắm vuốt cái này bất hủ chi cốt, cảm giác có chút may mắn. Sau đó, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một bộ hoàn chỉnh vân tước tử nhục thân. Bộ thân thể này bên trên, có như là hình xăm hoa văn, là vân tước tử tiền bối thân thể cũ. Chính là lúc trước vân tước tử tiền bối bị cửu u béo cầu đại lão cưỡng đoạt chiếm cứ thân thể mới vân tước tử tiền bối, chính là từ nơi này cỗ thân thể cũ bên trong sinh đi ra. Về sau, béo cầu đại lão dùng bộ thân thể này tiếp cận Tống Thư Hàng, ý đồ đọc đến Tống Thư Hàng trong đầu ký ức lúc, lại đọc đến một cái mặt dán thánh quang ra hỏa, lẩm bẩm thần con mắt,
đang nhìn tương lai, sau đó đáng sợ bão táp tinh thần liền phá hủy ý chí của nó. Cùng một thời gian, Bạch Tiền Bối tại cửu u thế giới bên trong hố bản thể. Song trọng đả kích bên dưới, Tống Thư Hàng dùng phôi thai ngưng thị đoạt lại vân thước tử hoàn chỉnh nhục thân, béo cầu đại lão mang theo khối kia bất hủ chi cốt bỏ chạy mà đi. Nói cách khác, từ trên lý luận mà nói, cỗ này vân thước tử tiền bối thân thể cũ, cũng không có chết. Mà lại, cỗ này thân thể cũ cơ hồ không có chịu đến tổn thương. Một cái ý nghĩ lập tức từ Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện như vậy hiện tại, nếu như ta đem bất hủ chi cốt thả lại cỗ này thân thể cũ bên trong, sẽ có kết quả gì? Ngoại giới bây giờ còn có một vị nhảy nhót tưng bừng vân thước tử tiền bối. Mặc dù bị cửu u béo cầu đại lão hóa thân giết qua một lần, nhưng nàng phục sinh thủ đoạn vẫn còn, hiện tại hiện đang đọc đầu phục sinh bên trong. Nếu như lúc này, hắn đem bất hủ chi cốt để vào cỗ này hoàn hảo vân thước tử nhục thân bên trong, vân thước tử tiền bối có thể hay không biến thành hai cái. Lại hoặc là, ngoại giới đang đọc đầu phục sinh vân thước tử tiền bối, có thể hay không trực tiếp ở bộ này thân thể bên trong tiến hành khôi phục. Tống Thư Hàng bắt đầu suy tư, tính toán phương án có thể chấp hành độ. Bất kể là cái nào kết quả, cũng sẽ không có tổn thất. Như vậy, có thể thử một chút. Bất quá. Bất hủ chi cốt muốn làm sao nhét trở về. Muốn tự bỏ vào trong miệng trở về, để vân tước tử tiền bối nhục thân nuốt vào đi. Thư Hàng, người không sao chứ? Không bị trọng thương à? Cái này lúc. Tống Thư Hàng bên tai vang lên Tô Thị A Thập Lục Thiên Lý truyền âm thanh âm. A Thập Lục gặp Tống Thư Hàng nửa ngày chưa có trở về, còn tưởng rằng hắn thụ thương. Không có việc gì, nhảy nhót tưng bừng đây. Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời đầu của hắn trở về hình dáng ban đầu, ta tại thiên đình mảnh vỡ đao kiếm phong vị trí. Các ngươi muốn hay không tới. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thông qua hạch tâm thế giới chủ nhân quyền hạt. Đem vân thước tử tiền bối linh kiện núi tạm thời chuyển rời đến đao kiếm dưới đỉnh vị trí, che giấu, chỉ lưu cái kia một bộ hoàn chỉnh thân thể. Ngươi chờ một chút, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Sau đó không lâu, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Quy Tiền Bối Thông Nương, còn có Long Lạc tiểu trợ thủ toàn bộ chạy đến. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, hiếu kỳ hỏi, Thư Hàng ngươi đang làm gì đâu? Ta đem vân thước tử tiền bối bất hủ chi cốt cầm trở về. Tống Thư Hàng nắm vuốt bất hủ chi cốt, sau đó nói, ta đang nghĩ, muốn hay không đem cái này bất hủ chi cốt, thả lại vân thước tử tiền bối thân thể bên trong. Thông Nương hỏi, muốn làm sao thả? Bạch tiền bối nơi đó ngược lại là có một con thần kỳ bao tay, đeo lên có thể trực tiếp đem bất hủ chi cốt lấy ra hoặc để vào. Nhưng bạch tiền bối hiện tại còn bị vây ở tà liên thế giới, sở dĩ. Ta đang nghĩ có nên hay không để vân thước tử tiền bối đem khối này bất hủ chi cốt nuốt trở về. Tống Thư Hàng trả lời. Mà lại, hắn còn có chút không yên lòng. Béo cầu đại lão đạt được bất hủ chi cốt về sau, nghiên cứu thật lâu, thậm chí ngay cả hàng nhái đều nghiên cứu ra được. Vậy cái này khối chính phẩm bất hủ chi cốt bên trên, sẽ có hay không có béo cầu đại lão chuẩn bị ở sau? Tỷ như viễn trình thu về thủ đoạn loại hình. Lấy cửu u chúa tể cảnh giới cùng thực lực. Thật sự tại cái nào đó đồ vật thượng lưu lại thu về thủ đoạn, căn bản là không có cách phát giác. Kỳ thật, loại chuyện này, kỳ thật tiên tử cùng ta cùng tạo hóa tiên tử, đều có thể làm được. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Nàng và công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, đều có phụ thể năng lực. Đặc biệt là tạo hóa tiên tử, sự tồn tại của nàng rất quái dị. Công đức xà mỹ nhân cùng Bạch Long tỷ tỷ còn bị giới hạn chủ ký sinh. Cũng chính là Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục, nhưng tạo hóa tiên tử, tựa hồ có thể dựa vào chính nàng ý nguyện, tùy ý tiến vào thân thể của những người khác. Nàng có thể mang theo bất hủ chi cốt, trực tiếp chui vào đến vân thước tử thân thể, lại chui ra đem bất hủ chi cốt lưu tại vân thước tử thân thể bên trong. Diệu A, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn đem treo ở trên lưng tạo hóa tiên tử gỡ xuống, đem bất hủ chi cốt đưa cho nàng, tiên tử, xin giúp ta chuyện này được chứ? Tống, A ngốc đần tạo hóa tiên tử hát nói, sau đó, nàng hai mắt chăm chú nhìn Tống Thư Hàng. Vâng vâng vâng, A ngốc đần, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tạo hóa tiên tử hài lòng tiếp nhận bất hủ chi cốt, thả người nhảy lên, lấy tốn thức nhảy cầu phương thức, chui vào đến cỗ này hoàn chỉnh vân thước tử thân thể bên trong. Bất hủ chi cốt, bị nàng trực tiếp đưa vào đến vân thước tử trong thân thể. Mấy hơi về sau.
Vân Tước Tử tiên tử nhục thân cái kia một đầu mái tóc dài màu xanh lam bắt đầu biến hóa, màu lam biến đen kịt. Quá trình này là Vân Tước Tử phục sinh quá trình. Xem ra, cửu u béo cầu đại lão không có ở bất hủ chi cốt bên lưu lại chuẩn bị ở sau. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chẳng lẽ là bất hủ chi cốt đẳng cấp quá cao, béo cầu đại lão cũng không động được hắn. Sở dĩ không cách nào tại phía trên của nó lưu lại chuẩn bị ở sau. Đang khi nói chuyện, Vân Tước Tử thân thể bên trong bất hủ chi cốt bắt đầu rung động dữ dội. Tóc đen hình thái Vân Tước Tử, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ thống khổ, ngón tay của nàng có chút động đậy, tựa hồ muốn phục sinh. Không có chân chính phục sinh, hồn phách chưa từng xuất hiện. Bên cạnh, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Mặc dù cỗ thân thể này bắt đầu hoạt động, nhưng thân thể bên trong vẫn không có hồn phách, là trống không thân thể. Theo lý thuyết, dạng này trạng thái dưới, thân thể này hẳn là không cách nào động đậy mới đúng. Không thích hợp, Sở Các Chủ thanh âm vang lên bên tai mọi người, nàng mặc dù còn ngâm mình ở hoạt tuyển bên trong, nhưng thần thức thị giác theo đám người cùng một chỗ chú ý Vân Tước Tử biến hóa. Từ nơi này cỗ Vân Tước Tử thân thể bên trên, đang tản phát ra chẳng lành lực lượng. Loại lực lượng này tính chất, khiến cho Sở Các Chủ phi thường khó chịu, nàng tại cảm ứng được loại này chẳng lành năng lượng thời điểm, chẳng biết tại sao sẽ muốn lên phá hư Bích Thủy các cái kia bắt yêu nhân trường sinh giả. Trước đem bất hủ chi cốt mang ra, đình chỉ thí nghiệm. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng đồng thời lên tiếng kêu, tạo hóa tiên tử, mang theo bất hủ chi cốt trước đi ra. Tạo hóa tiên tử phát ra 4 tiếng kêu thảm. Nhưng không có từ Vân Tước Tử trong thân thể đi ra. Đồng thời, Vân Tước Tử trong thân thể, có lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ, áp xúc, tùy thời muốn nổ tung lên. Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh, tiến lên một bước bắt lấy Vân Tước Tử thân thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuyển rời đến hạch tâm thế giới biên giới. Nơi này là một mảnh đất trống, còn chưa kịp tới kiến thiết, không cần lo lắng bị phá hư. Đồng thời, Tống Thư Hàng bên chân có từng cây ma thần trụ hình chiếu hiển hiện, mỗi cái ma thần trụ thượng đều có một cái Tống Thư Hàng tế phẩm bị treo ở cây cột thượng thiêu đốt. Sau một khắc, ma thần trụ như là xếp gỗ đồng dạng thật nhanh tổ hợp, hình thành một cái huyễn tượng không gian. Ngụy, chân thực huyễn tượng, cùng bạch tiền bối cùng khoản sa mạc huyễn cảnh hiển hiện. Mênh mông sa mạc, còn có vị thiếu niên kia lúc tiểu bạch, phù hiện ở Tống Thư Hàng bên người. Mà sa mạc trên bầu trời. Thiên kiếp đại gia đang nổi lên, ngưng tụ. Bất quá, cùng lần trước có chỗ khác biệt chính là, lần này xuất hiện tiểu bạch khuôn mặt không còn mơ hồ, vô cùng rõ ràng. Đó là một đứa bé con thời kỳ bạch tiền bối, phấn điêu ngọc trác, khả ái rối tinh rối mù. Tiểu bạch an tĩnh ngồi ở trong sa mạc, một mặt mặt đơ hình. Tống Thư Hàng mang theo Vân Tước Tử thân thể, rơi vào tiểu bạch trước mặt. Vân Tước Tử đạo hữu nhục thân, tiểu bạch đột nhiên mở miệng nói chuyện. Êm tai tuổi thơ bạch tiền bối thanh âm, êm tai đến làm cho người muốn quay xuống. Tống Thư Hàng sững sờ, ngốc ngốc nhìn qua tiểu bạch. Ngụy, chân thực huyễn tượng nội dung cốt truyện, phát sinh biến hóa rồi. Tiểu bạch vì cái gì có thể cùng người trao đổi? Trong sa mạc, tiểu bạch đứng dậy, đi vào Vân Tước Tử thân thể bên cạnh, tiếp tục lên tiếng hỏi, Vân Tước Tử đạo hữu lại tìm đường chết rồi. Lúc này nàng tìm đường chết về sau. Lại nhưng có thể lưu lại như thế hoàn chỉnh nhục thân. Thật có thể giao lưu. Tống Thư Hàng kinh ngạc, sau đó một cái ý nghĩ đều không thông qua ruột, trực tiếp bật thốt lên, tiểu bạch, gọi ta tiếng ca ca. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái đạo lý đơn giản này, vì cái gì ngươi chính là không hiểu. Tiểu bạch ngẩng đầu lên, một mặt mặt đơ nói, gác ở trên thái dương nướng trò chơi, muốn hay không chơi một chút. Tống Thư Hàng. Ngay sau đó. Hắn lắc đầu liên tục khoát tay. Loại nguy hiểm này trò chơi thôi được rồi, gác ở trên thái dương nướng, liền cây thì là đều không cần vung, nhất định sẽ cháy không thể ăn. Trước tiên nói một chút xảy ra chuyện gì đi, vì cái gì Vân Tước Tử sẽ có hoàn chỉnh nhục thân lưu lại? Vì cái gì ngươi muốn đem nhục thể của nàng vận chuyển đến chân thực huyễn tượng bên trong? Ngươi lại tại đối người nào? Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh, hỏi một chuỗi vấn đề. Đồng thời, hắn đưa tay đặt tại Vân Tước Tử thể xác bên trên, tựa hồ tại kiểm tra thân thể của nàng trạng thái. Bộ thân thể này, là Vân Tước Tử tiền bối đoạn thời gian trước lưu lại nha, chính là lần trước cửu u béo cầu đại lão phụ thể cố kia lão thân thể, về sau đến hiện thế đến lừa ta, ngược lại bị ta dùng mang thai ngưng thị phôi thai ngưng thị lưu lại cũ.
Tống Thư Hàng nói đến một nửa thời điểm, liền nói không nổi nữa. Phát hiện vấn đề, Tiểu Bạch chậm rãi nói. Đúng thế, cô kia Vân Tước Tử tiền bối thân thể cũ, tại Hắc Long thế giới thời điểm liền đã tiêu tán. Tống Thư Hàng nhíu mày. Cái kia cũ hoàn chỉnh Vân Tước Tử thân thể cũ, bên trong phôi thai ngưng thị về sau, thân thể đều biến thành phôi thai ngưng thị ngưng kết trái cây chất dinh dưỡng, cũng tại Hắc Long thế giới bên trong nở hoa kết trái, kết xuất một giọt thu nhỏ hình béo cầu đại lão, cuối cùng tại Hắc Long thế giới bên trong, dẫn hạ thiên phạt. Nói cách khác, trong tay hắn hẳn không có hoàn chỉnh Vân Tước Tử thân thể cũ mới đúng. Cái kia trước mắt thân thể này, lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, hắn đang nhìn đến cỗ này hoàn chỉnh Vân Tước Tử nhục thân lúc, theo bản năng liền đem hắn thay vào đến cỗ kia Vân Tước Tử thân thể cũ bên trong. Tựa như là bộ phận này ký ức, bị thay thế đồng dạng. Đây là một loại thú vị pháp thuật hiệu quả, Tiểu Bạch lên tiếng nói, tồn tại thức hợp lý, chỉ cần ngươi thấy hắn, liền sẽ cảm giác hắn là hợp lý. Chỉ cần không hướng chỗ sâu đi suy nghĩ, loại pháp thuật này hiệu quả liền có thể một mực có hiệu lực. Ngụy Trang cùng thích khách hệ người tu luyện, đều sẽ tiếp xúc loại pháp thuật này. Bất quá Vân Tước Tử đạo hữu trên người pháp thuật này đẳng cấp rất cao, người đối chính là cái nào đại lão. Ta liền cỗ này Vân Tước Tử tiền bối thể xác, là lúc nào xuất hiện tại ta hạch tâm thế giới, đều hoàn toàn không biết gì cả. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Cổ thân thể này, bị cải tạo qua, mà lại nhưng thật ra là bính thấu đồ vật. Tiểu Bạch đứng lên, yên lặng bắt đầu lui lại. Lui ra phía sau một chút khoảng cách về sau, hắn đối Tống Thư Hàng nói, người không đi sao? Muốn nổ tung. Tống Thư Hàng, a, à. Oanh. Cô kia tóc đen Vân Tước Tử nhục thân đột nhiên nổ tung lên, Tống Thư Hàng bị tạc bay ra ngoài. Tốt tại bạo tạc uy lực cũng không phải là rất lớn, hắn vỗ vỗ thân thể, cũng không có thụ thương. Cùng một thời gian, bất hủ chi cốt lực lượng bắt đầu phát huy công hiệu. Hắn bắt đầu lệnh Vân Tước Tử thân thể, tiến vào phục sinh trọng sinh trạng thái. Ngay tại bất hủ chi cốt phát huy phục sinh tác dụng thời điểm, trong hư không, có một đạo lực lượng, trực tiếp hình chiếu đến bất hủ chi cốt bên trên, hóa thành xiềng xích. Cửu U chúa tể lực lượng, béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên. Béo cầu đại lão lực lượng, nhưng lại truyền lại tiến vào hạch tâm thế giới. Tiểu Bạch ánh mắt, thì nhìn về phía trên mặt đất Vân Tước Tử thân thể bên trên. Cái kia đợt bạo tạc, cũng không phải là đơn thuần năng lượng nổ tung, mà là một loại hiến tế nghi thức. Thông qua hiến tế Vân Tước Tử thân thể cũ, hình thành một cái không gian tọa độ. Đồng thời, Vân Tước Tử nổ tung máu tươi, tạo thành một cái trận pháp hiệu quả, mượn nhờ Vân Tước Tử máu tươi bên trong bất hủ khí tức tăng thêm bất hủ chi cốt lực lượng, có thể khung ra một đầu ổn định không gian thông đạo. Để cửu u béo cầu chúa tể lực lượng, có thể hình chiếu đến hiện thế tới. Thân là đường đường cửu u chúa tể, béo cầu đại lão thực lực, bố cục, mưu kế năng lực, tất cả đều là đỉnh tiêm nhất lưu. Chủ yếu là cửu u thế giới có cái thường thường cùng hắn đối nghịch, hố nó bạch, mới đưa đến mưu kế của nó, thường xuyên cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là, hắn cùng bạch ở giữa đối kháng, cũng không phải một mực thất bại. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, song phương vô số lần giao phong. Mưu tính, nhưng thật ra là lẫn nhau có thắng thua. Bất hủ chi cốt, quan hệ đến béo cầu đại lão có thể hay không tại thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo rời trước về sau, tiếp tục tại cửu u thế giới làm cái mỹ mỹ hộ không chịu di rời kế hoạch lớn. Hắn thế nhưng là chuẩn bị phải giống như bạch đồng dạng, một mực, vĩnh viễn chiếm lấy tại cửu u chúa tể vị trí bên trên. Tương lai, hắn muốn cùng bạch cùng một chỗ nghênh đón cửu u vị thứ ba chúa tể, tranh thủ cấu thành tam thế chúa tể đồng đường mỹ thoại. Sở dĩ, trên bất hủ chi cốt, béo cầu đại lão vắt hết cầu nhựa, vẫn là lưu lại một số thủ đoạn. Đầu này trực tiếp từ cửu u thế giới truyền tới béo cầu chúa tể năng lượng tỏa định, ôm lấy bất hủ chi cốt, liền muốn đem bất hủ chi cốt trực tiếp kéo về cửu u thế giới. Mơ tưởng, Tống Thư Hàng đưa tay liền chuẩn bị mạnh đỗi. Nơi này là hạch tâm thế giới, là hắn thế giới mà lại, hậu viện liền ngay cả lấy bạch tiền bối nhà. Mà lại. Ở chỗ này hắn có rất nhiều có thể nhằm vào béo cầu đại lão thủ đoạn. Ba chát, hắc, đang lúc cái này lúc, bất hủ chi cốt thượng đột nhiên có một con bàn tay duỗi ra, một tay lấy trong suốt xương cốt bắt lấy. Là tạo hóa tiên tử. Nàng trước đó bị vây ở Vân Tước Tử thân thể bên trong, không cách nào đi ra. Hiện tại, Vân Tước Tử thân thể nổ tung về sau, nàng rốt cục thành công thoát thân.
Nàng một mực bắt lấy bất hủ chi cốt, bàn tay của nàng, phảng phất cùng bất hủ chi cốt liền tại cùng một chỗ. Đồng thời, tại bất hủ chi cốt cái kia đạo phục sinh lực lượng tác dụng dưới, tạo hóa tiên tử thân thể, bắt đầu biến hóa. Vốn là cùng loại công đức chi thân linh quỷ trạng thái tạo hóa tiên tử, thân thể bắt đầu ngưng tụ ra thực thể đến. Tống Thư Hàng đưa tay đối bất hủ chi cốt khẽ vồ, khổng lồ niệm lực tóm chặt lấy bất hủ chi cốt, cùng tạo hóa tiên tử cùng một chỗ đối kháng béo cầu đại lão. Đồng thời, hắn làm bằng gỗ thân thể hai tay 20 con tóc ngưng tụ bàn tay, toàn bộ chụp vào bất hủ chi cốt. Tại Tống Thư Hàng tay nắm lấy bất hủ chi cốt thời điểm, thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu phát sinh biến hóa, gỗ thân thể cùng đầu của hắn ở giữa kết nối càng ngày càng hòa hợp. Càng quan trọng hơn là, giấu ở gỗ thân thể bên trong giọt kia thánh huyết. Thánh huyết hóa thành mạng lưới, trở thành Tống Thư Hàng cùng gỗ thân thể ở giữa câu thông cầu nối. Lúc này, tại bất hủ chi cốt tác dụng dưới, giọt này thánh huyết bắt đầu lớn mạnh. Tích huyết trọng sinh, giọt này thánh huyết bên trong, thuộc về Nho Gia thánh nhân khí tức càng ngày càng cường đại, thánh nhân lực lượng, liên tục không ngừng hiện ra đến sau đó, cùng gỗ thân thể kết hợp. Cỗ này gỗ thân thể càng là hoàn mỹ đã dung nạp thánh nhân lực lượng, hoàn toàn không bài xích. Phảng phất, hắn nguyên bản là vì thánh nhân lực lượng chế tác vật chứa đồng dạng. Quay đầu phải đi hỏi một chút thiên đế, cỗ này gỗ thân thể đến cùng là lai lịch gì? Tống Thư Hàng hiện tại dám khẳng định, đây nhất định không phải phổ thông gỗ yêu tinh bị chặt đầu đơn giản như vậy. Thánh nhân lực lượng gỗ thân thể Tống Thư Hàng tạo hóa tiên tử, lại nhưng thật sự ổn định bất hủ chi cốt, để cử u béo cầu chúa tể lực lượng, trong lúc nhất thời không cách nào kéo về bất hủ chi cốt. Trận pháp kia cùng không gian thông đạo lớn nhỏ có hạn, béo cầu đại lão có thể trực tiếp hình chiếu tới được lực lượng cũng có hạn. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không giúp ta? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mặt mặt đơ, ngươi không phải mới vừa còn muốn ta bảo ngươi ca ca sao? Ta sai rồi Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng kêu lên. Thật đáng tiếc, ta hiện tại bất lực. Tiểu Bạch giang tay ra, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần mượn nhờ Tống Thư Hàng ngụy. Chân thực huyễn tượng duy trì Tiểu Bạch hình thái, tự thân không có một chút lực công kích. Bất quá, ngươi không cần quá kinh hoàng, giữ vững tỉnh táo. Tiểu Bạch lại bổ sung, đầu tiên, vận dụng ngươi hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn, tỉ như hạch tâm thế giới hình chiếu. Tống Thư Hàng sau lưng, hoa sen hình chiếu ngưng tụ, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ, đâm vào đầu kia cửu u béo cầu đại lão lực lượng hình chiếu trên xiềng xích, bọn chúng tham lam bắt đầu hấp thu cửu u tà năng tới. Đồng thời, Tống Thư Hàng bắt đầu truyền âm cho Tô Thị A Thập Lục cùng Quy Tiền Bối, lúc này đến cho mượn Bạch Long tỷ tỷ và Quy Tiền Bối lực lượng dùng một lát. Cũng không biết Bạch Tiền Bối hiện tại đã thoát khốn không có. Nếu như Bạch Tiền Bối tại chỗ, liền ổn a. Tống A ngây ngốc đần tạo hóa tiên tử kêu lên. Nàng sắp không kiên trì được nữa. Chờ ta một chút, ta nghĩ biện pháp đem sở các chủ chuyển di tới. Tống Thư Hàng kêu lên. Bất hủ chi cốt đang đứng ở kích hoạt trạng thái, sở các chủ tới về sau, tức có thể giúp đỡ, nói không chừng còn có thể từ đó đạt được chút chỗ tốt, để cho nàng thân thể sinh trưởng càng nhanh. Sau lưng, Tiểu Bạch đi vào cái kia vân thức tử thân thể nổ tung biến thành trận pháp bên trên. Trận pháp đã thành hình, không gian thông đạo đã mở ra, lúc này coi như đem trận pháp xóa đi, cũng đã không có hiệu quả. Béo cầu chúa tể đã có thể dựa vào chính nó lực lượng, duy trì lấy thông đạo. Đồng thời hắn tại rút ra bất hủ chi cốt lực lượng. Tiểu Bạch ngồi xổm ở trận pháp bên cạnh, hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn dùng vân tước tử máu tươi, thử nghiệm tại trận pháp bên cạnh bắt trước vẽ ra một cái trận pháp nhỏ, chỉ là hơi thêm sửa chữa. Tại Tiểu Bạch trận pháp hoàn thành sát na, trong hư không lại có một đạo lực lượng truyền tới. Lực lượng kia, mở ra trong hư không, hóa thành một đạo trong suốt hư ảnh, nhào trên bất hủ chi cốt. Là Vân Tước Tử. Ta tới rồi, Vân Tước Tử tiên tử cười một cách tự nhiên lấy, trực tiếp thi triển bí pháp, dẫn dắt bất hủ chi cốt. Nàng nguyên bản ngay tại đọc đầu phục sinh bên trong, hiện tại trực tiếp tại bất hủ chi cốt phía dưới, bắt đầu trọng sinh quá trình. Bất hủ bên trong bên trên, có tầng một huyết nhục bắt đầu gây dựng lại, sinh ra. Kể từ đó, chỉ cần lại kiên trì xuống dưới, Vân Tước Tử liền có thể trực tiếp trên bất hủ chi cốt trọng sinh. Cũng đoạt lại bất hủ chi cốt. Tạo hóa tiên tử buông tay ra, nàng thân hình liên tiếp lui về phía sau, thả người nhảy lên, lẻn về đến Tống Thư Hàng thể nội. Nàng tựa hồ cũng không muốn khôi phục thực thể nhục thân,
mà là muốn tiếp tục bảo trì bây giờ hình thái. Tại chui vào Tống Thư Hàng nhục thân thời điểm, từ trên người nàng có một đợt tin tức truyền lại đến Tống Thư Hàng trong đầu. Đó là tạo hóa tiên tử tại tiếp xúc bất hủ chi cốt lúc cảm ngộ, còn có bất hủ chi cốt bị kích hoạt sau truyền cho nàng tin tức. Những tin tức này, bị nàng toàn bộ vứt cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trong mi tâm, cái kia một cái long phù chuyển sinh phù văn, không ngừng hoàn thiện. Nguyên bản long phù chuyển sinh chỉ là sau khi chết về hắc long thế giới trọng sinh, vẫn phải tổn thương vốn có cảnh giới. Mà bây giờ, long phù chuyển sinh phù văn hoàn thiện về sau, một chút đền bù bị xóa đi. Thậm chí, long phù chuyển sinh phù văn, bắt đầu tiến hóa. Hắn tại hướng cao hơn một giai cấp độ tiến hành cải biến. Quả nhiên, long phù chuyển sinh cùng bất hủ chi cốt ở giữa, có nhất định liên hệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nói không chừng, đem long phù chuyển sinh không ngừng thăng cấp về sau, sẽ hướng về bất hủ chi cốt hình thức dựa sát vào. Bất quá bây giờ, không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Bạch Long tỷ tỷ, Sở tiền bối. Tống Thư Hàng tại cấp bách liên hệ hai vị này cường đại trợ lực. Không được, người cái kia chân thực huyễn tượng không gian bị phong bế. Bạch tỷ tỷ thanh âm truyền đến Tống Thư Hàng trong tai. Nàng và Tô Thị A Thập Lục đã đi tới Tống Thư Hàng phụ cận, nhưng lại không cách nào tìm tới hắn chân thân, không cách nào tiến vào chân thực huyễn tượng không gian. Tống Thư Hàng cái kia ngụy, chân thực huyễn tượng chịu đến cửu u béo cầu đại lão, bất hủ chi cốt, thánh nhân lực lượng ảnh hưởng, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Tiểu Bạch, có biện pháp nào không đem hai vị tiền bối kéo vào đến? Tống Thư Hàng kêu lên. Vừa rồi Tiểu Bạch liền hiện trường vẽ lên cái trận pháp nhỏ, liền đem Vân Tước Tử kéo qua. Thật đáng tiếc, Tiểu Bạch lắc đầu, hắn có thể đem Vân Tước Tử dẫn dắt tới, là bởi vì trên đất máu tươi là thuộc về Vân Tước Tử, lại thêm nàng và bất hủ chi cốt ở giữa kết nối, mới có thể thành công thành lập không gian thông đạo. Phía ngoài Bạch Long cùng Sở các chủ, đều không có đủ điều kiện này. Lúc này, bất hủ chi cốt bên trên, Vân Tước Tử thân thể đã ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, sau đó là tứ chi, đầu, chậm rãi mọc ra. Nhìn tựa như là tại bóp tượng đất đồng dạng. Chỉ cần lại kiên trì ở, Vân Tước Tử liền có thể thành công phục sinh. Cửu U thế giới bên trong béo cầu chúa tể, hiển nhiên đã nhận ra bên này dị biến. Bá Tống Huyền Thánh, béo cầu đại lão cái kia kim loại cảm nhận thanh âm, từ không gian thông đạo đối diện truyền tới. Nghe được béo cầu đại lão thanh âm về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác đến bản thân thân gỗ bắt đầu run rẩy lên, kém chút đứng không vững. Xì la la bên trong rốn phát ra từng đợt kỳ quái tiếng kêu, mị mị nhãn cũng bị hù nhắm lại. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hắn đang sợ, Tiểu Bạch lên tiếng nói, dù sao, thanh âm vừa rồi, là cửu U Chúa Tể bản thể phát ra thanh âm. Cửu U Chúa Tể mỗi một câu nói, đều có được chấn nhiếp sinh linh uy lực. Đặc biệt là hiện thế người tu luyện, nghe được cửu U Chúa Tể thanh âm lúc, sẽ trước tiên cảm nhận được cực lớn sợ hãi. Tử vong, giết chóc, hủy diệt, tâm tình tuyệt vọng, sẽ tràn ngập hiện thế người tu luyện tâm linh. Một số thực lực thấp tu sĩ, nghe được cửu U Chúa Tể thanh âm, liền có thể sẽ sa đọa. Tống Thư Hàng cỗ này thân gỗ mặc dù đã mất đi đầu, nhưng nó còn có được e ngại bản năng. Đáng sợ như thế sao? Tống Thư Hàng hỏi, có thể là cùng Bạch tiền bối tiếp xúc lâu, hắn đối cửu U Chúa Tể cái này hiện thế người tu luyện kinh khủng nhất nghề nghiệp, lại một chút cũng sợ không nổi. Hừm, có, Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh trả lời. Ngươi rất có ý tứ, Bá Tống Huyền Thánh, béo cầu đại lão thanh âm vang lên lần nữa, muốn hay không cân nhắc hợp tác với ta, ta có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi thuận lợi bước vào trường sinh giả cảnh giới. Thậm chí, ta có thể ban thưởng ngươi một đầu trường sinh đại đạo. Không có tiền nhân đi qua con đường trường sinh, người có thể làm từng bước tu luyện, thẳng đến cảnh giới trường sinh. Tống Thư Hàng nghe nói như thế, hơi sững sờ. Béo cầu đại lão lại nhưng muốn lôi kéo hắn. Hôm nay hắn, đầu óc sốt cục bị hư. Bất quá, béo cầu đại lão đã muốn nói chuyện phiếm. Tống Thư Hàng đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Lúc này, mỗi nhiều trò chuyện một câu, đều có thể vì Vân Tước Tử tiên tử phục sinh, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Tống Thư Hàng trong đời là lần đầu tiên, khát vọng cùng béo cầu đại lão nhiều phiếm vài câu. Con đường trường sinh với ta mà nói còn rất dài. Tống Thư Hàng trả lời, hắn vẫn là một cái lục phẩm tiểu chân quân. Người sống, liền muốn có mục tiêu.
Béo cầu đại lão thanh âm tiếp tục nói, bạch có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Con đường trường sinh chỉ là cất bước, bước vào con đường trường sinh về sau, ngươi thậm chí có thể đi truy cầu bất hủ, ngươi có cái kia tiềm lực. Giống bá Tống Huyền Thánh dạng này cách sống, ba ngày hai đầu đối đại lão, làm đại sự, chỉ cần cuối cùng có thể còn sống sót, tương lai khẳng định có thành tựu to lớn không phải khả năng này, chỉ có một con đường chết. Béo cầu đại lão thanh âm bên trong, mang theo mê hoặc chí mạng. Đây là hắn vận dụng bản thân cửu u chúa tể quyền năng, dụ nhân đọa lạc vốn chính là cửu u chúa tể quyền hành, là thiên phú. Vẫn là thôi đi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi trực tiếp ra điều kiện đi. Béo cầu chúa tể trong giọng nói, để lộ ra vô cùng phóng khoáng, trên thế giới này, không có không thể phản bội đối tượng, liền nhìn đại giới có đủ hay không. Mà lại, bạch bây giờ bị ta phong ấn, không cách nào từ tà liên thế giới bên trong đi ra. Cái này phong ấn chỉ ít có thể làm cho hắn ngủ lấy 5.000 năm. Nói cách khác, chỉ ít tại cái này 5.000 năm thời gian bên trong, hắn cái gì cũng làm không được. Nói đến đây lúc, béo cầu chúa tể dừng một chút, lại đổi cái ngữ khí, ta cũng không cần ngươi phản bội bạch, như vậy. Ngay tại bạch ngủ say cái này 5.000 năm thời gian bên trong, ngươi hợp tác với ta như thế nào? Yêu cầu này, hợp tình hợp lý, chẳng khác gì là chủ động để Tống Thư Hàng mọi việc đều thuận lợi. Tống Thư Hàng trầm mặc nửa ngày rốt cục, hắn muốn ra một cái sẽ không quá tổn thương béo cầu chúa tể tâm linh cự tuyệt câu, cái kia, ta vẫn là cảm giác bạch tiền bối hơi đẹp trai. Đây là không thể tranh cãi sự, béo cầu đại lão chính là một cái thể lỏng quả cầu kim loại, bạch tiền bối mị lực phương diện song bạo hắn, cũng càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. À, béo cầu đại lão trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Ta cảm giác vẫn là nhà mình bạch tiền bối hơi đẹp trai. Tống Thư Hàng đặc biệt thành thật, béo cầu đại lão để hắn nói lại lần nữa xem, hắn cũng không chút nào do dự lại nói một lần. Mà tại béo cầu chúa tể cùng Tống Thư Hàng giao lưu thời khắc, phân thức tử tiên tử đầu đã trọng sinh hoàn tất, tóc dài màu lam tản ra, đồng thời thân thể cũng tại thành hình. Tống Thư Hàng đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một đầu cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, ném ở vân thức tử tiên tử trên thân. Đã như vậy, béo cầu đại lão chậm rãi nói, trận, biến. Sau một khắc, phân thức tử thể nội bất hủ chi cốt lại một trận chấn động. Trên mặt đất béo cầu dùng vân thức tử huyết dịch vẽ xuống trận pháp, biến hóa. Trận pháp từ duy trì không gian thông đạo tác dụng, biến thành một cái triệu hoán trận pháp. Vân thức tử còn tại trọng sinh nhục thân, nhận lấy triệu hoán trận pháp dẫn dắt, liền thân thể mang bất hủ chi cốt, trực tiếp bị kéo đến cửu u thế giới. Ngươi cho rằng ta nghiên cứu cái cục xương này cùng nàng thân thể bao nhiêu lần a? Cười khẽ béo cầu đại lão nói, ta thế nhưng là cửu u chúa tể a. Hắn căn cứ vân thức tử nhục thân cùng bất hủ chi cốt đặc tính, chuyên môn vì nàng chế tạo riêng một loại triệu hoán pháp thuật. Chỉ cần có dùng vân thức tử máu tươi vẽ béo cầu tự chế trận pháp bất hủ chi cốt phục sinh bên trong vân thức tử, liền có thể thỏa mãn triệu hoán yêu cầu. Mặt khác, triệu hoán vân thức tử đồng thời, sẽ còn thuận tiện lấy huyết tế một bộ sinh linh, dùng để cường hóa triệu hoán hiệu quả. Hiện tại, bất hủ chi cốt bên trên sinh linh, chỉ có Tống Thư Hàng. Tiểu Bạch xem như ngụy, chân thực huyễn tượng bên trong tạo thành bộ phận, không ở huyết tế liệt biểu phạm vi bên trong. Sở dĩ, cái này máu tươi trận pháp, trực tiếp đem Tống Thư Hàng khóa chặt, muốn để hắn trở thành huyết tế tế phẩm. Máu tươi ngưng hóa thành dây thừng, giống như là có sinh mệnh, xuyên thấu không gian, quấn quanh ở trên người hắn. Thân gỗ phảng phất bên trong định thân thuật, không thể động đậy. Máu tươi dây thừng chui vào thân gỗ bên trong. Bắt đầu tiến hành huyết tế nghi thức. Trước kia đều là Tống Thư Hàng dùng hoa sen hình chiếu sợi dễ đi quấn quanh người khác, lần này rốt cục đến phiên hắn bị người khác pháp thuật quấn quanh. Đối đại lão lúc vốn là như vậy, đối quá trình lúc, thay đổi trong nháy mắt. Một giây trước vẫn còn ưu thế, một giây sau liền có thể bị đè xuống đất ma sát. Tuyệt cảnh a, Tiểu Bạch lên tiếng nói. Ừm, Tống Thư Hàng gật đầu nói, loại này nghịch cảnh, hắn cũng đã quen thuộc. Béo cầu đại lão bắt đầu bão nổi, thủ đoạn một cái tiếp một cái, chuẩn bị ở sau càng là một vòng bộ một vòng. Cửu u chúa tể tự mình lái xe triển ép, hắn một cái lục phẩm tiểu chân quân còn có thể thế nào? Chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Ta đã nằm xong, ngoan ngoãn bị triển ép. Nếu không bạch tiền bối ngươi tới cứu ta,
Tống Thư Hàng nói. Mặc dù ngoài miệng nói muốn bị ngoan ngoãn chèn ép, nhưng hắn thân thể vẫn là rất thành thật. Trong lòng của hắn vẫn có phương án. Đầu tiên, hắn chuẩn bị trực tiếp đem thân gỗ, cho khắc kim ra ngoài, thả chết chứ không chịu khuất phục, oanh oanh liệt liệt nổ một đợt. Sau đó, nhìn xem có thể hay không kích hoạt cái gì đều có thể bán đại lão bảo hiểm khoán, cái gì đều có thể bán đại lão, thế nhưng là liền thiên kiếp thế giới đều có thể thấm vào tồn tại, nói không chừng hắn lần này cũng có thể thần kỳ hiện thân. Đồng thời hắn mở ra bản thân kim đan mã QR công năng, nhìn xem liệt biểu bên trong có không có vị nào, có thể cứu cái cấp. Có thể là cảm ứng được Tống Thư Hàng cường đại cầu sinh dục vọng, kim đan mã QR, chủ động bắt đầu liên lạc Tống Thư Hàng trên danh sách hảo hữu. Đốt bá Tống Hướng ngày gửi đi cứu mạng thỉnh cầu, là lựa chọn viễn trình giúp hắn một tay. Cái tin tức này, bị quần phát hướng Tống Thư Hàng mỗi một vị hảo hữu. Bao quát sổ đen bên trong ngốc lấy hai vị đại lão. Kim đan mã QR cái này sổ đen công năng, nói thật vô cùng không sổ đen, thêm sổ đen sẽ có nhắc nhở, gỡ ra sổ đen vẫn phải đạt được đối phương đồng ý cho phép, sổ đen bên trong đại lão thậm chí còn có thể thu đến Tống Thư Hàng quần phát tin tức. Đó căn bản không phải chính quy sổ đen. Hai vị sổ đen bên trong đại lão, là nhanh nhất tiến hành lựa chọn. Đốt bất diệt chi chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu mạng thỉnh cầu. Đốt hà chỉ ma đế cự tuyệt ngươi viễn trình cứu mạng thỉnh cầu. Kèm lời nhắn, ha ha. Bất diệt chi chủ rơi vào ngủ say trạng thái, cự tuyệt là mơ mơ màng màng ở giữa bản năng thao tác lấy hắn mơ hồ trạng thái, nói không chừng lần sau chọn đồng ý, sau đó viễn trình giúp Tống Thư Hàng một tay cũng không nhất định. Hà chỉ ma đế là cười trên nỗi đau của người khác nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cũng cảm giác giống như là toàn thân bên trên lau mật đồng dạng ngọt ngào. Đáng tiếc không biết bá Tống Huyền Thánh đến cùng ở vào loại nào tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân não bổ. Đốt sở các chủ hướng ngươi truyền tống năng lượng, kèm lời nhắn, ngươi lại đã làm gì? Đốt thiên đế hướng ngươi truyền tống một điểm năng lượng, kèm lời nhắn, một điểm là yêu, tống tiền bối, nhất định phải sống sót cộc. Cái này một điểm năng lượng yêu, yêu để cho người ta đau lòng. Đốt trình lâm tiên tử thay ngươi bật ban văn long, chuyển tuyến thất bại. Đây là cái gì thao tác? Đốt thất thu thánh quân hướng ngươi truyền năng lượng. Đốt hoàng sơn tôn giả hướng ngươi truyền năng lượng. Phía dưới còn có một mảng lớn đinh 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 nhắc nhở. Đều là cửu châu nhất hào quần các tiền bối, lựa chọn đồng ý, cũng hướng Tống Thư Hàng viễn trình truyền bộ phận năng lượng, bất quá cửu châu nhất hào quần các tiền bối, không thể phong tao thao tác, không cách nào kèm lời nhắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đốt bạch thánh hướng ngươi truyền năng lượng, kèm lời, chịu đựng, ta một hồi lại phái cái phân thân đi tìm ngươi. Là thiên kiếp bên trong bạch tiền bối, trong lúc cấp bách rút sạch cho Tống Thư Hàng phát cái tin. Đốt có người xa lạ hướng ngươi truyền tống một điểm năng lượng, kèm lời nhắn, thay đổi con mắt. Tống Thư Hàng. Người xa lạ này là ai? Không đợi hắn kịp phản ứng, tạo hóa thiên tử đã từ bộ ngực hắn chui ra. Nàng tay trái tay phải bay múa. Tay trái tại Tống Thư Hàng hốc mắt thượng nhấn một cái, gỡ xuống ánh mắt của hắn, tay phải trượt đi, đem thánh nhân chi nhãn cho Tống Thư Hàng lắp lên. Gần nhất đổi con mắt tần suất có chút cao, nhiều lần đều là vừa thay đổi thánh nhân chi nhãn nghỉ ngơi một chút. Cũng không lâu lắm, lại được lắp trở về. Thánh nhân con mắt xếp lên về sau, thể nội giọt kia thánh huyết bắt đầu rung chuyển. Đồng thời, thánh nhân lực lượng bắt đầu ở thân gỗ bên trong vận chuyển. Nho ra thánh nhân. Đây là muốn phục sinh tiết tấu. Không, đây không phải lão sư ý chí. Đây chỉ là tồn trữ ở trong mắt lão sư cái thứ hai dự bị phương án. Tạo hóa tiên tử thanh âm vang lên, thời khắc mấu chốt, nàng hoán đổi nhân cách. Nho ra thánh nhân vì vân thước tử, đến cùng chuẩn bị bao nhiêu bộ phương án. Tống Thư Hàng mắt trái, nhìn qua bị triệu hoán trận dần dần kéo đi vân thước tử. Ngươi tìm tới muốn tìm người sao? Một thanh âm. Từ trong miệng hắn phát ra, là nho ra thánh nhân thanh âm. Bất quá, đây chỉ là nhắn lại. Là thánh nhân khi còn sống liền thu tốt thanh âm, tồn trữ tại trong ánh mắt, bây giờ thông qua Tống Thư Hàng miệng, truyền phát ra. Tống Thư Hàng chủ động buông lỏng đối thân gỗ khống chế, cho thánh nhân chi nhãn lớn nhất hành động quyền hạn. Một bên khác, nghe được thánh nhân thanh âm lúc, phân thước tử có chút xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng, nhìn qua mắt trái của hắn. Thời gian qua đi ngàn vạn năm,
ánh mắt của nàng cùng Nho Gia Thánh Nhân ánh mắt lần nữa giao hội. Lúc này, nếu tới một phát cường giả dám định thuật liền thần. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên não lớn ý nghĩ. Sau đó, Thánh Nhân chi nhãn bên trong thật sự có đạo quang mang đánh ra. Xoa, Thánh Nhân thật sự như thế quỷ xúc. 3. Đạo ánh sáng này tuyến rơi trên người Vân Tước Tử, về sau, Tống Thư Hàng thể nội tất cả năng lượng bị rút ra đi ra, đồng dạng cấu thành một cái triệu hoán trận pháp. Bất quá, trận pháp này cũng không phải là dùng để phản triệu hoán Vân Tước Tử, mà là triệu hoán ra một cái hộp. Nhìn thấy cái hộp này lúc, chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới sổ đen bên trong Hà Chỉ Ma Đế. Đó là cái hũ cho cốt, Tiểu Bạch lên tiếng nói, thời kỳ viễn cổ kiểu dáng. Khi đó liền lưu hành hỏa táng, Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Hộp mở ra, lộ ra bên trong một tầng trắng noãn cho cốt. Cho cốt bên trên, tràn đầy Nho Gia Thánh Nhân khí tức. Thánh Nhân hộp cho cốt của mình. Chư thiên vạn giới bên trong, không có bất kỳ người nào tìm tới Thánh Nhân di thể. Nho Gia trong các đệ tử đều có người hoài nghi, Thánh Nhân thân thể, rất có thể bị cạnh tranh thiên đạo vị kia ẩn tàng, hoặc là phá hư. Hiện tại, Thánh Nhân cho cốt lại bản thân nhảy ra ngoài. Cái này dự bị phương án 2, cùng Thánh Nhân cho cốt có quan hệ gì? Lúc này, Thánh Nhân hũ cho cốt nhảy ra có làm được cái gì? Hắn phải dùng cho cốt của mình hộp dán người một mặt. Nếu như là Thánh Nhân, loại chuyện này thật đúng là có thể làm đến. Đừng nói là Nho Gia Thánh Nhân cấp bậc này đại lão, liền xem như phổ thông bát phẩm huyền thánh chính bản. Trong thân thể mỗi một giọt máu đều có thể cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Đổi thành Thánh Nhân cho cốt, mỗi một hạt đều có thể giết địch cũng không có cái gì không có khả năng. Thật tốt! Người bình thường cho cốt chỉ có thể làm phân hóa học, Thánh Nhân cho cốt giải ra chính là lớn uy lực vũ khí sát thương. Lên đi, Thánh Nhân cho cốt! Dán béo cầu đại lão một mặt đi! Tống Thư Hàng vạn phần chờ mong! Thánh Nhân hũ cho cốt tự động mở ra. Trong đó cho cốt rơi vãi ra. Nhưng là, hắn cũng không có dán cửu u béo cầu đại lão, mà là dán Vân Tước Tử một thân. Tống Thư Hàng, thật là, huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối, đột nhiên ôn nhu nói. Sau một khắc, thân thể của nàng bị Thánh Nhân cho cốt đồng hóa vì cho tàn, hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng, tiêu tán ra. Thánh Nhân cho cốt cùng Vân Tước Tử cho cốt hỗn hợp lại cùng nhau, bọc lấy cái viên kia bất hủ chi cốt. Sát na ở giữa tránh thoát béo cầu đại lão triệu hoán trận pháp khóa chặt. Hũ cho cốt lần nữa mở ra, đem Thánh Nhân cho cốt, Vân Tước Tử cho cốt bất hủ chi cốt, thu sạch nạp ở bên trong. Thánh Nhân rốt cục hoàn thành giấc mộng của mình đây, Tống Thư Hàng vui mừng nói. Mắt trái của hắn nóng rực, nóng bốc khói. Nhưng hắn không có nhắm mắt lại, loại trình độ này thống khổ, với hắn mà nói chỉ là khẽ cắn môi liền có thể chịu đựng được trình độ. Thánh Nhân dự bị phương án 2, nhất định phải có con mắt từ bên cạnh hiệp trợ, lúc này không thể nhắm mắt lại. Hũ cho cốt thu nạp. Sau đó, hắn trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành, đồng thời, Nho Gia Thánh Nhân nhắn lại thanh âm, từ Tống Thư Hàng rốn bên trong phát ra. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, Thánh Nhân tổng cộng dự lưu lại hai cái ghi âm kết quả. Một cái là phương án sau khi hoàn thành. Trang bức dùng nhắn lại. Một cái là phương án thất bại, dùng để nhắc nhở kích hoạt phương án 3 trình tự. Lần này phương án 2 kế hoạch một bước đúng chỗ, viên mãn thành công. Sở dĩ, Tống Thư Hàng đảm đương Thánh Nhân nhắn lại cơ công năng, bắt đầu tiến vào trang bức hình thức, kể từ đó, chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc không ai có thể tìm tới hắn. Thánh Nhân thanh âm, cực kỳ tự tin. Hắn tựa hồ có thể bảo chứng, hộp cho cốt của mình bỏ chạy chỗ. Rốt cuộc không người có thể tìm tới. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Tống Thư Hàng thốt ra, hỏi. Nho Gia Thánh Nhân, cửu u trong thế giới, truyền đến béo cầu đại lão trầm muộn thanh âm, cho dù chết, vẫn không ngừng cho ta chế tạo phiền phức. Không nghĩ tới, cái này gọi Vân Tước Tử bát phẩm huyền thánh, lại nhưng cùng Nho Gia Thánh Nhân ở giữa có lớn như vậy sâu xa. Người chết chính là người chết còn muốn thiết kế còn sống ta. Béo cầu đại lão thanh âm tiếp tục truyền ra. Gần nhất béo cầu đại lão phong cách vẽ không đúng. Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu nóng rực lên. Nói đúng ra, từ khi bạch tiền bối bị hắn thành công hố, tạm thời phong ấn về sau, béo cầu đại lão tựa như là thoát khỏi tầng một trói buộc, đạt được giải phóng.
Kế hoạch của nó, một vòng chụp một vòng, một bộ liền một bộ. Một khi thất bại, lập tức sẽ có kế tiếp khâu khởi động. Tựa như hiện tại, chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc không ai có thể tìm tới hắn, không có gì hơn mấy loại khả năng. Béo cầu đại lão thanh âm truyền đến, cười lạnh, thiên đạo phòng tối hoặc cựu thế giới lưu lại. Nhưng vô luận là ở đâu, chỉ cần ngươi mang theo bất hủ chi cốt liền chạy không xong ta khóa chặt. Huyết tế, biến trận. Sau một khắc, cái kia huyết tế đại trận uy lực toàn bộ triển khai. Đại trận bên trong máu tươi dây thừng, đâm vào đến cỗ kia thân gỗ bên trong. Hào quang màu đỏ tươi bao phủ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, tựa như là uống say đồng dạng. Thừa dịp mình còn có ý thức, hắn thật nhanh móc ra tấm kia cái gì đều có thể bán đại lão bảo hiểm khoán. Không cần lo lắng, lão sư còn sót lại lực lượng sẽ bảo vệ ngươi. Cái này lúc, tạo hóa tiên tử thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng có chút dã rời. Thánh nhân phương án hai kế hoạch, vô cùng hoàn thiện. Tại kế hoạch sau khi thành công, còn để lại bảo vệ kế hoạch người thi hành thân thể, đem hắn an toàn chuyển di thủ đoạn. Nho gia thánh nhân, cũng không phải loại kia bản thân kế hoạch hoàn thành liền không cố kỵ hiệp trợ người chết sống tính cách. Tương phản, kế hoạch người thi hành tại đến điểm an toàn về sau, sẽ thu hoạch được thánh nhân lưu lại to lớn quà tặng. Tạo hóa tiên tử thanh âm, để Tống Thư Hàng trong lòng an định một số. Đồng thời, hắn quay đầu ngắm nhìn sau lưng đồng tử hình thái tiểu bạch. Hộ thân phù còn tại. Trong lòng đại định. Mấy hơi về sau, Tống Thư Hàng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ý thức bắt đầu thăng thiên như ngồi chung lấy bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt, phóng lên tận trời. Ý thức của hắn, lên tới thiên chi cực. Sau đó, phá tan rồi một cái thế giới, tiến vào một cái khác thế giới bên trong. Tiến vào cái thế giới mới này về sau, Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Nơi này, là địa phương nào? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện, ý thức của hắn, thấy được nơi xa phiêu đãng một cái hộp. Chính là Thánh Nhân Hũ Cho Cốt. Thánh Nhân Hũ Cho Cốt mang theo Vân Tước Tử bất hủ chi cốt đến nơi này. Cái thế giới này, chính là Thánh Nhân tự tin, sẽ không bị bất luận kẻ nào tìm tới địa phương. Tống Thư Hàng ý thức, bắt đầu tới gần Hũ Cho Cốt. Hũ Cho Cốt chịu đến hấp dẫn, bị hấp thụ tới. Sau đó, tựa như là lên xe đồng dạng, Tống Thư Hàng ý thức, tiến vào Hũ Cho Cốt bên trong. Nguội, ta tiến hộp. Hũ Cho Cốt bên trong, Thánh Nhân Cho Cốt cùng Vân Tước Tử Cho Cốt, đều đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khối kia bất hủ chi cốt, tại trong hộp tản ra u quang. Tống Thư Hàng ý thức phát ra thở dài một tiếng. Ngay cả mình cho cốt đều dựng vào, chỉ là vì cái gọi là kế hoạch hai phương án. Đây chính là thành thục nam nhân phương thức tư duy sao. Tống Thư Hàng ý thức, rơi vào bất hủ chi cốt bên cạnh, tựa như là trên xe hai vị hành khách. Hũ cho cốt ở bên trong cái này không biết tên thế giới, chẳng có mục đích phiêu đãng. Tựa như ngồi xe lúc, có thể nhìn thấy ven đường phong cảnh đồng dạng, Tống Thư Hàng phát hiện mình ý thức, cũng có thể xuyên thấu qua hũ cho cốt, đi nhìn đến cái này thần bí thế giới. Cái thế giới này, tràn đầy vặn vẹo quang mang, vô cùng xinh đẹp. Các loại màu sắc ánh sáng, hỗn hợp lại cùng nhau, vặn vẹo thành một đoàn, tựa như là tiện tay vẽ xấu, nhưng nhìn kỹ lại như là đại sư suy nghĩ lý thú chi tác. Hộp ở thế giới bên trong tung bay nha tung bay. Đột nhiên, một đầu con mắt thật to, từ hộp bên cạnh, chợt lóe lên. Tống Thư Hàng bị giật nảy mình. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng tinh thần ba động, cái kia con mắt cũng nhìn lại hắn một chút. Sau đó, cái kia con mắt liền chậm rãi nhẹ nhàng rời đi, tựa như là Thánh Nhân Hũ Cho Cốt đồng dạng, cái này mắt to cũng không có mục đích. Lại qua không lâu, có một con bạch mã đạp trên có tiết tấu bộ pháp, đồng dạng cùng Thánh Nhân Hũ Cho Cốt sượt qua người. Đinh linh linh. Bạch mã lục lạc âm thanh, đặc biệt làm cho người hoài niệm. Tống Thư Hàng ý thức vội vàng hướng cái kia bạch mã nhìn lại. Giống, quá giống. Bạch tiền bối chân thực huyễn tượng bên trong, vị kia bạch mã thanh sam thiếu niên lang trong tay nắm bạch mã. Cái này tiếng chuông tiết tấu, lập tức liền để Tống Thư Hàng nhớ tới chính mình lúc trước, bị bạch mã thanh sam thiếu niên lang huyết ngược hồi ức. Hắc, Tống Thư Hàng đột nhiên cười đắc ý, nói. Có loại chúng ta lại về bạch tiền bối chân thực huyễn cảnh bên trong đi. Lần này, ta nhất định phải huyết ngược ngươi.
Lúc trước chỉ là tu chân giới tiểu thái điểu hắn, bị Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang đổi tư thế ngược một lần lại một lần, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, côn pháp, thậm chí là chùy pháp, thập bát ban võ nghệ, các loại vũ khí, thay phiên ra trận. Trong lúc đó còn không cho nghỉ ngơi, ngược hắn mình đầy thương tích. Nhưng bây giờ, hắn đã là bá tống huyền thánh ngụy, bá tống chân quân chân. Nếu như còn có cơ hội tiến vào bạch tiền bối cái kia chân thực huyễn tượng, liền đến phiên hắn đảo khách thành chủ, ngược cái kia Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang không muốn không muốn. Ngẫm lại thật đúng là chờ mong. Lần này cần là ta còn có thể sống được trở về, ta liền để bạch tiền bối lại kéo ta tiến một lần chân thực huyễn tượng, không còn tránh né, đường đường chính chính cùng hắn đại chiến một trận. Cái kia từ bên cạnh có tiết tấu đi qua Bạch Mã, đột nhiên xoay đầu lại, ngắm nhìn thánh nhân hũ cho cốt. Tống Thư Hàng. Bất quá, Bạch Mã cũng không có dư thừa động tác. Hắn tiếp tục hướng về phía trước bước đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thánh nhân hũ cho cốt lại bắt đầu lại từ đầu dài rằng giặc bồng bềnh quá trình. Lần này, Tống Thư Hàng ý thức không tiếp tục gặp gỡ những vật khác. Không biết bao lâu đi qua. Lại nói, ta lúc nào có thể ra ngoài? Tống Thư Hàng ý thức phát ra nghi hoặc. Hắn cũng không biết muốn hỏi ai tốt, nhưng nhàm chán hắn, chỉ có thể đem nghi ngờ của mình biểu đạt ra tới. Hũ cho cốt không có khí linh, khẳng định không cách nào cùng hắn giao lưu. Bất hủ chi cốt theo lý thuyết, có thể đem vân tước tử tiền bối sinh ra lần nữa. Nhưng không biết tại sao, lần này bất hủ chi cốt không có hành động, yên lặng. Chẳng lẽ là trước đó trọng sinh vân tước tử tiền bối thời điểm tiêu hao quá lớn, cần một chút thời gian khôi phục suy đi. Có người có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tống Thư Hàng ý thức lần nữa phát ra nghi ngờ của mình. Bên cạnh, là chết yên tĩnh giống nhau. Tống Thư Hàng tỉnh táo nghĩ nghĩ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái phi thường không ổn khả năng. Trước đó tạo hóa tiên tử an ủi hắn nói, nho ra thánh nhân chi nhãn. Tại thi hành xong phương án 2 về sau, sẽ lưu lại lực lượng bảo hộ hắn, cũng sẽ đem hắn chuyển di. Nhưng vấn đề là, thân thể của hắn cùng đầu là tách ra, thậm chí là hai cái khác biệt cá thể. Có phải hay không là thánh nhân lực lượng, bảo vệ hắn thân gỗ? Sau đó đầu của hắn nguội. Lại tại béo cầu đại lão huyết tế lực lượng thánh nhân sức mạnh còn sót lại dưới sự trùng hợp, não tử vong hắn, không có kích hoạt long phù chuyển sinh. Mà là được đưa đến thánh nhân hũ cho cốt bên trong. Càng nghĩ, Tống Thư Hàng tâm liền càng mát. Bởi vì cái này khả năng, lớn vô cùng. Nếu thật như thế, ta chẳng phải là muốn tại thánh nhân hũ cho cốt bên trong ngốc cả một đời. Tống Thư Hàng ý thức, phi thường tuyệt vọng. Ý thức của hắn lại nhìn hướng bên trên vân tước tử bất hủ chi cốt. Đợi đã. Thánh nhân luôn không khả năng một mực cầm tù vân tước tử bất hủ chi cốt ra. Nói cách khác. Chờ phía ngoài tai nạn đi qua, vân tước tử trung quy là muốn phục sinh a. Đến lúc đó, thánh nhân hũ cho cốt hẳn là sẽ lặng lẽ đến hiện thế, đem bất hủ chi cốt tế ra đến, để cho nàng trọng tô. Sở dĩ, ta không cần hoảng, Tống Thư Hàng tự an ủi mình. Hũ cho cốt, tiếp tục ở trong không gian phiêu đãng. Trong lúc đó, Tống Thư Hàng lại gặp được Bạch Mã 5 lần, gặp được cái kia tròng mắt 2 lần. Không biết là cái thế giới này vốn là rất nhỏ, sở dĩ đi dạo liền sẽ gặp lại. Vẫn là chân chính hữu duyên. Tại Tống Thư Hàng 6 lần cùng Bạch Mã gặp nhau thời điểm, ngoại giới rốt cục có biến hóa. Lần này, hắn thấy được một chương công đức lưới lớn. Lưới lớn đồng dạng chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục nhìn thấy vật mới mẻ, Tống Thư Hàng ý thức lại xa vào đến trong trầm tư. Trong mắt, công đức võng lạc. Bạch Mã. Những đầu mối này, quá rõ ràng. Coi như hắn hiện tại đầu óc không ở, thậm chí rất có thể đã não tử vong, chỉ tồn ý biết. Nhưng dụng ý biết, hắn cũng có thể cảm giác được, cái không gian này cùng thiên đạo ở giữa liên quan. Bất kể là trong mắt, vẫn là công đức võng lạc, vẫn là Bạch Mã, đều cùng thiên đạo ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng là, nếu như cái không gian này cùng thiên đạo có liên quan lời nói. Thánh nhân hũ cho cốt là thế nào tiến vào? Tống Thư Hàng lại nghĩ tới vấn đề này. Thánh nhân lại không có chứng đạo bất hủ. Mặc dù hắn rất sâu, từ xuất sinh đến một khắc cuối cùng, đều sâu không còn hình dáng. Nhưng là, không chứng đạo bất hủ, lại treo đến tiến vào cùng thiên đạo có liên quan không gian, có phải hay không có chút sâu quá mức? Người đang miên man suy nghĩ thời điểm,
thời gian liền sẽ qua thật nhanh. Rốt cục, Tống Thư Hàng bên người bất hủ chi cốt bắt đầu có động tác. Hắn nhẹ nhàng chấn động. Nếu như Tống Thư Hàng hiện tại có thân thể, có tay hoặc tóc lời nói, nhất định không ngại cho hắn đến lần toàn thân xoa bóp, để nó khôi phục càng nhanh lên một chút hơn. Bất hủ chi cốt có tiết tấu chấn động, bình quân một giây chấn động, một mực chấn 100 lần đây là Tống Thư Hàng ý thức quá mức nhàm chán, đi theo tính toán số liệu. 100 lần về sau, bất hủ chi cốt đông một tiếng, sinh ra một cái tiểu cốt châu. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bất hủ chi cốt đây là sinh con rồi. Chân, mang thai ngưng thị. Tiểu cốt châu lăn 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 một mực lăn đến Tống Thư Hàng ý thức bên cạnh. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Đây là muốn ta phụ đến cái này tiểu cốt châu trên người sao? Ý thức của hắn, chủ động bắt đầu tới gần nơi này mai tiểu cốt châu. Nhưng là, không đợi ý thức của hắn tới gần, cái này tiểu cốt châu đột nhiên biến mất không thấy. Tống Thư Hàng. Ý thức của hắn phanh lại không được, đụng phải bất hủ chi cốt bên trên. Sau đó, ý thức của hắn xuyên thấu qua bất hủ chi cốt, nhìn đến một cái hình ảnh. Tại hiện thế một vị trí nào đó, tiểu cốt châu trống rỗng xuất hiện. Cái này tiểu cốt châu cùng bất hủ chi cốt ở giữa, có viễn trình liên hệ lực lượng nói đúng ra, hắn cũng không phải là bất hủ chi cốt sinh ra, mà là bất hủ chi cốt hình chiếu. Là cùng béo cầu đại lão chế ra ngụy cốt vật tương tự, bất quá béo cầu đại lão ngụy cốt là nạp điện hình thức. Mà cái này tiểu cốt châu, thì là bao giờ cũng đều cùng bất hủ chi cốt bản thể tương liên. Tống Thư Hàng cuối cùng là biết thánh nhân cho cốt cùng vân tước tử cho cốt đi đâu rồi, cả hai cho cốt, biến thành cái này tiểu cốt châu. Lấy cái này tiểu cốt châu làm hạch tâm, bất hủ chi cốt phục sinh chi lực kích hoạt. Một cái hoàn toàn mới vân tước tử, cứ như vậy mọc ra. Có thể nói, đây là thánh nhân cho vân tước tử thực hiện tầng một bảo hiểm. Có cốt châu về sau, vân tước tử liền có thể càng thêm muốn làm gì thì làm đi làm bản thân việc cần phải làm. Còn không dùng lo lắng bất hủ chi cốt bị người cướp đi. Sở dĩ, vân tước tử tiền bối cứ như vậy đi ra. Tống Thư Hàng ý thức nhìn hướng hũ cho cốt cái nắp, vậy ta đâu? Ta đến cùng còn muốn ở trong cái này cho cốt hộp ngốc bao lâu? Lúc này, Tống Thư Hàng cái gì cũng làm không được. Ngoại trừ yên lặng chờ đợi bên ngoài, cũng chỉ có cầu nguyện. Bạch tiền bối phù hộ, để cho ta có thể sớm điểm ra đi a. Tống Thư Hàng chân thành dùng ý thức gửi đi cầu nguyện tín hiệu. Tuyệt đối không nên ở cái này cho cốt trong hộp ngẩn ngơ ngàn năm, vạn năm. 1000 năm quá lâu, hắn chỉ tranh sớm chiều. Tương lai chờ hắn thật sự thành một phương đại lão về sau, có lẽ sẽ cân nhắc bế quan cái 100 năm a, 1000 năm a. Nhưng bây giờ hắn còn chưa tới cảnh giới này. Cầu nguyện hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu ở thánh nhân cho cốt trong hộp giày vò. Tỷ như nghiên cứu một chút bất hủ chi cốt mặc dù hắn hoàn toàn xem không hiểu bất hủ chi cốt đến cùng là cái gì cấu tạo, nhưng hắn có thể dùng ý thức bao vây lấy bất hủ chi cốt, tinh tế cảm ứng nó mặt ngoài kết cấu. Nghiên cứu mệt mỏi, có thể tại hũ cho cốt mỗi một góc bên trong nghiên cứu một phen, từ khác nhau góc độ đi thưởng thức ngoại giới phong cảnh. Hắn bắt đầu phát hiện một cái quy luật. Thánh nhân hũ cho cốt trong cái thế giới này, là án lấy một cái quỹ đạo vận chuyển, tựa như là tinh cầu. Đồng dạng, bạch mã, công đức phóng, trong mắt, cũng đều có được bọn chúng quỹ đạo của mình. Mỗi khi song phương vận chuyển quỹ đạo tương giao lúc, Tống Thư Hàng liền có thể nhìn thấy đối phương. Hũ cho cốt tại lại cùng bạch mã sượt qua người 3 lần về sau, lại gặp được mới phong cảnh. Đó là một gốc cây bồ đề, tản ra vạn trượng quang mang. Dưới cây, có một tôn toàn thân màu bạc trắng thân ảnh, bên hông vây quanh cái khăn lông, ngồi xếp bằng. Nhưng hắn cũng không có tại ngâm tụng kinh văn. Cỗ này màu bạc trắng thân ảnh, một tay nhấc lấy một thùng kỳ quái thuốc nhuộm, đang cẩn thận hướng bản thân trên người màu bạc xoát lấy tầng một sơn vàng. Hắn xoát rất cẩn thận bên người để đó một loạt bàn chải, từ đầu đến chân, có đôi khi dùng bàn chải lớn, có đôi khi dùng bàn chải nhỏ. Đây là một cái có được mấy cái bàn chải nam nhân. Tống Thư Hàng hiếu kỳ đánh giá nam tử này. Nam tử này cùng lịch đại thiên đạo ở giữa lại có quan hệ thế nào sao? Hắn bây giờ đối với cái này thế giới đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Ngoại trừ nho gia thánh nhân hũ cho cốt bên ngoài, cái khác bất kể là bạch mã, mắt to trâu, công đức phóng, đều là từng cái ấn ký hư ảnh. Tống Thư Hàng suy đoán, cái này rất có thể là mỗi vị chứng đạo thiên đạo, tại kế thừa thiên mệnh,
thành tựu bất hủ thời điểm, ở cái thế giới này lưu lại ấn ký. Những thứ này ấn ký, một lần lại một lần ở cái này trong hư không vận chuyển, không biết mỏi mệt. Bạch mã rất có thể là bạch tiền bối đối ứng vị kia thứ bảy thiên đạo. Công đức võng hẳn là vị kia vận khí cực kỳ tốt bạch tiền bối thiên đạo tiền nhiệm, rất có thể là công đức xà mỹ nhân tu luyện công pháp người sáng tạo. Trong mắt hẳn là thứ hai thiên đạo, cũng chính là ban văn long thiên đạo tiền nhiệm. Như vậy, vị này màu bạc trắng thân ảnh đối ứng lại là cái nào thiên đạo? Thứ tư thiên đạo hoặc là thứ năm thiên đạo bên trong một tôn. Lại hoặc là, hắn chính là béo cầu đại lão thể lỏng quả cầu kim loại nguyên hình. Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, tựa hồ liền có thể hóa ra hình người đến, cũng là loại kim loại này màu trắng bạc. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thế là, hắn vội vàng co lại lũng ý thức của mình, giữ yên lặng. Dù sao cùng cái khác thiên đạo khác biệt, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo còn tại nhiệm, còn không về hưu. Nói không chừng nó ấn ký hư ảnh sẽ khá đặc thù. Cái này lúc, cái kia có được mấy cái bàn trải nam nhân, đột nhiên kéo ra bản thân vây quanh ở bên hông khăn mặt. Nơi này không tốt bôi a, nam tử lên tiếng nói, hắn nắm lấy bàn trải nhỏ, trầm tư một lát, không bằng cắt đứt đi, cắt thành phẳng, sẽ tốt bôi điểm. Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm. Không đúng, cắt không được, mặc dù còn có thể mọc ra, nhưng cắt, cũng không cùng người nói tốt. Cũng không thể nói ta tại cùng người đánh nhau thời điểm, bị người cắt đi. Có được mấy cái bàn chải nam tử xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, bắt đầu dùng bàn chải nhỏ tại bản thân phần eo vị trí cẩn thận quét. Tống Thư Hàng. Nha, thánh nhân đại lão hũ cho cốt, lại gặp mặt. Cái kia có được mấy cái bàn chải nam nhân, đột nhiên hướng phía thánh nhân hũ cho cốt phất phất tay. Vung vung, đột nhiên tay của hắn cứng lại rồi. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, cái này có được mấy cái bàn chải nam nhân, phát hiện hắn. Tốt xấu hổ. Nam tử kia tại cứng ngắc lại một lát sau, đột nhiên nhanh chóng đem bản thân tất cả bàn chải đều thu vào, sau đó toàn thân vàng óng ánh hắn ngồi xếp bằng tại dưới cây bồ đề, hai tay vỗ tay, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Phật tính thường thanh tịnh, nơi nào có bụi trần, tâm là cây bồ đề, thân là tấm gương sáng vốn thanh tịnh, nơi nào nhiễm bụi bặm. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện. Ứng tác như là xem. Có loại đắc đạo cao tăng khí chất, từ trên người hắn lan ra. Đọc lấy, nam tử kia ngước mắt, nhìn về phía thánh nhân hũ cho cốt, đối trong đó Tống Thư Hàng ý thức nói, thí chủ, ngươi hiểu sao? Ta ngộ cọng lông mau bụi, Tống Thư Hàng rất muốn về đối vị này có được mấy cái bàn chải nam nhân, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại là ý thức trạng thái, không cách nào phát ra tiếng. Thí chủ, ngộ tính của ngươi, quá thấp, cái kia vàng óng ánh nam tử khe khẽ lắc đầu. Ngươi vừa rồi thấy hết thảy, đều là mộng ảo, là bọt nước. Tống Thư Hàng. Hắn hiện tại có thể xác định một sự kiện, cái này vàng óng ánh nam tử tồn tại hình thái, cũng cùng mấy vị khác thiên đạo hư ảnh khác biệt. Hắn khả năng cùng nho gia thánh nhân đồng dạng, đều là thông qua thủ đoạn khác, tiến vào cái thế giới này. Mà lại, Tống Thư Hàng phát hiện mình cùng cái này có được mấy cái đem bàn chải nam nhân có thể giao lưu, chỉ dùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đối phương liền có thể đọc đến hắn ý tứ. Không cần phải nói, lại là đại lão tiêu phối độc tâm thuật. Không, hắn cũng không gọi độc tâm thuật, hắn gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông viễn trình đọc tâm diệu pháp. Nam tử kia hai tay vỗ tay, nhân từ cười một tiếng, thí chủ ngươi có thể gọi ta một tiếng đại sư. Đại sư, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn muốn biết một chút. Có hay không từ nơi này không gian bên trong đi ra biện pháp? Thí chủ xin hỏi, mặc dù thí chủ tư chất ngươi ngu dại, nhưng ta... Bần nho, không đúng, bần tăng nhất định sẽ nghiêm túc giảng giải. Cái kia kim sắc đại sư mỉm cười. Tống Thư Hàng may mắn mình bây giờ không thực thể đầu, nếu không nhất định sẽ não nhân đau. Hắn điều chỉnh tốt tâm tính về sau, dò hỏi, xin hỏi đại sư, ngươi... Yêu, kim sắc đại sư nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng. Không đúng sao, cái kia không hẹn, kim sắc đại sư lại nói. Tống Thư Hàng. Còn không đúng, cái kia bảo đại, biết bơi, cứu ngươi, cái này đề sẽ không, hôm nay có việc, không có tiền, ưa thích mặn đậu hủ não, thân phận là bí mật, tuổi tác cũng thế, không truyền công, không thu đồ đệ. Kim sắc đại sư mồm mép trên dưới tung bay, nói thật nhanh. Tống Thư Hàng.
còn có cái gì vấn đề cần Bần Nho giải thích sao? Kim Sắc Đại Sư mỉm cười, tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, ta cái gì đều không hỏi a, ngươi ngược lại là cho ta cơ hội nói chuyện a. Tống Thư Hàng cảm giác mình cảm xúc chẳng biết tại sao táo bạo. Mà lại, ngươi không phải sẽ đọc tâm thuật sao? Lúc này thật tốt đọc tâm, lại trả lời không tốt sao? Cái này Kim Sắc Đại Sư, chính là có một loại làm cho người táo bạo khí chàng. Chỉ muốn cùng hắn giao lưu vài câu, cả người cảm xúc liền sẽ như tên lửa lên cao, liền cường đại đạo tâm đều ép không được. Tống Thư Hàng cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình cùng loại người này giao lưu, liền muốn không bị đối phương dắt chủ đề, muốn nắm giữ lời nói quyền chủ động. Ở phương diện này, Tống Thư Hàng vẫn tương đối có kinh nghiệm. Đại sư, ta muốn làm sao từ nơi này ra ngoài? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không thể uyển chuyển, cùng vị này Kim Sắc Đại Sư trao đổi lời nói, nhất uyển chuyển chủ đề không biết muốn bị kéo tới cái nào đi, sở dĩ nhất định phải thẳng vào chủ đề. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nói sớm a. Kim Sắc Đại Sư cười ha ha một tiếng, ta đưa ngươi ra ngoài a. Tống Thư Hàng, ta ngược lại thật ra muốn nói sớm, nhưng ngươi không cho ta cơ hội. Kim Sắc Đại Sư cười ha ha một tiếng về sau, đứng dậy bước nhanh chạy đến Nho Gia Thánh Nhân hũ cho cốt bên cạnh, đưa tay đè lại nắp hộp, chuẩn bị đem hũ cho cốt mở ra. Sau đó, hắn liền bị Nho Gia Thánh Nhân hũ cho cốt kéo lấy bay. Thánh Nhân đại lão hũ cho cốt thật đúng là khó mở. Kim Sắc Đại Sư cũng không xấu hổ, hắn bị hộp kéo lấy bay thời điểm, còn vừa cùng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm. Nơi này, là địa phương nào? Tống Thư Hàng cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một cái không tồn tại ở hiện thế chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới. Người có thể đem hắn xem như là lịch đại thiên đạo đăng cơ chỗ đá đặt chân. Kim Sắc Đại Sư rất sảng khoái hồi đáp. Hắn hoàn toàn không có muốn hướng Tống Thư Hàng ẩn tàng bí mật ý tứ. Thiên đạo đăng cơ đá đặt chân. Thì ra là thế, nói cách khác, lịch đại thiên đạo tại kế thừa thiên mệnh thời điểm, trong đó có một cái khâu hoặc nghi thức, thiên đạo nhóm sẽ đi qua nơi này, ở chỗ này ấn xuống ấn ký. Như vậy trước đó trong mắt, công đức võng lạc cùng bạch mã, quả nhiên đều là ấn ký huyễn ảnh, cùng hắn đoán đồng dạng. Ngươi đoán không lầm, trên cơ bản tự cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Kim Sắc Đại Sư trả lời. Tống Thư Hàng nghe vậy, lại suy tư. Từ ấn ký đến xem, thiên đạo nhóm lưu lại đều là biểu tượng hình tượng, cũng không phải là bọn hắn chân thân. Bất quá, bạch đối ứng thiên đạo lưu lại là bạch mã. Cái kia bạch mã không phải huyễn ảnh, là thất hí tinh. Kim Sắc Đại Sư cười hắc hắc, trả lời, ta trước kia cũng coi là bạch mã là huyễn ảnh ấn ký, thẳng đến có một ngày, ta tận mắt thấy hắn lén lút chạy hiện thế đi, ta mới biết được cái này thất hí tinh bản chất. Tống Thư Hàng, phụng trộm chạy hiện thế. Lại cùng bạch tiền bối đối ứng thiên đạo có quan hệ. Không sai, chính là cái kia thất tại hiện thế chấp trưởng quỷ dị phong bế không gian chi linh bạch mã đi. Đang khi nói chuyện, con ngựa trắng kia lại ung dung đạp vó mà tới. Khó trách, mình tại ngồi thánh nhân hũ cho cốt theo quỹ tích phi hành thời điểm, gặp gỡ bạch mã số lần đặc biệt nhiều, so gặp gỡ trong mắt cùng công đức võng lạc nhiều lần gấp bội. Lúc đầu Tống Thư Hằng còn tưởng rằng bạch mã quý tích cùng thánh nhân hũ cho cốt quý tích trùng hợp khá nhiều. Hiện tại xem ra, rõ ràng là cái này bạch mã đang chạy một vòng về sau, lại cố ý vòng trở về, từng lần một từ thánh nhân hũ cho cốt bên cạnh đi ngang qua. Lần này bạch mã hiện thân về sau, nhìn thấy Tống Thư Hằng chỗ hũ cho cốt cùng Kim Sắc Đại Sư tiến tới cùng một chỗ, hắn liền biết mình hẳn là bị bại lộ. Bạch mã phì mũi ra một hơi. Sau đó người khác lập mà lên. Hai đầu móng trước vất vả bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, hai đầu móng sau vặn vẹo thành kim kê độc lập chi tư. Tống Thư Hàng. Nhìn thấy chiêu bài này động tác, hắn liền có thể chính thức xác nhận bạch mã thân phận. Đã bạch mã cũng không phải là hư ảo huyễn ảnh, cái kia đại biểu bạch thiên đạo hư ảo hình bóng lại tại thì sao? Tống Thư Hàng trong lòng hiếu kỳ. Theo Kim Sắc Đại Sư giới thiệu, cái này thiên đạo nhóm đăng cơ đá đặt chân không gian, đều sẽ lưu lại thiên đạo ấn ký a. Cái không gian này, thế nhưng là lớn vô cùng, Kim Sắc Đại Sư trả lời, thánh nhân hũ cho cốt vận chuyển khu vực, chỉ là cái không gian này nhỏ bé một bộ phận. Nói cách khác, cái khác thiên đạo ấn ký, tại cái khác khu vực vận chuyển. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhìn qua cái không gian này, như có điều suy nghĩ. Sau đó, một cái ý nghĩ đột nhiên phù hiện ở trong đầu của hắn.
Cái không gian này, không thuộc về hiện thế chư thiên vạn giới, không thuộc về cửu u, như vậy. Hiện thế pháp tắc liền không cách nào chạm tới nơi này. Vậy nếu như ta ở chỗ này tấn cấp, sẽ có thiên kiếp hạ xuống sao? Tống Thư Hàng bắt đầu để ý biết bên trong suy tính. Tu sĩ tại tấn cấp thời điểm, đều cần tiếp nhận thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, mới có thể thuận lợi tấn cấp. Nhưng nếu như ở một cái không có thiên kiếp không gian bên trong, tiến hành tấn cấp, sẽ như thế nào? Không có thiên kiếp, là trực tiếp tấn cấp thành công. Lại hoặc là, bởi vì không có thiên kiếp khảo nghiệm, không cách nào thu hoạch được chứng nhận, kẹt tại bình cảnh trạng thái. Đối với người cái này to gan ý nghĩ, ta có cái không thành thục đề nghị. Kim sắc đại sư lộ ra đại từ bi thiếu dung, người trước tiên có thể tìm vật thí nghiệm đi thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Bất quá, muốn cũng vô dụng, Tống Thư Hàng nói, ta lần này là dựa vào lấy thánh nhân hũ cho cốt, đem ý thức đưa tiến đến. Nhục thân đều còn tại bên ngoài, lần sau, ta khẳng định vào không được, sở dĩ, không suy nghĩ nhiều. Cũng đúng, kim sắc đại sư nói, sau đó hai tay của hắn vừa dùng lực, mở. Thánh nhân hũ cho cốt, bị mở ra. Tống Thư Hàng ý thức, lúc này chính đính vào bất hủ chi cốt bên trên. Tại kim sắc đại sư trong mắt, Tống Thư Hàng ý thức thể tựa như là một đoàn slime, bao vây lấy bất hủ chi cốt. Thí chủ, người quá đói khát, liền xương cốt đều không buông tha. Kim sắc đại sư hai tay vỗ tay, trong giọng nói mang theo bi thương cảm giác. Tống Thư Hàng, người cái này liền tiểu đệ đệ đều muốn cắt đứt nam nhân, không tư cách nói ta à. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện. Ứng tác như là xem. Hai nha nha, kim sắc đại sư đưa tay dùng sức kéo lên Tống Thư Hàng ý thức thể, hung hăng hướng hũ cho cốt bên ngoài kéo đi. Tống Thư Hàng ý thức thể bị kéo thành diện dạng nhánh. Như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện. Câu nói này, cho ta ở trong lòng mặc niệm 100 lần. Đại sư gầm rú nói. Quá nóng này. Ba một tiếng, Tống Thư Hàng ý thức thể bị cưỡng ép kéo xuống. Nhưng là, ngẫu nứt tơ còn liền. Ý thức thể bị kéo xuống về sau, còn có từng sợi sợi tơ, liền trên bất hủ chi cốt. Nhưng lúc này, táo bạo kim sắc đại sư đã động thủ bắt đầu vẽ lên phù văn. Phù văn từng mai sáng tỏ lên. Đây là cùng nho gia thánh nhân nho văn cùng thiên đế đế văn rất tương tự phù văn. Văn tự liền đại biểu cho nói, đại biểu cho đặc thù cùng lực lượng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng ý thức thể bị đưa rời cái này cái thiên đạo đăng cơ đá đặt chân không gian. Ý thức của hắn trở về hiện thế. Nhưng này từng sợi sợi tơ, hóa thành hoa sen hình chiếu sợi rễ, một mực dính trên bất hủ chi cốt. Hoa sen sợi rễ đặc thù một trong, không nhìn cự ly, chỉ muốn dính lên mục tiêu, không bị chặt đứt, hắn có thể vô hạn dài, thậm chí có thể vượt qua không gian. Tống Thư Hàng tự thân đều không có phát giác được hoa sen hình chiếu sợi rễ, đã lặng yên cắm rễ ở nho gia thánh nhân hũ cho cốt bên trong. Vừa về tới hiện thế, hắn có rất nhiều sự tình vội vã xử lý. Kim sắc đại sư miễn phí về thành phục vụ phi thường xuất sắc, Tống Thư Hàng ý thức chính xác trở về đến hiện thế địa cầu vị trí. Đồng thời, hạch tâm thế giới cùng hắn ở giữa một lần nữa kết nối. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến hạch tâm trong tiểu thế giới. Ta, Tống Mỗ, lại một lần đã về rồi. Cũng không biết hạch tâm thế giới bên trong, béo cầu đại lão huyết tế trận pháp đã kết thúc không? Tống Thư Hàng ý thức, trước tiên trở lại đầu lâu mình cùng Ngụy. Chân thực huyễn tượng khu vực. Ngụy, chân thực huyễn tượng còn không có tiêu tán. Tô thị A thập lục lơ lửng ở huyễn tượng bên ngoài, bạch long tỉ tỉ vòng quanh thân thể của nàng, hạch tâm tiểu trợ thủ bồng bềnh tại bên cạnh. Quy tiền bối cùng thông nương cũng tại một bên. Nói cách khác, lần này tại nho gia thánh nhân hũ cho cốt bên trong dạo chơi một thời gian, hẳn là sẽ không quá dài, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày. Dù sao lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể, duy trì ngụy. Chân thực huyễn tượng, không cách nào kiên trì thời gian dài như vậy. Ngoại trừ A thập lục cùng quy tiền bối bên ngoài, A thập lục bên cạnh còn đứng lấy cái gì đều có thể bán đại lão. Lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão cao mày, cũng không có xuất thủ. Tống Thư Hàng ý thức nhìn hướng A thập lục tay nhỏ. Trong tay nàng tấm kia Tống Thư Hàng đưa nàng bảo khoán, bị kích hoạt lên. Thì ra là thế, khó trách cái gì đều có thể bán đại lão sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà cái gì đều có thể bán đại lão có thể đi vào hạch tâm thế giới,
hẳn là hạch tâm tiểu trợ thủ mở cho hắn lâm thời thông đạo. Ta bồi ngươi hai tấm bảo khoán đi, cái gì đều có thể bán, đại lão tâm tắc nói. Tô thị A thập lục khe khẽ lắc đầu. Cái gì đều có thể bán, đại lão ngẩng đầu vọng thiên. Bốn tờ, ít nhất cũng phải bồi bốn tờ. Tống Thư Hàng ý thức, vội vàng khuếch tán ý nghĩ của mình. Đáng tiếc, trạng thái của hắn bây giờ phi thường kỳ quái, liền hạch tâm tiểu trợ thủ đều không thể phát giác được hắn. Hắn phát ra ý nghĩ cũng không có người có thể nghe đến. Tống Thư Hàng ý thức một trận tâm tắc. Tiếp lấy hắn điều chỉnh tư thế, một đầu đụng vào đến ngụy. Chân thực huyễn tượng bên trong. Quay đầu lại tìm cái gì đều có thể bán, đại lão bồi thường đi. Chân thực huyễn tượng bên trong. Cửu U béo cầu chúa tể trận pháp, đã tiêu hao hầu như không còn. Béo cầu đại lão thành lập thông đạo thu nhỏ đến chỉ có sợi tóc lớn nhỏ. Đó là cái tin tức tốt. Tống Thư Hàng ý thức lại nhìn hướng mình thân thể. Đầu của ta, trong lòng của hắn phun lên lớn bi thương. Đầu của hắn lúc này ở vào khô héo trạng thái, liền giống bị phơi khô người khô, lão thảm rồi. Còn có hắn thân gỗ, đồng dạng khô héo không còn hình dáng. Tống Thư Hàng ý thức, một lần nữa đầu nhập trong thân thể. Một loại vô cùng khát nước cảm giác dâng lên. Hắn muốn uống chút gì, vô luận cái gì đều được. Khôi phục rồi, Tiểu Bạch lên tiếng nói. Nước, nước, Tống Thư Hàng run rẩy nói. Nơi này là sa mạc, Tiểu Bạch chậm rãi nói. Không nghĩ tới, tại huyết tế bên dưới ngươi còn có thể giữ được tính mạng, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ương ngạnh. Cửu U béo cầu chúa tể thanh âm truyền đến. Béo cầu đại lão còn chưa đi. Nhưng là, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Béo cầu đại lão thanh âm chậm rãi biến mất, huyết tế trận pháp tiêu hóa. Nhưng huyết tế di chứng cũng không biết đình chỉ. Béo cầu đại lão thanh âm bên trong, không vui không buồn. Sự chú ý của hắn, từ trên thân Tống Thư Hàng chuyển di, sau đó. Nhìn về phía một cái càng quan trọng hơn địa phương. Huyết tế kết quả đã ra tới. Béo cầu chúa tể đã được đến muốn tin tức. Đầu kia sợi tóc phẩm chất thông đạo hoàn toàn biến mất. Quấn quanh trên người Tống Thư Hàng những cái kia huyết dây thừng một hơi bốc cháy lên. Thân gỗ rốn bên trong phát ra tiếng kêu thảm, đầu gỗ thân thể hắn, sợ nhất chính là hỏa diễm tổn thương. Mượn nhờ máu này tế chi lực một điểm cuối cùng phản hồi, cùng tin tức khóa chặt, béo cầu đại lão đem ý thức của mình cưỡng ép đầu nhập vào một cái thần bí không gian. Vô luận thánh nhân cho cốt muốn dẫn lấy bất hủ chi cốt đi chỗ nào, tại hắn đã sớm chuẩn bị tình huống bên dưới, cũng không có chỗ ẩn trốn. Cho dù là không ở hiện thế chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới không gian, cũng ngăn cản không được hắn. Thiên đạo đăng cơ không gian. Kim sắc đại sư trong tay vẫn như cũ nắm lấy thánh nhân hũ cho cốt, bị kéo lấy phi hành. Là ảo giác sao? Kim sắc đại sư lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác cái cục xương này mọc lông? Đang khi nói chuyện, đột nhiên có một đoàn từ bên ngoài đến ý thức, cưỡng ép xâm nhập đến cái không gian này. Xâm nhập đến thánh nhân hũ cho cốt bên cạnh, khóa chặt trong đó bất hủ chi cốt. Cười lạnh trốn không thoát, thánh nhân, ngươi trước khi chết tính toán coi như lại thế nào hoàn mỹ, nhưng kế hoạch là chết, không cách nào biến báo, liền không có hiệu quả. Cái này đoàn từ bên ngoài đến ý thức lại nhưng có thể phát ra âm thanh bằng vào điểm này liền có thể biết, hắn so Tống Thư Hàng cao cấp hơn rất nhiều. Gõ ngươi, làm ta sợ muốn chết, kim sắc đại sư vung mạnh lên tay. Một cái tát đập bên ngoài đến ý thức bên trên. Phản xạ có điều kiện. Cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, bất kể là ai, bên người đột nhiên toát ra một đoàn đồ vật, còn kể cao đại thượng lời kịch, bản năng một trưởng vỗ quá khứ là bình thường thao tác. 3. Cái kia đoàn từ bên ngoài đến ý thức bị một trưởng vỗ tán. Cùng một thời gian, thánh nhân hũ cho cốt bên trong, xương cốt thượng mau siêu 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 thoát ra, đâm vào bị đập tan ý thức bên trên. Đưa chúng nó kéo vào đến hũ cho cốt bên trong. Thánh nhân hũ cho cốt bên trên, có mấy cái trận pháp sáng một chút, hộp thật nhanh đắp lên. Đồng thời, trên cái hộp có mấy cái khóa lớn phủ lên, triệt để đem hộp phong kín. Một hàng kia khóa lớn bên trên, lại có che đậy khí tức, giấu giếm thiên cơ trận pháp đem kế vận chuyển. Những trận pháp này dâng trào ra một lớp xương khói mỏng manh, đem hũ cho cốt che giấu. Hết thảy sau khi hoàn thành. Thánh nhân hũ cho cốt đổi cái quỹ đạo, bắt đầu lữ trình mới, chuyển rời đến thiên đạo đăng cơ không gian khu vực khác. Cứ như vậy, không ai có thể lại khóa chặt hắn. Ông trời của ta, thật sự là cao đại thượng.
Kim Sắc Đại Sư trợn mắt hốc mồm. Thánh nhân đối cái cục xương này bảo hộ biện pháp quá phong phú. Nhìn qua hũ cho cốt đi xa về sau, Kim Sắc Đại Sư sờ lên bản thân quang đầu, xem ra trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào nhìn thấy thánh nhân đại lão hũ cho cốt. Dứt lời, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía mình kim sắc hai tay, ha ha, ta trở về. Hạch tâm tiểu thế giới. Tống Thư Hàng ngụy, chân thực huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa. Người khô Tống Thư Hàng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục liền vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ lấy. Tống Thư Hàng há hốc mồm, nhưng khẩu quá làm, không phát ra được thanh âm nào. Hắn run rẩy vươn tay ra, nhắm ngay cái gì đều có thể bán đại lão dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Cái gì đều có thể bán đại lão? À, đúng rồi, bá Tống là muốn về viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đi, hắn từ thiên đế cái kia đoạt lại Đông Phương Xuân các mảnh vỡ. Bốn tờ, hạch tâm tiểu trợ thủ phát ra tiếng nói, bá Tống đại nhân có ý tứ là, chí ít bồi thường bốn tờ bảo khoán. Cái gì đều có thể bán đại lão? Uống nước đi, Tô Thị A Thập Lục lấy ra ấm nước, cho ăn Tống Thư Hàng uống vào mấy ngụm suối nước. Tống Thư Hàng thở phào một cái, lại đi bản thân thân gỗ thượng đổ chút nước. Héo úa thân thể, chậm rãi bắt đầu khôi phục. Tại đầu của hắn bên trong, có nhất cổ cùng cửu phẩm phía dưới người tu luyện hoàn toàn khác biệt sinh cơ bắt đầu tuôn ra, thoải mái đầu của hắn, thuận tiện thoải mái một chút thân gỗ. Là kiếp tiên sinh cơ. Tống Thư Hàng chân thân, vượt qua cửu phẩm thiên kiếp đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp, thể nội ra đời kiếp tiên sinh cơ. Trước mắt cảnh giới của hắn không tới, kiếp tiên sinh cơ cũng vô pháp làm hắn có được ngàn vạn năm thọ nguyên. Nhưng là, kiếp tiên sinh cơ có thể cho Tống Thư Hàng có được mạnh hơn năng lực khôi phục, sinh mệnh lực cũng càng ương ngạnh. Mấy hơi về sau, Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, thân gỗ thượng thậm chí còn mọc ra vài miếng lá cây. Sống lại. Tống Thư Hàng thoải mái thở dài. Còn phải lại uống nước sao? Tô Thị A Thập Lục lại lấy ra một cái ấm nước. Không cần, ta cảm giác hiện tại trạng thái phi thường bổng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Lần thứ nhất phát hiện, uống nước đều là như thế chuyện hạnh phúc tình. Cười cười, đột nhiên, thân thể của hắn lại như bị rút khô lượng nước đồng dạng, thật nhanh khô cạn xuống dưới. Hắn có thể cảm giác đến làn da bắt đầu bao trùm xương cốt, bờ môi khô nứt. Nước bọt cũng vô pháp bài tiết. Thân gỗ thảm hại hơn, thể xác đều vỡ ra, vừa mọc ra lá cây, trong nháy mắt khô héo rơi xuống. Tống Thư Hàng. Tống A Đần nguyền rủa di chứng A ngốc tạo hóa tiên tử hư nhược nhắc nhở nói. Là béo cầu đại lão huyết tế di chứng. Muốn mạng, Tống Thư Hàng khàn khàn nói. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ theo ở trên người hắn, cho hắn liền quét mấy phát chỉ rũ thuật, tịnh hóa nguyền rủa pháp thuật. Khu trục không tốt hiệu quả pháp thuật. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang hiệu đem Tống Thư Hàng bao phủ. Pháp thuật qua đi, Tống Thư Hàng tựa như vừa uống xong nước đồng dạng, thật nhanh khôi phục. Nhưng cùng trước đó đồng dạng. Mấy hơi về sau, thân thể của hắn đầu lại lần nữa khô héo. Cái này di chứng thật bá đạo, Bạch Long tỉ tỉ thu hồi móng vuốt nhỏ. Tống Thư Hàng truyền âm nói, ta còn có thể lại cứu giúp bên dưới sao? Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ta, hẳn là có biện pháp. Bạch Long tỉ tỉ nói. Quy tiền bối nhắc nhở, cái gì đều có thể bán đạo hữu cái kia, hẳn là sẽ có thể sử dụng đạo cụ. Thu phí, cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười, ta cái này có không tệ đạo cụ, phương diện giá tiền, ta cam đoan sẽ không tăng giá. Tiền bối ngài biến, trước kia ngài đều cho ta đánh gãy. Đánh gãy là không thể nào đánh gãy. Không tăng giá đều là xem ở ngươi có ưu chất khách hộ tiềm lực, lúc đầu ta nghĩ kéo ngươi sổ đen. Cái gì đều có thể bán đại lão nói, đem từ thiên đế cái kia thu hồi Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, giao cho Tống Thư Hàng. Kể từ đó, tứ phương đại đế thiên đình mảnh vỡ, Tống Thư Hàng trong tay đều có. Bắc phương đại đế hoàn chỉnh Đông Chi Điện. Nam phương đại đế hoàn chỉnh Nam Thu Tự. Tây phương đại đế hạ cung mảnh vỡ. Cùng hiện tại Đông Phương Đại Đế Đông Phương Xuân các mảnh vỡ. Cái này có loại tập thể thành công cảm giác thỏa mãn. Muốn mua không, cái gì đều có thể bán đại lão cười ha hả hỏi. Tống Thư Hàng run rẩy khoát tay áo không có tiền. Đồng thời, hắn thử nghiệm bắt đầu liên hệ Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối. Cửu U Chúa Tể Nguyền rủa cùng di chứng,
quả nhiên vẫn là tìm cửu u chúa tể giải quyết tương đối thỏa đáng. Thư Hàng, mở hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối thanh âm quen thuộc tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạch tâm thế giới mở cái khẩu. Siêu. Một thanh duy nhất một lần phi kiếm quấn tới trước mặt hắn, bạch tiền bối mũi chân điểm tại trên chuôi kiếm, soái khí đăng tràng. Là bạch tiền bối phân thân tới. Tâm ma xích tiêu kiếm cái thứ nhất chú ý tới, hôm nay vẫn như cũ anh tuấn bạch thánh quân, không xỏ giày xem ra, cửu phẩm thiên kiếp rất kịch liệt, dẫn đến bạch thánh quân liền giày đều thoát. Bạch tiền bối từ trên phi kiếm nhảy xuống, nhìn về phía khô cạn Tống Thư Hàng, người nhìn trạng thái rất tồi tệ a. Tống Thư Hàng cứng ngắc nhẹ gật đầu, không lượng nước cổ tương đối cứng ngắc, trong vắt. Cảm giác gật đầu dùng quá sức, cổ sẽ trực tiếp gãy mất. Bạch tiền bối đưa tay theo ở trên người hắn, cùng Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng, liên tiếp thi triển hơn 10 cái pháp thuật. Từ trì rũ thuật đến xua tan mặt trái hiệu quả pháp thuật, cùng tịnh hóa nguyền rủa, cam lộ thuật, năng lượng khôi phục, linh lực tụ tập các loại. Một bộ pháp thuật hiệu quả về sau. Tống Thư Hàng đầu cùng thân gỗ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thân gỗ lần này không chỉ có mọc ra lá xanh, thậm chí còn mở ra nụ hoa, cả người đều tản ra khí tức mùa xuân. Nhưng mấy hơi thở về sau, bông hoa héo tàn, lá cây héo úa, thân gỗ khô nứt. Người cái này trạng thái rất phiền phức, là chuyện gì xảy ra? Bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng há to miệng, nhưng cuống họng làm khó chịu, phát không được tiếng. Tâm ma xích tiêu kiếm thay thế trả lời, ngày thường đối đại lão. Bạch tiền bối lý giải nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói, về sau kiềm chế một chút nha, ta tại độ kiếp chơi thời gian bên trong, người cũng đối mấy đợt đại lão rồi. Quá tấp nập, đối thân thể không tốt. Tống Thư Hàng hốc mắt đều ẩm ướt cái này bạch tiền bối phân thân, tựa hồ là loại kia rất biết quan tâm người loại hình. Bạch đạo hữu có biện pháp giải quyết Tống Thư Hàng cái trạng thái này sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối xoa cằm suy tư. Cái này lúc, bên trên quy tiền bối lên tiếng nói, kỳ thật, ta có một cái tạm thời giải quyết Thư Hàng trạng thái mạch suy nghĩ. Chúng ta trước không cần nghĩ lấy trị tận gốc, có thể trước áp chế xuống hắn mất nước, khô cạn mau bệnh. Trị tận gốc bệnh tình sự, có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Quy đạo hữu có gì cao kiến? Xích tiêu kiếm tiền bối hỏi. Quy tiền bối cười ha hả nói, bổ nước mặt nạ. Đã thiếu nước, vậy liền một mực cho hắn bổ nước đi. Tống Thư Hàng. Giờ khắc này quy tiền bối, nhìn tựa như là mặt nạ nhân viên chào hàng. Nhưng hắn không chỉ là bộ mặt thiếu nước, cả người hắn đều thiếu nước. Bạch Long tỉ tỉ nói. Vậy liền cho hắn toàn thân đều thiếp tầng một bổ nước màng. Quy tiền bối vui a nói, từ ngoài vào trong thoải mái, để ra thịt thủy nhuận có co giãn, quy đánh. Tống Thư Hàng không khỏi não bổ toàn thân mình dán đầy mặt nạ, đối đám người giơ ngón tay cái lên, quy đánh nha. Không được, hắn tình nguyện bảo trì khô cạn trạng thái. Nghe tựa hồ rất có đạo lý, thông nương gật đầu vì quy tiền bối điểm tán, nàng và quy tiền bối đã tạo thành rùa hành liên minh, sinh hoạt hàng ngày bên trong, các loại sự thượng nàng đều sẽ ủng hộ quy tiền bối một đợt. Cái này mạch suy nghĩ, không có tâm bệnh. Tại phía xa Hoạt Tuyền bên trong sở các chủ thiên lý truyền âm nói. Nàng một mực đang chú ý bên này tình thế phát triển. Nếu như chỉ là bổ nước, ta có lẽ có thể phát huy được tác dụng đồ vật. Thư Hàng, tại hạch tâm thế giới lại mở cái thông đạo, ta muốn tại bảo vật kho của mình bên trong tìm xem, không biết món đồ kia còn có thể hay không tìm tới. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng vì bạch tiền bối mở cái VIP chuyên dụng thông đạo. Sau đó bạch tiền bối bắt đầu ở bản thân khổng lồ không gian lục lọi lên. Mấy phút sau, nhưng lại tìm tới thứ này, bạch tiền bối nói ra, sau đó hắn khẽ vươn tay, trong tay bưng lấy mấy mai xích hồng sắc trái cây. Mấy cái này trái cây nhìn liền rất nóng, mỗi một mai trong quả thực, phảng phất đều có ngàn năm bất diệt hỏa diễm phong ấn trong đó. Tống Thư Hàng bản năng lui về phía sau mấy bước. Thứ này, ăn hết, nguyên bản liền mất nước hắn. Lập tức liền sẽ bị nội hỏa công tâm, đốt tới không còn sót lại một chút cặn A. Thứ này có thể cho Tống Thư Hàng bổ nước, Tô Thị A thập lục hiếu kỳ hỏi. Cái này rõ ràng là hỏa thuộc tính dị bảo đi, chẳng lẽ bạch tiền bối là muốn lấy độc trị độc, để Tống Thư Hàng đạt tới dương cực chuyển âm hiệu quả. Đây là ngàn năm châu quả. Bạch tiền bối giải thích nói, ta lúc đầu tại xuất quan thời điểm, Thư Hàng tiểu hữu cùng đậu đậu tới đón ta xuất quan.
Lúc ấy, ta hứa hẹn đưa chút ngàn năm châu quả cho đậu đậu, nhưng về sau, ta một mực quên đem cái này ngàn năm châu quả cho đậu đậu. Dứt lời, Bạch Tiền Bối lấy ra một cái duy nhất một lần phi kiếm, thuần thục đem ngàn năm châu quả bao khỏa tốt, viết lên đậu đậu thu treo ở trên phi kiếm. Đã lật đến, hôm nay liền cho đậu đậu đưa đi đi. Ta có dự cảm, hắn gần nhất hẳn sẽ thích cái này ngàn năm châu quả. Dứt lời, Bạch Tiền Bối lại lấy điện thoại cầm tay ra, cho đậu đậu phát cái tin, đậu đậu, cho ngươi gửi cái phi kiếm bao khỏa. Đến lúc đó ngươi đến Hoàng Sơn đạo hữu tẩy kiếm đài đi lấy bao khỏa, đừng quên lấy. Viết xong, Bạch Tiền Bối bấm một cái kiếm quyết. Siêu duy nhất một lần phi kiếm mang theo bao khỏa phóng lên tận trời, hướng phía Hoàng Sơn tôn giả nhà tẩy kiếm đài vị trí bay đi. Phát xong phi kiếm bao khỏa về sau, Bạch Tiền Bối lại cho ở đây tất cả đạo hữu đều phát cái ngàn năm châu quả, nói, lần này châu quả sinh trưởng không sai, mọc thật nhiều. Chờ phân phó đến Tống Thư Hàng thời điểm, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, lại đem châu quả thu về, nói, Thư Hàng lần này coi như xong, người bây giờ không thích hợp ăn cái này châu quả. Tống Thư Hàng hốc mắt vừa ướt nhuận, đây là hắn còn sót lại một điểm lượng nước. Bạch Tiền Bối lại tại bản thân khổng lồ bảo tàng kho bên trong tìm tòi. Đào đào, hắn đột nhiên lại lấy ra một đống có hỏa diễm thiêu đốt long lân. Đúng rồi, đây là trước đây không lâu đã đáp ứng cho Diệt Phượng đạo hữu viêm long long lân. Bạch Tiền Bối nói. Sau đó, hắn sau đó phát cái duy nhất một lần phi kiếm thêm bao khỏa, cộng thêm Diệt Phượng công tử thu chữ viết. Cho Diệt Phượng công tử giao hàng về sau, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, lại đưa tay bên trong dư thừa viêm long long lân phát cho Tô Thị A Thập Lục cùng Thông Nương. Thứ này đối với ta đã vô dụng, giữ lại chiếm không gian, vừa vặn dọn dẹp. Bạch Tiền Bối nói, lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn qua thiêu đốt long lân. Thư Hàng coi như xong, thứ này ngươi không dùng được. Bạch Tiền Bối nói, sau đó hắn đem long lân lại thu vào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, là hắn biết là kết quả này. Về sau, Bạch Tiền Bối lại cho Giao Bá Chân Quân cùng Tuyết Lang Động Chủ phát hai cái chuyển phát nhanh. Năm nay xuất quan đến nay, Tuyết Lang Động Chủ giúp đỡ hắn chế tạo các loại giấy chứng nhận, Bạch Tiền Bối đã sớm chuẩn bị cho hắn một phần tạ lễ. Giao Bá Chân Quân cái kia phần bao khỏa, thì là chuyển giao cho Ngư Kiều Kiều. Đáng nhắc tới chính là, đưa ra ngoài lễ vật đều là hỏa thuộc tính. Tuyết Lang Động Chủ rõ ràng là băng thuộc, vì sao lại cần hỏa thuộc tính bảo vật. Liên tiếp bốn cái bao khỏa đưa ra ngoài về sau, phát lễ vật lúc, tổng là không Tống Thư Hàng phần. Loại này đại ca ca, đại tỷ tỷ cho các đệ đệ muội muội phát đường, phát lễ vật, đoàn người đều có phần, nhưng chính là cái nào đó tiểu đệ không phần bi thương hình ảnh cảm giác, vung đi không được. Bạch Tiền Bối, ngươi lần này phân thân, luôn cảm giác cùng trước mấy cái khác biệt a. Tống Thư Hàng truyền âm nói. Mặc dù trước kia phân thân, tính cách cũng đều khác biệt. Nhưng hôm nay cái này phân thân, chính là đặc biệt không giống bình thường. A. Ngươi có thể phát giác ra được, Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu nói, bởi vì lần này, nửa người trên là chân thân. Tống Thư Hàng, nửa người trên là chân thân là cái gì thao tác? Chỉ có nửa cái chân thân tới, một cái khác nửa người còn tại cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong chơi thiên kiếp. Khó trách Bạch Đạo Hữu lần này không xỏ dày, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói.